nghĩ cũng không thể không nói hàn huynh đệ vừa mới gia nhập đã lập công lớn bần đạo cũng phải đa tạ hàn lập cười trầm giọng chối từ cái đó cùng với tại hạ nào có quan hệ tất cả đều là do đạo trưởng có công hóa giải đạo sĩ lắc đầu cười cười cũng không nói gì nữa nhưng lúc này một thanh âm ông ông hàm hồ vang lên đạo sĩ người tập trung chúng ta lại đây là vì sao hòa thượng sao lại không tham gia thì ra là người mập mạp da trắng nón không chút khách khí hỏi một câu bất quá người này cũng có tư cách có thái độ như thế đối với tùng văn đạo sĩ bởi vì hàn lập sớm đã phát giác trong số mọi người tập trung ở đây thì người mập mạp này pháp lực cường đại nhất tựa hồ so với tùng văn còn muốn thâm hậu hơn một phần cho nên cũng không ai dám dám cười nhạo thanh âm khó nghe như thế của người mập mạp này ngay cả ngô cửu chỉ nọ bộ dáng cũng nghiêm trang không dám có chút khác thường xem ra tu tiên giới này cùng với thế tục giang hồ cũng không sai biệt lắm người chỉ cần có thực lực cường đại mới được người khác tôn kính hàn lập thấy vậy có chút chào phúng thầm nghĩ ha ha hoàng huynh tính tình vẫn nóng nảy như vậy được rồi bần đảo sẽ nói nguyên nhân mời mọi người tập trung tại đây tùng văn vung phất trần lên không chút nóng giận nói thái nam hội đã qua một nửa thời gian còn có mười mấy ngày nữa sẽ chấm dứt mọi người có phải cũng nên ra tay rồi hay không nếu như phải bày bán tốt nhất là nên cùng hành động bởi vậy ta mới tập trung mọi người để thương lượng một chút về phần khổ tang đại sư những gì hắn mang đến đây đều đã được trao đổi cho nên sẽ không tham gia thương nghị. Như vậy, đích thật là phải ra tay đem đồ vật đổi lấy linh thạch còn có thể mua thêm một chút đồ khác nữa. Nhất thời, mọi người đều lên tiếng. Sau khi trải qua một hồi nghị luận, những người này đều đồng ý ngày mai đồng loạt bán đồ, ngoại trừ Hàn Lập ra. Hàn huynh không muốn cùng hành động sao? Ngô Cửu chỉ có chút ngạc nhiên hỏi, những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Hàn Lập. Tại hạ đem theo vốn rất ít, lại tối hôm qua vừa lúc gặp mấy người cần mua, nên tất cả đều đã trao đổi hết cho nên cũng không cần phải hành động cùng với mọi người hàn lập ánh mắt thản nhiên giải thích. Như vậy, đích xác là không nên cùng với chúng ta chịu tội. Hàn huynh đệ thật đúng là vận tốt, vừa tới đã bán được hết hồ bình cô có chút hâm mộ nói. Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt người này vận thật sự tốt. Hàn lập nghe vậy, chỉ cười mà không nói gì. Tùng văn đạo sĩ thấy chuyện đã thương nghị xong, cũng cao hứng đứng dậy nói, vậy đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lấy tinh thần mà làm việc, hy vọng đều có thu hoạch tốt. Mấy người vừa nghe vậy, cũng đều đứng lên, mỉm cười chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Tùng Văn Đạo Sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ánh mắt trở nên trịnh trọng nói với mọi người. Được rồi, đợi sau khi Thái Nam Hội chấm dứt, mọi người cũng đừng hoảng hốt mà rời đi. Ta nghe nói mấy lần trước sau khi Thái Nam Hội chấm dứt, có một số tán tu giống như chúng ta, đều bị mất tích một cách khó hiểu. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút, sau khi thiên vụ dài thăng tiên đại hội kết thúc, mọi người nên cùng nhau rời đi, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Nghe đạo sĩ nói có những tán tu mất tích, trong số những người ở đây thì Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình cô nghe vậy biến sắc, Ngô Cửu chỉ cùng vị Hồng Liên tán nhân kia vẻ mặt lại mờ mịt, mà người mập mạp Hoàng Hiếu Thiên lại hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt cũng âm trầm hẳn lên. "Đúng, Tùng Văn đạo trưởng nói vậy, huynh đệ chúng ta cũng đồng ý, sau này nên cùng nhau rời khỏi đây." Vợ chồng chúng ta cũng không phản đối. Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình cô đều luôn miệng đồng ý xem ra đối với việc này rất là kiêng kỵ. Chương 134, Thăng Tiên Đại hội, cái gì là Thiên vụ Đài Thăng Tiên Đại hội? Ngô Cửu chỉ đột nhiên hỏi vấn đề mà Hàn Lập đang nghi hoặc. Cái tên Thăng Tiên Đại hội, Hàn Lập đã nghe từ Vạn Tiểu Sơn và xây Y Trung đã nghe người ta nói mấy lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội hiểu rõ chi tiết nội dung chẳng lẽ cũng là hội giao dịch như Thái Nam hội sao? Hàn Lập âm thầm tự nghĩ, không thể nào, ngay cả Thăng Tiên hội cũng không biết, đây chính là 10 năm một lần tại Việt Quốc, là cơ hội tốt nhất để các người tu tiên trẻ tuổi bái nhập vào các đại phái tu tiên Hắc Mộc có chút ngạc nhiên, còn có chút hưng phấn nói. Ngô huynh đệ tuổi còn trẻ như vậy, khẳng định là vẫn ở tại một chỗ tiềm tu, không biết Thăng Tiên đại hội cũng không phải là chuyện lạ Tùng Văn đạo sĩ không có gì ngạc nhiên. Ồ, có chuyện như vậy sao? Có thể gia nhập thất đại phái, đây chính là một bước lên trời. Ngô Cửu chỉ nhất thời hứng thú hẳn lên, hướng tới Hắc Mộc hỏi. Hiện tại chưa phải là lúc nói về Thăng Tiên hội vấn đề về tán tu chúng ta mất tích, mới là chuyện chúng ta hiện tại cần thảo luận Hồ Bình cô cũng không biết là có phải nhầm vào thiếu niên, có chút bất mãn nói. Không có sao cả, nói cho Ngô Huynh để biết một chút cũng tốt, có lẽ còn có những người khác, cũng không rõ ràng lắm về việc thăng tiên hội tùng văn đạo sĩ mỉm cười nói, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy đối phương cố ý vô tình nhìn về phía mình một cái. Hàn lập trong lòng dùng mình, Tùng Văn đạo sĩ này chẳng lẽ nhìn ra cái gì. Hắn chính là vẫn tận lực giấu chuyện là người mới tu tiên, cũng có thể tránh được con mắt của người khác, nhưng hôm nay xem ra vẫn không thể qua mắt được người này. Nhãn quang của Tùng Văn Đạo Sĩ quả thật độc đáo. Nếu Tùng Văn Đạo Trưởng đã nói như vậy, ta cũng nói qua cho Ngô Huynh Đệ một chút hắc mộc thấy như vậy, cũng hăng hái hẳn lên, lập tức nói ra. Vì vậy mọi người lại trở về chỗ, ngoại trừ tên mập Hoàng Hiếu Thiên Gia. Ta đối với chuyện thăng tiên đại hội rất rõ ràng, nên về trước ngủ, các người cứ tiếp tục đi. Gã mập mạp thần tình lạnh lùng nói, sau đó không đợi những người khác nói gì, liền rời khỏi phòng, để những người trong phòng hai mắt nhìn nhau. Mọi người không cần để ý, Hoàng Huynh công pháp tu luyện tương đối kỳ lạ, cần phải ngủ, cũng không phải là cố ý chậm trễ. Tùng Văn vẻ mặt bình thản vội vàng giải thích hộ cho Hoàng Hiếu Thiên. Mọi người trong phòng nghe được những lời này, đại bộ phận đều nở nụ cười gượng gạo. Để ý sao, ai dám để ý, người này pháp lực so với đạo sĩ người còn muốn mạnh hơn. Không khi bên trong phòng, có chút xấu hổ, Hắc Mộc Huynh cũng nên tiếp tục đi cũng chính là ngô cửu chỉ phá tan cục diện này, thúc giục nói. Hắc Mộc vừa nghe, cười cười, liền mở miệng nói tiếp. Nhắc tới thăng tiên đại hội này, cũng không thể không nói đến chúc cơ đan, là đan dược mà người tu tiên luyện khí kỳ điên cuồng muốn sở hữu nhất. Vốn người tu tiên đang ở luyện khí kỳ nếu như nhớ tiến nhập chúc cơ kỳ, trở thành một thành viên chính thức của tu tiên giới, ngoại trừ công pháp cơ sở luyện đến tầng thứ bảy trở lên ra, còn phải dùng linh dược chúc cơ đan mà chỉ có các đại môn phái mới có thể luyện chế ra được, mới có hy vọng đột phá bình cảnh, thành công trúc cơ. Cái này cũng tạo ra một mỹ danh cho trúc cơ đan là thăng tiên hoàn, điều này làm cho người tu tiên càng thêm điên cuồng. Mà tại đại phái tu tiên, trúc cơ đan cũng vô cùng hiếm. Bởi vì nguyên liệu của trúc cơ đan thật sự vô cùng khó tìm, cho dù tất cả các môn phái tu tiên của Việt Quốc cùng liên thủ, xuất vật xuất lực, cũng phải cứ 10 năm mới hy vọng có được mấy đỉnh đan dược, chính là chỉ hơn ngàn viên mà thôi. Mà đan dược này cho dù được các môn phái phân chia sạch sẽ, cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, cho nên căn bản không có khả năng trúc cơ đan xuất hiện ở bên ngoài. Chính là, cả tu tiên giới của Việt Quốc, cũng có rất nhiều người tu tiên công pháp tu luyện cơ sở luyện đến hơn tầng thứ bảy tồn tại, những người này cũng có nhu cầu bách thiết uống trúc cơ đan để đột phá bình cảnh. Cứ như vậy, một bên là trúc cơ đan cực kỳ thiếu, đều bị các đại môn phái nắm giữ, về phương diện khác, nhu cầu trúc cơ đan của người tu tiên càng ngày càng nhiều, mà ở bên ngoài không thể tìm được một viên nào. Điều này đã sớm tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên, thậm chí đã từng làm cho người tu tiên cấp thấp không kềm được lửa giận, đã gây thù ó ẩn với các môn phái. Người của các đại phái tu tiên này, tự nhiên cũng nhận thấy được tình thế không ổn này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khả thi. Dù sao chúc cơ đan của bọn họ bản thân dùng còn không đủ, làm sao có thể xuất ra cho người của các môn phái khác. Nhưng thiên hạ không có vấn đề nào là không giải quyết được, cuối cùng nguy cơ này đã được môn thiên tài trong môn phái đưa ra cách giải quyết hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề đó là mỗi khi trúc cơ đan xuất lọt thì ở bên ngoài cũng có rất nhiều người tu tiên có tư chất hơn người để cho bọn họ gia nhập các đại môn phái này rồi sẽ cho bọn hắn dùng trúc cơ đan làm như vậy vừa có thể làm cho trúc cơ đan không lưu truyền ra ngoài lại có thể tiêu trừ được sự bất mãn của các người tu tiên cấp thấp khác dù sao có thể gia nhập đại phái tu tiên người tu tiên này sao có thể không vui lại có thể chọn ra được đệ tử có tư chất ưu tú thật sự là một cách tốt tam toàn kỳ mỹ Bất quá phương pháp chọn lựa này, tự nhiên phải công chính nghiêm minh, không thể để cho người ta bàn tán, nếu không sẽ lại có hiệu quả trái ngược lại. Vì vậy các môn phái này dùng phương pháp kinh điển nhất, làm cho người ta tín phục nhất, đó chính là phương thức đả lôi đài, để cho người có thực lực hơn người có thể cướp lấy tư cách gia nhập môn phái bọn họ. Mà thất đại môn phái đều tự đưa ra 10 đệ tử đem 10 khối trúc cơ đan, thưởng cho người chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ có sự hạn chế về độ tuổi sẽ không thu nạp người trên 40 tuổi nhập môn, những người này cho dù tư chất tốt, cũng không có tiền đồ để bồi dưỡng. Cứ như vậy mà thăng tiên đại hội đã được sản sinh. Mà người có thể ở trên lôi đài thắng được người khác, quả nhiên đều là pháp lực cao nhất, tư chất hơn người, làm cho các đại môn phái rất vui vẻ khi thu làm đệ tử. Mạo oán khí của các người tu tiên khác, cũng theo sự cử hành của đại hội này mà tan thành mây khói, sự chú ý của bọn họ tất cả đều đặt ở cơ hội 10 năm một lần cá vượt long môn này. Thăng tiên đại hội cứ như vậy mà mỗi lần là có 70 người tu tiên may mắn trở thành đệ tử của các đại môn phái, làm cho các người tu tiên khác càng thêm điên cuồng. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả những người tu tiên luyện khí kỳ trong độ tuổi đó, tự nhận thực lực không kém đều sẽ liều chết sông pha vài lần, hy vọng có thể cải vận, từ cá hóa rồng. Nhưng lôi đài này cũng không phải là tốt như vậy, người tu tiên cấp thấp bọn họ dù sao pháp thuật cũng không phải là nói khống chế là có thể khống chế, mỗi lần đả lôi đài như vậy cũng sẽ có không ít người chết và bị thương cũng tạo nên không ít thâm cửu đại hận. Hắc Mộc này vừa nói, cũng phải mất một thời gian, mà Ngô Cửu chỉ chăm chú lắng nghe cũng có thu hoạch lớn. Mà Hàn Lập ở một bên mà nghe, cũng thu hoạch không ít, đối với chuyện của tu tiên giới, càng hiểu rõ thêm. Ta nếu xông pha lôi đài thành công, chẳng phải là cũng có thể trở thành đệ tử nhập môn của các đại môn phái Ngô Cửu chỉ sau khi nghe xong, vẻ mặt rất hào hứng. Nằm mơ đi, người cứ như vậy mà muốn đi đả lôi đài, không phải bị thương thì cũng chết. Hồ Bình cô nghe ngô cửu chỉ đang nói chuyện nằm mộng giữa ban ngày, không nhịn được châm chọc vài câu. Ô, tại sao, ta không được sao? Công pháp tầng thứ 8 còn không có tư cách lên lôi đài sao? Ngô cửu chỉ lần này cũng không tức giận, ngược lại nghiêm trang hướng về phía Hồ Bình cô mà thỉnh giáo. Hồ Bình cô có chút kinh ngạc, nhưng sau khi do dự một chút, thì vẫn nói. Ngô tiểu tử, người có biết 70 người năm ngoái đoạt khôi, đều là dạng người gì không? tại lôi đài đã chết bao nhiêu người tu tiên sàng sàng như ngươi không? Mong hồ phu nhân chỉ giáo, ngô cửu chỉ có chút thành khẩn nói, toàn bộ quá trình chiến lôi đài thăng tiên đại hội lần trước, ta chính mắt xem cả quá trình, hiện nghĩ lại cũng sợ hãi không thôi hồ bình cô tựa hồ nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ, sắc mặt có chút trắng bệch ra. Mà trượng phu của nàng thấy vậy, vội vàng đưa tay vòng qua vai của nàng mà an ủi. Hồ bình cô quay đầu lại nhìn trượng phu, sắc mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều hai vợ chồng chúng ta vốn không định tham gia lôi đài, chỉ là đi xem một chút mà thôi, dự tính là sẽ ở tại luyện khí kỳ cả đời. Mà các ngươi nếu còn có hùng tâm tráng trí, ta cũng kể cho các ngươi một ít sự lợi hại của lôi đài, để tránh cho các ngươi chết không minh bạch hồ bình cô thản nhiên nói. chương 135 Kinh Văn Đầu tiên, người báo danh tham gia, ngũ hành cơ sở công pháp phải cảnh giới từ tầng thứ bảy trở lên, đây cũng là yêu cầu tối thiểu để uống chút cơ đan. Tiếp theo người báo danh tuổi phải dưới 40, Người vượt qua tuổi này cũng không cần phải nghĩ đến cách che giấu mà vượt qua kiểm tra, bởi vì người phụ trách báo danh của đại hội sẽ dùng quan cốt thuật để xem tuổi thật của người báo danh. Chỉ cần người phù hợp hai điều kiện trên đều có thể đi báo danh, không có bất kỳ hạn chế nào khác. Nhưng cũng bởi vậy, cũng làm cho lôi đài càng trở nên thảm thiết. Các người có cảm giác được tại sao Thái Nam Cốc hiện tại rất nhiều người không? Nơi này đại bộ phận người ta thật ra đều là hướng tới thăng tiên hội, phải biết rằng Thái Nam hội của chúng ta vốn lúc đầu chỉ là hội giao dịch của các người tu tiên trẻ tại Lam Châu, mấy năm trước khi hội này triển khai, tổng cộng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mà hôm nay các người xem, trong cốc này ít nhất cũng phải hơn ngàn người, mà mấy ngày sau cùng, nhân tài ở các nơi xa xôi sẽ lục tục đến, đến lúc đó mới là đỉnh điểm của Thái Nam hội giao dịch. Những người này sở dĩ đến Thái Nam cốc tham gia Thái Nam hội trước, một mặt là muốn đổi lấy những vật phẩm cần thiết, mặt khác là không thể không nhân cơ hội này, quan sát trước một chút những đối thủ sẽ gặp tại thăng tiên hội, chi kỷ chi bỉ vẫn là tốt hơn. Hồ Bình cô vẻ mặt cười khổ nói, ngô cửu chỉ vừa nghe sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, chiếu theo lời Hồ Phu Nhân nói, trong cốc ta thấy các cao thủ công pháp đã đạt đến 10 tầng, cũng tới tham gia thăng tiên hội sao. Như vậy thì những người tầng thấp không phải là đi tìm chết sao. Cái này cũng không nhất định, ai nói người tầng cao nhất định có thể thắng tầng thấp, nếu người có pháp lực yếu hơn sử dụng pháp phù có uy lực lớn, hoặc có pháp khí cực kỳ lợi hại tùy thân, cũng có thể đánh chết người có pháp lực cao hơn Hắc Kim vốn từ lúc vào phòng tới giờ vẫn không nói gì, đột nhiên nói ra một câu, làm cho mọi người đều quay lại nhìn. Không sai, Hắc Kim huynh đệ nói rất có đạo lý, như là người tu tiên tranh đấu, pháp lực cao hơn hay thấp hơn cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất cũng chính là phải xem pháp thuật đang nắm giữ có uy lực lớn nhỏ thế nào và có vận dụng được linh hoạt hay không, cùng với có khả năng mượn uy lực của vật tùy thân. Tùng Văn đạo sĩ cũng hết sức đồng ý nói. Hắc Kim Huynh cùng Tùng Văn Đạo trưởng nói, đích thật là đã nói đến điểm chết người, nếu không thăng tiên đại hội này căn bản không cần triển khai, chỉ cần người tham gia cứ đứng sắp hàng, so pháp lực thâm hậu từ trên xuống dưới mà lấy là xong Hồ Bình cô nở nụ cười nói. Nghe mọi người nói xong, Ngô Cửu chỉ cũng không cao hứng nữa, mà chỉ mặt mày sầu muộn không ngừng lẩm bẩm trọng miệng. Pháp khí lợi hại, phù lục uy lực lớn, Hồ Bình cô lần này không để ý đến Ngô Cửu chỉ, mà tiếp tục nói. Bởi vì người tham gia lôi đài rất nhiều, cho nên thăng tiên hội đồng thời sẽ dựng 7 tòa lôi đài, đại biểu cho thất đại tiên phái của Việt Quốc, ai muốn trở thành đệ tử của phái nào thì lên lôi đài đó mà tiến hành tỉ thí. Trên lôi đài cự lựa chọn ra hai người tiến lên một lần, hai người tỉ thí, người thắng có thể vào vào vòng trong, người bại lập tức bị đào thái, sau đó lại đổi hai người khác tỉ thí. Cứ như vậy cho đến khi toàn trường thông cáo, cũng không còn ai tham gia tỉ thí lôi đài này mới thôi, sau đó bắt đầu ở phòng tiến để những người thắng tỉ thí. Cứ tiếp tục như thế, cuối cùng còn lại 10 người, chính là đệ tử nhập môn mới của tiên phái này, có thể không cần đụng phải sự cạnh tranh kịch liệt trong nội bộ bổn môn, cũng có thể có tư cách uống chúc cơ đan. Có thể nói một bước lên trời, thăng tiên đại hội quy trình lôi đài tỉ thí cũng đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá cũng không phải đơn giản như ta vừa nói, mà cảnh tượng thảm khốc ở trên thực tế của lôi đài, căn bản không cách nào hình dung. Hồ Bình cô vừa nói, vừa cảm khái, ta nhớ lôi đài chiến lần trước, người tu tiên đạt tầng thứ 10 chết cũng phải mười mấy người, thậm chí còn có đại cao thủ 11 tầng cũng đụng nhau, kết quả cùng đồng quy vô tận. Về phần người tu tiên 9 tầng và 8 tầng, chết ở trên lôi đài cũng phải hơn trăm người, dù sao đến những người cuối cùng, không người nào chịu dễ dàng buông tha cho cơ hội hóa rồng, nên số lượng chết càng thảm khốc hơn nữa. Hồ Bình cô nói đến đây, trên mặt đầy vẻ bi thảm. Công pháp cơ sở luyện đến 11 tầng, còn phải lên đài tỷ thí sao? Ta nghe người ta nói, tu tiên phái không phải là tự động thu nhập những kỳ tài có tư chất hơn người sao? vậy hai người nọ cần gì phải lên đài liều mạng một giọng nữ đột nhiên vang lên đúng là cô gái hồng liên tán nhân vốn trầm mặc ít nói đã chịu mở miệng hồ bình cô nghe thấy lời ấy nở nụ cười nghi vấn của hồng liên muội tử năm đó ta cũng vậy cũng suy nghĩ mà không giải thích được sau đó gặp gỡ một vị lão tiền bối tán tu được chỉ điểm mới chợt hiểu ra ngô huynh đệ cùng hàn huynh đệ sợ rằng cũng đều có nghi vấn này không riêng bọn họ không rõ ngay cả hai huynh đệ chúng ta cũng không hiểu nổi Kỳ tài 11 tầng có đường lớn không đi, sao lại phải đi cây cầu chỉ đủ chỗ một người, không cẩn thận sẽ ngã chết. Hắc Mộc cũng cao mày, vẻ mặt không giải thích được. Ta thấy Tùng Văn đạo trưởng, khí định thần nhàn, nói vậy đối với vấn đề này đã sớm có lời giải, cũng là đạo trưởng nên giải thích cho bọn hắn một chút đi. Hồ Bình cô cười khanh khách vài tiếng, nhẹ nhàng đem chuyện này đẩy sang cho đạo sĩ. Tùng Văn đạo sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức im lặng thừa nhận, sau khi hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Thật ra hai người nọ đều là người của gia tộc tu tiên, cảnh giới 11 tầng của bọn họ sợ là đã tốn không ít đan dược, mới có được như vậy, hắn lắc đầu, tựa hồ đối với cách làm của hai người này không cho là đúng. Dùng đan dược để thăng cảnh giới không phải là chuyện rất bình thường sao? Bọn họ vẫn có thể gia nhập môn phái tu tiên khác mà. Ngô Cửu chỉ mở to hai mắt, có chút nghi hoặc. Ngô Huynh đệ đã quên một việc, người có thể ở trước 40 luyện thành 11 tầng công pháp, đối với chúng ta mà nói có lẽ là kỳ tài không giả nhưng trong mắt các đại môn phái đã truyền thừa vô số năm, những người này cũng chỉ là tư chất bình thường, mới vừa đạt tới yêu cầu nhập phái mà thôi, nếu không những người này khi còn bé, đã sớm được các đại phái tu tiên thu làm đệ tử chính thức rồi. Chính là người của gia tộc bọn hắn cảm thấy được, người của bọn họ như vậy miến cưỡng tiến vào tu tiên phái cũng không có tiền đồ gì, căn bản là không có hy vọng trong số đông các đệ tử so với bọn hắn tư chất còn tốt hơn nữa, đoạt được tư cách uống trúc cơ đan, lúc này mới dứt khoát đem bọn họ lưu lại, đặc biệt bồi dưỡng. Tiềm phục hơn 10 năm, cũng chỉ là vì ở tại thăng tiên hội này thể hiện kinh người, trực tiếp đoạt được tư cách uống trúc cơ đan, cũng có thể xem như con đường tắt. Chỉ là gia tộc bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại đúng dịp để cho hai người có hoài bão dỗ ốc nhau cùng đụng nhay, kết quả là đồng quy vô tật, nếu không khẳng định bọn họ sẽ đạt được như ý nguyện. Tùng văn đạo sĩ vừa nói, vừa không ngừng thở dài. Mà đám người ngô cửu chỉ cũng đang nghe không chớp mắt. Ta nói thăng tiên đại hội thế nào cũng càng ngày càng kịch liệt, cao nhân 10 tầng 11 tầng ngày xưa nghe cũng chưa từng nghe qua, vậy mà tất cả đều đã xuất hiện hắc mộc lầm bẩm nói. Cô gái cùng ngô cửu chỉ cũng im lặng không nói gì, hiển nhiên chuyện này đã ngoài ý muốn của bọn họ. Ngẫm lại xem, một bên là đại cao thủ của các gia tộc tu tiên tỉ mỉ bồi dưỡng cùng võ trang, bên kia là tán tu chúng ta cái gì cũng thiếu, các người thấy tán tu chúng ta, có thể có mấy người đoạt lôi đài thành công. Hồ Bình cô thần sắc lạnh lùng, lại có vài phần tự diếu. Chiếu theo lời nói như vậy, Lúc trước các tu tiên phái này thông qua thăng tiên đại hội để có đệ tử như ý, chỉ là chuyện không thể, chỉ là chuyện lừa gạt. Hàn lập sờ sờ mũi, có vẻ không thông. Hàn huynh đệ nói không sai, trên đời làm gì có chuyện tam toàn tề Mỹ, có thể lưỡng toàn tề Mỹ đã là không tệ rồi. Hồ Bình cô liếc mắt nhìn hắc mộc, làm cho hắc mộc sắc mặt hơi đỏ lên. Chẳng lẽ tán tu chúng ta, thật không bằng đệ tử của các gia tộc tu tiên sao? Bọn họ không lẽ mạnh hơn tán tu bình thường chúng ta rất nhiều sao? Hồng Liên tán nhân không phục tức giận hỏi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tán tu chúng ta tỷ lệ xuất hiện cao thủ, đích xác là thua xa đối phương, càng huống chi chúng ta một thân một mình, nhân lực cùng vật lực càng không thể so sánh với cả một gia tộc của người ta, chỉ so về điều kiện bên ngoài, cũng đã thua xa lắc đối phương. Tùng văn đạo sĩ thanh âm có chút chua chát, ta cũng nghe bằng hữu nói qua, cho dù tán tu chúng ta có may mắn trở thành đệ tử của tiên phái, nhưng sau khi uống trúc cơ đan, có thể thành công trúc cơ cũng rất là ít. Hắc Mộc cũng uể oải nói, được rồi, mọi người không cần phải cúi đầu ủ rũ. Chúng ta đều còn trẻ, lần này không được, còn có 10 năm lần sau. Nói không chừng thân phận đệ tử tiên phái kia, đang chờ mọi người trong tương lai. Hiện tại là nói một chút về việc sau đại hội sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Tùng văn đạo sĩ sau khi để mọi người trong phòng hồi khí xong, lại đem đề tài khác nói. Không có gì để nói, ta cùng đến với mọi người thì cùng đi là được rồi, sau khi nghe thấy tại tu tiên giới có nhiều người lợi hại như vậy, ta thật là có chút không dám lên đường một mình. Ngô cửu chỉ có chút ra vẻ thờ ơ, Tùng Văn Đạo Sĩ không thể tránh được lắc đầu, lại nhìn về phía Hồng Liên Tán Nhân. mươi 136, Yến ra, ta cũng tiếp tục cùng với mấy vị Hồng Liên Tán Nhân rất dứt khoát. Tốt, tốt, Hàn Huynh Xe Tô phải cũng vậy hay không Đạo Sĩ bộ dáng thật cao hứng, lại hướng tới Hàn Lập hỏi. Hàn Lập nghe nói thế, cũng do dự, trên lý thuyết, hắn cũng là người mới, tiếp tục đi theo nhóm này cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng trong lòng lại không biết tại sao, có cảm giác có chỗ không ổn, tựa hồ thật sự nếu mà làm như vậy, khẳng định là sẽ hối hận. Tại hạ cũng đợi sau khi giao dịch chấm dứt, thì mới quyết định. Nhất thời cũng không vội, Hàn Lập cười nói, hắn quyết định né trước rồi hãy nói. Ồ, những lời này của Hàn Lập hiển nhiên ngoài dữ liệu của những người khác, làm cho đám người tùng văn có chút ngạc nhiên. Hàn Huynh có do dự gì? tán tu chúng ta tạo thành một khối mới có thể không bị người ta khi dễ, huống chi đối với việc có thể phá thâu kỹ của huynh đài, tiểu đệ cũng rất có hứng thú, đối với cuộc sống sau này cũng muốn bàn luận một chút. Ngô cửu chỉ có chút bất mãn, Hàn Lập nghe giọng điệu của thiếu niên này nói, cũng không mất lòng, chỉ là cười cười mà không nói gì. Ha ha, Hàn Huynh cũng không nói, khẳng định không cùng một đường với chúng ta, chỉ là phải nói một chút, cái này cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Tùng văn đạo sĩ vội vàng khuyên giải, đúng vậy, lời của tùng văn đạo trưởng nói đúng việc trong lòng của tại hạ tại hạ đích xác có chút việc khó nói cho nên mới phải thận trọng một chút hàn lập tựa hồ đối với tùng văn đạo sĩ rất là cảm kích lộ ra bộ dáng trong lòng có việc khó nói như vậy đi cứ cho là ta nhiều chuyện đi thiếu niên cảm giác được bản thân hình như trở nên hơi ép người cũng không bực bội nữa tùng văn đạo sĩ bất đắc dĩ cười cười dùng một loại ánh mắt huynh trưởng bao dung âm thầm hướng về hàn lập tỏ ý xin lỗi Hàn Lập tự nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Bất quá nếu việc này cũng đã giải quyết, tất cả mọi người đều đứng dậy, cáo từ đi trở về. Hàn Lập cũng tại lầu 2 tìm gian phòng trống mà an giấc. Tới ngày thứ hai, trừ Hòa Thượng và Hàn Lập ra, những người khác đều đi ra khỏi căn lầu, đồng loạt kết bạn mà đi. Lúc này, Hòa Thượng tại lầu 1 vẫn tiếp tục niệm thiện, mà Hàn Lập ở bên trong phòng dùng ngón tay khẽ vẽ vời trên một lá bùa, chìm lấp trong trầm tư. Cái này lá bùa sơ cấp, mặt trên có linh quang khẽ chấp động, quả nhiên là không giống với lá bùa ở tại thế tục, xem ra không phải chỉ là nguyên liệu có chỗ đặc thù khác nhau, mà chính là cần phải có pháp thuật để duy trì hàn lập thầm nghĩ. Hàn lập xuất ra lá bùa này, nguyên tính thật tiến một chút sở học trước kia định thần thuật. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ chế ra định thần phù này cũng không được, tuy cũng phải cần bút mực để vẽ nên. Mà sự khác biệt, những thứ này trong thế giới của người tu tiên cũng có bán, cũng không thể dùng đồ của thế tục, phải chăng là do người tu tiên đặc chế ra sao? Nghĩ tới đây, Hàn Lập ở bên trong phòng ngồi không yên. Hắn quyết định đi tìm hòa thượng, dù sao hắn cũng là người mới tu tiên cũng có rất nhiều chuyện cũng không giấu giếm được, còn không bằng cứ thoải mái trực tiếp đi hỏi. Thí chủ suy nghĩ không sai, muốn thành công chế ra một đạo linh phù, trừ việc phải dùng nguyên liệu đặc thù luyện chế lá bổ ra, còn phải dùng máu có chứa linh khí của yêu thú làm đan xa thì mới được, về phần bút thì tùy tình huống mà định khổ tang hòa thượng sau khi nghe nghi vấn của hàn lập xong thì bình tĩnh nói khổ tang đại sư cái gì gọi là theo tình huống mà định hàn lập ngồi đối diện với hòa thượng cứ thế mà hỏi không một chút ngượng ngùng nào người tu tiên chúng ta bút sử dụng để chế linh phù ngoại trừ có thể dùng lông trên người yêu thú mà chế thành bút lông ra còn có thể dùng bút than có chút thiên tài địa bảo cái này cũng có thể gia tăng khả năng chế phù thành công cùng uy lực của phù lục nhưng nếu như không có điều kiện thậm chí dùng bút thường tại thế tục cũng được chỉ là khả năng chế phù thành công thật sự là thấp đến đáng thương hòa thượng lắc lư cái đầu, xem ra là không tán thành hàn lập dùng phương pháp này để luyện phù. Đa tạ đại sư chỉ điểm, ta cũng đi xem một chút, xem thử còn có khả năng nào để chế phù hay không. Hàn lập đứng dậy, hướng về phía hòa thượng mà ôm quyền. Thí chủ đi thong thả, hòa thượng lại nhắm mắt lại, tiếp tục tham thiện đại nghiệp. Xem ra hôm nay không muốn ra ngoài cũng không được, bản thân nhớ cái bút cùng đan xa đều rẻ, đại khái cũng phải 6-7 khối linh thạch chẳng lẽ phải đem bán phi hành phù trong tay sao? Hàn lập một bên muốn đi, một bên nghĩ lại, người bước ra khỏi lầu, hướng về phía khu vực giao dịch mà tới. Bây giờ là buổi sáng, cho nên trên đường người tu tiên cũng tụm hai tụm ba, cũng không tính là vắng, nhưng nhìn phương hướng của bọn họ tựa hồ đều hướng về phía khu vực giao dịch, xem ra đại bộ phận đều là đến bán hàng. Mau nhìn, con chim thật lớn, một người tu tiên nam đột nhiên kinh hãi hô lên, tiếp theo, một bóng đen thật lớn, lướt trên đầu hàn lập mà qua. Hàn lập thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quái điểu hai đầu lớn bằng con trâu nhỏ, đang bay qua đỉnh đầu bọn họ. Con này vừa giống như là không phải là ưng, thân đầy lông mau màu xám dài, hai cánh rộng mấy trượng, dưới thân còn có một đôi móng vuốt giống như liêm đao sắc bén, mà bên trên là hai cái đầu chim hung ác, có bốn con mắt ẩn chứa lục quang. Một con yêu cầm thật hung ác, lớn thật, thật sự là lớn, mau bắt nó, thay cho ngựa cưới. Người tu tiên phía dưới đều dừng chân, bàn tán nghị luận, còn có chút người thậm chí còn muốn thử bắt nó. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Đó là linh cầm của đệ nhất tu tiên đại tộc Yến Gia Cô Vũ Sơn nuôi dưỡng song thủ vụ, trên đó đoan chắc là người của Yến Gia, muốn tự tìm đường chết sao? Chỉ vài câu nói lạnh như băng, đã đem những người này từ trong mộng đẹp mà thức dậy. Yến Gia, là gia tộc tu tiên duy nhất trong các tu tiên đại phái, có tu sĩ kết đan kỳ sao? Có người thất thanh nói, không phải Yến Gia đó thì còn có Yến Gia nào nữa? ta tới sớm hơn các người, cho nên đã gặp qua xong thủ vụ này một lần. Còn biết lần này Yến ra phái hai người huynh muội tham gia lôi đài của thăng tiên đại hội. Lại là gã tu tiên đó đắc ý dương dương nói, cũng không chắc Yến ra phái người tham gia thăng tiên hội, năm trước bọn họ cũng không có phái người mà. Cứ như vậy, cũng không dám chắc là chỉ có hai người. Chính vậy, vạn nhất trên lôi đài đụng phải hai người Yến ra, cũng thật sự là kém may mắn. Những người tu tiên này, sắc mặt cũng có chút không tốt, có người thậm chí còn thở dài cảm thán. Hàn lập lại lạnh lùng nhìn quái cầm đang đi xa xa không nói gì, xem bộ dáng của yêu điều này, rõ ràng là quái ưng đã gặp thiết nghiêu, vậy đối thần tiên nam nữ đúng là huynh muội yến ra. Hàn lập đang suy nghĩ, mà các người tu tiên ở phụ cận cũng đang trải qua cơn phong ba thì thì to nhỏ, đều nói về chuyện này. Cuối cùng, hắn cười nhạt, cứ đơn giản mà đi tới. Bên trong sân rộng hiện tại người đã không ít, mặc dù cũng không náo nhiệt bằng tối hôm qua, nhưng cũng xem như là 10 phần nhân khí. Hàn Lập sờ sờ mấy bình đan dược trong áo, quyết định đem một chút đan dược đổi lấy một số đồ đặc cần thiết. Vì vậy, hắn lần này không đi từ từ lối lần trước, mà từ ngõ khác mà đi vào trong sân rộng, hắn định bắt đầu từ bên này. Dọc theo đường đi, ánh mắt của Hàn Lập thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên đánh giá, nhìn các loại tài liệu cùng phù lục, cùng một số pháp khí có chút cổ quái, cũng không có gì lọt vào trong mắt hắn. Đột nhiên, Hàn Lập dừng bước trước một quầy hàng hắn nhìn một cuốn sách không dày lắm, có chút xuất thân. Quyển sách này phía trước có để mấy chữ, Trường Xuân Công, một thuộc tính tu tiên công pháp cơ bản, giá trị hai linh thạch bậc thấp. Quyển sách này, ta muốn mua. Hàn Lập chậm rãi cúi xuống, cầm lấy lật sơ qua một lần, rồi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chủ quầy mà nói. Chương 137, Kim trúc bút, hai khối linh thạch, một tiếng nữ thanh thúy truyền vào trong tai Hàn Lập. Hàn Lập sửng sốt, lúc này mới phát hiện chủ nhân của quầy hàng ở đối diện vẫn đang cúi đầu đọc sách, đúng là cô gái ngọt ngào động lòng người. Quyển sách này không có gì khiếm khuyết chứ. Hàn Lập sau khi phục hồi tinh thần, hỏi, không có, từ một đến tầng 13 pháp quyết trường Xuân Công, một câu không thiếu cô gái hảo phóng nói. Hàn Lập gật đầu, vừa lật vài tờ, lúc này mới đem sách gấp lại. Có chấp nhận đổi bằng đan dược không? Hàn Lập thẳng thắn hỏi, đan dược, cô gái có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở thật to cái này phải xem là thuốc gì, nếu là loại thuốc chữa thương chữa bệnh, thì cũng không đáng tiền. Cô gái ôn nhu vuốt ốt lại mái tóc đang dối bời, vừa nghe cô gái nói như thế, Hàn Lập biết chuyện này có thể thành, liền không khách khí lấy ra một bình hoàng long đan, đặt ở trước mặt cô gái. Có mấy loại, đều là thuốc làm tinh tiến pháp lực. Hàn Lập cũng không khiêm nhường, có mấy loại, cô gái ánh mắt vốn thong dong không bức bách, có chút khẩn trương. Nàng di chuyển thân thể đến trước mặt Hàn Lập, nhẹ nhàng nâng bình ngọc lên, lấy ra một viên đan dược, sau đó cúi đầu kiểm tra dược tính. Hàn Lập đang đứng ở vị trí cao hơn, cô gái làm lộ ra một phần cổ ngọc đều thấy rất rõ ràng, hơn nữa bởi vì cô gái cách hắn quá gần, một mùi thơm của cơ thể nữ nhi thanh nhã xông vào mũi, làm cho Hàn Lập nhịp tim không khỏi gia tốc, sắc mặt cũng đỏ lên. Thật là đan dược tinh tiến pháp lực, cô gái sau một hồi quan sát, vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng nhìn Hàn Lập, nói các hạ còn có đan dược như vậy không? nếu có cứ nói, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu, trong quầy hàng của ta muốn đổi bất cứ thứ gì cũng được. Thật sự không thể không nói, ta cũng không có nhu cầu dùng linh thạch. Nói xong, cô gái nắm chặt lấy lọ đan dược, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sợ từ miệng của đối phương nghe được chữ không. Hàn Lập thấy cô gái lúc đầu ôn nhu động lòng người, đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy, cũng buồn cười. Nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ, xem ra hắn đối với giá trị cả loại đan dược này cũng là có chút hạ thấp, sau này còn phải càng thêm cẩn thận mới phải vị cô nương này đừng nóng vội chúng ta trước tiên đem vụ giao dịch trước mắt làm cho xong rồi mới tính tiếp có được không hàn lập vốn muốn cự tuyệt đối phương nhưng trông thấy ánh mắt trong suốt của đối phương không biết thế nào đột nhiên nhớ tới tiểu muội ở nhà mềm lòng một chút liền bật ra những lời này thật sự là ngượng ngùng ta có chút thất thố cô gái phảng phất cũng nhận thấy được mình thất lễ sắc mặt đỏ lên quyển sách này chỉ cần hai viên đan dược này là được rồi thiếu nữ sau khi thần sắc bình tĩnh trở lại nói hàn lập vừa nghe cảm giác được giá tiền của đối phương coi như công đạo liền đáp ứng sau đó bắt đầu quan sát các vật phẩm khác trong quầy hàng đây là cái gì một cái túi xám trông cũng không vừa mắt lại khiến cho hàn lập hứng thú đặc biệt là cái túi này còn được một sợi dây màu đỏ buộc chặt lại bên trong cổng lên hàn lập đưa tay cầm nó lên cái này là mầm của thất tinh thảo Mười năm nữa thất tinh thảo này là nguyên liệu tốt nhất chế tác bổ chú cô gái Thanh Thúy giải thích. Hàn Lập trong lòng vừa động, đồ vật như vậy cũng có chỗ hữu dụng, liền không chút do dự lấy cái túi này. Vật này đối với ta không có tác dụng gì, Hàn Lập đại khái sau khi nhìn lại một lần, chậm rãi nói. Thật sự không chọn cái gì khác sao? Hàn băng phù này rất lợi hại, còn có hồi xuân phù, có thể cho thể lực của ngươi khôi phục cực nhanh. Cô gái có chút không cam lòng, chủ động tiến lên, đề cử cho Hàn Lập một số ô thứ hàn lập thấy cô gái một bộ dáng ngươi không nhìn ra được hàng không khỏi có chút cười khẽ có cái gì buồn cười cô gái lần nữa mặt đỏ lên ta thật ra chỉ là muốn mua một chút đan xa và một số bút để hỏa phù đáng tiếc nơi này lại không có hàn lập khó khăn nói thật ra đan xa cùng bút hỏa phù cô gái cau mày lại có chút trù trừ đứng lên nàng cúi đầu trầm ngâm chốc lát hình như hà quyết tâm đột nhiên ngẩng đầu nói với hàn lập đan xa ta không có nhưng ta có lông của yêu thú kim tình viên có thể chế thành phù bút cực tốt, chỉ là nó có giá trị rất cao, ta không biết người có đủ đan dược để đổi không. Hàn Lập vừa nghe, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười dài nói, chỉ cần đồ tốt, về mặt đan dược, ta sẽ làm cô nương hài lòng. Cô gái nghe lời này, mới yên tâm đứng lên, nàng lấy ra một tờ linh phù, lấy tay hơ lên không vài cái, sau đó tung đạo phù lên không chung, hóa thành một luồng hỏa quang rồi biến mất. Các hạ chờ chốc lát, huynh trưởng ta trong chốc lát sẽ đem đồ mang đến cô gái có chút ngượng ngùng không thành vấn đề chỉ cần là đồ thật có đợi một chút cũng không sao hàn lập thản nhiên nói sau đó hàn lập cùng cô gái trong một thời gian ngắn cũng không có gì để nói ngược lại làm cho hai người có chút cảm giác mập mờ hàn lập lại có chút cảm thụ loại mê luyến khác thường trong lúc hít thở mơ hồ ngửi thấy mùi thơm từ đối diện mà cô gái cúi đầu nhìn mũi bàn chân không biết suy nghĩ cái gì nhưng hàn lập cũng thấy cái cổ trắng nõn của đối phương cũng hơi ửng đỏ lên nguội nguội một giọng nói lớn đột nhiên phá vỡ loại không khí vi diệu này làm cho hàn lập không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn đối phương nhưng khi hàn lập xoay người lại xem rõ ràng người phía sau hắn không khỏi nhảy dựng lên một người vóc người hoàn toàn khôi mô tương tự khúc hồn đang hướng về bên này chạy vội đến dọc theo đường đi đụng phải một vài người tu tiên ngã trái ngã phải những người tu tiên này vốn giận dữ nhưng khi sau khi nhìn rõ ràng cự hán này vóc người vượt xa thường nhân tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ do dự một chút cũng chỉ vuốt vuốt mũi một cái mà thôi cô gái thấy cử động của cự hán có chút đau đầu vị huynh trưởng này làm việc quá lỗ mãng cái này không phải là vô duyên vô cớ cùng với các người tu tiên khác kết oán như vậy này muội muội ta đem đồ đến đây cự hán như cổ cuồng phong vào tới bên cạnh hàn lập vươn bàn tay to đùng đưa ra một cái hộp gỗ đưa cho cô gái Cô gái bất chấp oán giận huynh trưởng lỗ mãng mà đem hộp gỗ giao cho Hàn Lập, ý bảo Hàn Lập xem thử. Hàn Lập tiếp nhận cái hộp, sau khi liếc mắt nhìn cô gái, mới đem cái hộp mở ra, lộ ra một cái bút lông màu vàng tỏa ra ánh sáng vàng rực. Bút này gọi là kim trúc, ngòi bút dùng lông của yêu thú cấp 2 kim tình viên mà chế thành, thân bút dùng hỗn hợp kim tinh cùng ô thiết mà thành, sau đó tu sĩ trúc cơ kỳ dùng văn vũ hỏa tế luyện 3 ngày 3 đêm, mới đại công cáo thành cô gái nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt lưu luyến nhìn chằm chằm vào vật ấy, trên nét mặt rất có ý không cam tâm hắn mặc dù đối với lời nói của cô gái cũng không hoàn toàn biết nhưng cũng biết bút này không tầm thường có lai lịch rất lớn không khỏi không ngờ đối phương nguyện ý dứt bỏ vật ấy mà cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ chính là vì đan dược này cô nương thật muốn đem bút này đổi cho tại hạ đây chính là một món dị bảo hàn lập dùng ngón tay nhẹ vỗ về than bút đánh giá hai chữ kim trúc màu vàng trên thân bút trầm giọng xác nhận cô gái thấy nghi vấn của hàn lập sau khi do dự một chút rồi quyết định nói thật tình tránh cho đối phương nghĩ vật này lai lịch bất chính không dám thu lấy bút này là di vật của tộc ta lưu lại là cho cao thủ chế phù sử dụng nhưng đáng tiếc chính là hai người huynh muội ta đối với chế phù không có thiên phú quá lãng phí vật này mà huynh trưởng ta muốn tham gia thăng tiên đại hội lần này công pháp đã đến giới hạn không thể không nhờ dược lực mới có đột phá cho nên mới nguyện ý dùng vật này đổi lấy đan dược của các hạ cô gái buồn bã nói thần sắc có chút bất đắc dĩ Tại sao lại gặp một tên công pháp đã đến bình cảnh? Cái này cũng quá xảo hợp, Hàn Lập Nghi hoặc nghĩ, nhưng thật ra Hàn Lập nghĩ cũng có chút không hiểu. Phạm là người chuẩn bị tham gia lôi đài tỷ thí Thăng Tiên hội, 10 người thì đã có 7, 8 người đều là dậm chân tại bình cảnh, không cách nào đột phá được. Bởi vì Phạm là người tự nhận thấy còn có tiềm lực còn có thể thăng lên một tầng nữa, cũng sẽ không lập tức tham gia lôi đài của Thăng Tiên hội, mà là sẽ tiếp tục khổ tu, hy vọng có thể tiến thêm một tầng. Như vậy tham gia đại hội lần sau bọn họ sẽ nắm chắc cơ hội nhiều thêm nữa. Cái này làm cho trước khi thăng tiên hội triển khai, cũng khó mà tìm được đan dược có tác dụng làm tinh tiến pháp lực. chương 138, Chế phù Chi Đạo, Hàn Lập mừng rỡ dị thường cầm lấy hộp gỗ chứa kim trúc bút, quay lại khách sạn. Hắn dùng 3 bình hoàng long đan và 4 bình kim tủy hoàn, từ cô gái đổi được bảo vật này cùng mầm của thất tinh thảo. Sau đó, hắn lại tùy tiện mua thêm đan xa, hứng thú vội vàng chạy trở về, chuẩn bị tiến hành sự nghiệp hỏa phù của hắn. Sau khi phá vỡ cấm pháp vào tiểu lâu, Hàn Lập nhìn thấy tiểu hòa thượng còn đang ngồi ở đó, cũng không kinh động đến hắn, chạy lên lầu 2, về phòng của mình. Đem lá bùa cùng đan xa phân biệt để ra trên bàn, Hàn Lập lấy kim trúc bút ra, bắt đầu chế tác định thần phù. Hắn dựa theo phương pháp chế phù định thần thuật, đem linh lực trên người thông qua tay phải cầm bút, chậm rãi rót vào trong thân bút, lại dùng ngòi bút chấm lấy đan xa, lấy ra một lá bùa, rồi họa phù chú lên đó. Một khắc sau, Hàn Lập sắc mặt vui mừng đứng lên, trên thân có chút mỏi mệt, nhìn linh phù trên bàn ngân quang lập lòe, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Từ bề ngoài cho thấy, linh phù này cùng lá của mặc đại phu sử dụng giống nhau như đúc, mặt trên ẩn chứa linh khí mặc dù có hơi nhạt, nhưng bất kể nói như thế nào, cũng so với hàn lập trước kia luyện tập thì mạnh hơn nhiều. Dù sao thì những cái thứ trước kia luyện tập thì chỉ có giống bề ngoài mà thôi, một chút linh lực cũng không có. Hàn lập cầm lá linh phù mới ra lò, hưng phấn quan sát, sau khi hài lòng, đang chuẩn bị thử định thần thuật, Ai ngờ không đợi hắn làm phép niệm quyết, linh lực trên lá bùa nọ đột nhiên hỗn loạn, có dấu hiệu muốn nổ tung. Hàn lập cả kinh, không suy nghĩ gì vội vàng đem lá phù này vứt ra ngoài. Phục một tiếng, định thần phù nọ trong không trung tự bùng cháy, biến thành một hỏa cầu, cháy sạch không còn một mảnh. Hàn lập ngơ ngác nhìn giữa không trung, không nói gì. Một hồi lâu sau mới thở dài, xem ra thì đã thất bại. Hàn lập có chút huệ hoài, nhưng niềm tin cũng không mất đi, dù sao hắn cảm giác được lá bùa vừa rồi đã gần đến thành công rồi tin tưởng nếu nỗ lực nữa chế tạo thêm vài lần nữa khẳng định sẽ thành công cứ như vậy trong nửa ngày kế tiếp hàn lập chế ra một tờ rồi lại một tờ định thần phù nhưng cũng liên tục thất bại những lá linh phù này không phải tự bốc cháy thì cũng đột nhiên nổ tung còn có một lần linh phù vừa mới xong thì linh lực đã nhanh chóng biến mất hầu như không còn gì thành một tờ giấy bỏ đi khi hàn lập nhìn đạo phù cuối cùng làm xong cũng bốc một cái nổ tung bắn ra bốn phía, hắn luôn luôn tĩnh táo, cũng nhịn không được, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, đột nhiên mở miệng mắng to. Lão thiên chết tiệt, người chơi ta, 12 lá bùa, tại sao lại không một lần thành công? Cái này chỉ bất quá là định thần phù sơ cấp, chẳng lẽ cuộc sống hôm nay không chọn lựa? Sau khi lời nói ra khỏi miệng, Hàn Lập cảm thấy buồn bực trong lòng nhẹ đi rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Sau đó, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ghé mắt nhìn thoáng qua trên bàn chỉ còn một chút đan xa, cùng với kim trúc bút, cảm giác được nguyên nhân không phải là do đó. Bởi vì linh lực của hắn rót vào bút này phi thường thuận lợi, mà đan sa nọ khi họa lên lá bùa cũng linh khí ngang nhiên, không giống là giả. Trong khoảng thời gian ngắn hàn lập nghĩ không ra nguyên nhân, sau một hồi suy nghĩ, cũng vẫn quyết định đi hỏi tiểu hòa thượng, xem thử có thể giải đáp nghị hoặc của hắn hay không. Lúc này, hàn lập mới cảm giác được trên con đường tu tiên, có thể có người chỉ điểm cho, thật sự là rất quan trọng, trong lòng đã có ý niệm bái sư trong đầu. Tiểu hòa thượng sau khi nghe xong hàn lập kể lại chuyện hỏa phù thất bại, dùng một loại ánh mắt dị thường của quái nhìn chầm chầm vào hắn, như là trên mặt hàn lập đột nhiên nở ra một đóa tiểu bạch đẹp mắt. Hàn lập thấy bộ dáng hòa thượng như thế, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không biết mình vừa rồi nói có cái gì không đúng, để cho đối phương nhìn chầm chầm vào mình như vậy. Hàn thí chủ sợ rằng đối với đạo chế phù hiểu rất ít. Tiểu hòa thượng rốt cục mở miệng, khổ tang đại sư nói không sai, tại hạ đúng là lần đầu tiên chế phù hàn lập thành thật thừa nhận trong người tu tiên chúng ta thật ra không có bao nhiêu người tự mình chế phù có nhu cầu dùng linh phù bình thường cũng sẽ đi tới các khu vực giao dịch để trao đổi mua bán cho dù là người trong các đại gia tộc cũng vậy mà thôi tại sao hàn lập kinh ngạc rất đơn giản các phù sư chuyên chế phù kinh nghiệm phong phú quá ít mà bồi dưỡng ra một gã chế phủ sư hợp cách tốn hao rất lớn thật sự là rất lớn chỉ có mấy đại phái tu tiên mới có thực lực bồi dưỡng được hòa thượng cười nói hàn thí chủ cảm giác bản thân liên tiếp thất bại mười mấy lần rất là uất ức đúng không hòa thượng hỏi đúng vậy tiền mua vật liệu cũng đủ để ta mua định thần phù rồi hàn lập ảo não nói chính là vậy thí chủ biết không ngay từ đầu người mới muốn học chế phù khi chế phù liên tiếp thất bại hơn trăm lần là bình thường nếu gặp phải người không đủ tư chất thì thất bại vài trăm lần cũng không có gì ngạc nhiên chỉ có sau khi chế phù hơn ngàn lần Tỷ lệ thành công mới có thể từ từ gia tăng, cái này cũng mới chỉ là chế một loại linh phù. Nếu thay đổi loại phù lục khác, mặc dù cũng không giống như người mới học, nhưng ngay từ đầu tỷ lệ thất bại cũng vẫn cao kinh người, mới được một lần thành công. Cho nên một chế phù sư hợp cách, cũng không ít hơn hàng vạn lần luyện tập chế phù, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra. Nhưng Hàn thí chủ ngẫm lại, vật liệu hao tổn như vậy thì có mấy người có thể chịu được. Không phải là chế phù sư do gia tộc tu tiên, hoặc là đại phái tu tiên bồi dưỡng ra cũng chỉ có thể là chế phù sơ cấp, muốn để cho bọn họ luyện tập chế tác trung cấp phù lục, sợ rằng đại phái này cũng muốn táng ra bại sản, không cách nào chịu nổi gánh nặng. Dù sao càng là phù lục cấp cao, vật liệu sử dụng để chế phù càng chân quý thần kỳ. Hòa thượng nói ra những điều này, làm cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Vậy tại sao trên các quầy hàng, vẫn có người bán đan sa cùng lá bùa? Hàn Lập suy nghĩ lại, cũng cảm giác được không đúng. Ha ha, đan sa cùng lá bùa này, là bán cho người tu luyện phù thuật sử dụng tiểu hòa thượng cười nói phù thuật hàn lập không giải thích được cũng giống như các hạ tập làm định thần thuật phải sử dụng chế phù lục cho tốt mới có thể sử dụng tốt pháp thuật đem pháp thuật này tồn chữ bên trong lá bùa ý đồ làm cho người ta sử dụng các phù lục khác nhau dễ dàng hơn linh phù mà phù thuật sử dụng không cách nào đơn giản mà dùng linh lực kích phát còn cần phải có sự niệm chú làm phép nhất định mới dùng được bất quá bình thường cũng không phức tạp lắm rất dễ dàng bắt đầu phù thuật bởi vì thường xuyên phải sử dụng cùng một loại phù lục cho nên những người này mới mua cũng không có nhiều lắm vì vậy cũng giống như thí chủ tự mình đi luyện tập chế tạo phù lục bởi vì phẩm loại tương đối đơn giản tốn hao mặc dù không nhỏ nhưng cuối cùng có thể thừa nhận được cho nên thí chủ thật muốn tu tập định thần thuật nếu nói về lâu dài tự mình chế tác phù lục là tốt nhất nhưng nếu như không thường dùng thuật này thì nên dùng tiền mua về là hay nhất tiểu hòa thượng tinh tế nói cuối cùng đưa ra cho hàn lập một vài đề nghị đa tạ khổ tang đại sư chỉ điểm, Hàn Lập rất có thành ý thi lễ, thí chủ đa lễ rồi, hòa thượng vội vàng hồi lễ, tiểu hòa thượng này nói chuyện thật tốt, sau này nếu còn có chuyện gì khó khăn, cũng không ngại tiếp tục thỉnh giáo hắn Hàn Lập trên đường về phòng, âm thầm suy nghĩ. Hiện tại việc luyện tập chế phù là không có khả năng, sau này cũng nên đi mua định thần phù về dùng thì hay hơn. Nhưng thật ra trường xuân công trên người sớm đã luyện tới đỉnh điểm của tầng thứ 8, hôm nay sau khi được mấy tầng tâm pháp, Xem ra phải đột phá bình cảnh, tiến vào tầng thứ 9. Mặt khác có vài loại pháp thuật mới cũng muốn luyện tập một phen, sớm hiểu thấu được chúng, cũng là gia tăng vài phần thực lực. Hàn Lập trong tích tắc đẩy cửa phòng ra, trong đầu đã nghi an bài xong việc sau này. Cứ như vậy, Hàn Lập những ngày sau đó, ban ngày thì ở bên trong phòng uống thuốc, rồi ngồi luyện khí tu luyện trường Xuân Công. Buổi tối tìm nơi không người, luyện tập vài loại pháp thuật mới học được. Phân biệt là lưu sa thuật, băng đống thuật, thăng không thuật, triển nhiễu thuật truyền âm thuật, nạc thân thuật, hỏa hoa thuật, cùng với khó luyện nhất địa thứ thuật. Trải qua hơn 10 ngày khổ tu, Hàn Lập sốt cuộc trước khi Thái Nam hội kết thúc vài ngày, Trường Xuân Công đã đột phá tới tầng thứ 9, làm cho đám người ngô cửu chỉ trợn mắt há hốc mồm, thanh văn đạo sĩ càng ca ngợi Hàn Lập là kỳ tài trong số tán tu. Nhưng Hàn Lập trong lòng biết cũng biết rõ, nếu không có mấy bình đan dược kia, hắn làm sao mà dễ dàng phá quan như vậy. Bất quá nhắc tới, đan dược trên người hắn cũng còn không nhiều lắm, xem ra là phải điều chế thêm rồi. chương 139, Pháp bảo tàn phiến. Về phần vài loại thuật pháp khác, nhạc thân thuật và truyền âm thuật đều cùng với thiên nhãn thuật là loại pháp thuật phụ trợ, chỉ cần ai có pháp lực là có thể học được, cho nên Hàn Lập rất dễ dàng sử dụng. Trong đó truyền âm thuật, chính là Hàn Lập đã phải sử dụng mấy lần truyền âm phù mới vận dụng được phù thuật này. Nạc thân thuật chỉ thuần túy là pháp thuật bình thường, là để cho linh lực bao vây toàn thân, làm cho thân thể biến thành lớp màu sắc bảo vệ giống như hoàn cảnh chung quanh, làm cho người ta không phát giác ra. Pháp thuật này có chút tính chất chơi cho vui, bởi vì thiên nhãn thuật có thể dễ dàng phá nó, căn bản không thể giấu giếm được dưới tai mắt của người tu tiên khác. Lưu sa thuật và băng đông thuật đều là pháp thuật, một cái thì có thể dùng pháp lực làm cho một khu vực đất trở thành cát, một cái thì làm cho một chỗ có nước ngưng kết thành băng. Hai pháp thuật này uy lực lớn hay nhỏ, hoàn toàn là do người làm phép pháp lực thâm hậu đến đâu. Nếu là người có thần thông cao thi triển, có thể hóa ngàn dặm ruộng tốt thành sa mạc, ngừng sông Trường Giang thành băng, cũng không phải là không thể. Những cái này sở dĩ bị liệt vào hàng pháp thuật sơ cấp, chỉ là bởi vì hai loại pháp thuật này tương đối dễ học, chính là người tu tiên cấp thấp cỡ luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng hội được, chỉ là pháp lực có hạn, phạm vi ảnh hưởng chỉ là nhỏ đến đáng thương mà thôi. Hàn Lập lúc đầu học hai loại pháp thuật này rất cố sức, nhưng sau khi hắn đột nhiên đột phá tầng thứ 9 pháp lực so với trước kia tăng lên gấp đôi, hai pháp thuật này cũng thực hiện thuận tay hẳn lên, đối với một khu vực lớn nhỏ, tùy tâm biến cắt hoặc ngưng băng, làm cho Hàn Lập kích động không thôi. Mà mấy loại pháp thuật còn lại, Hàn Lập nhất thời không cách nào lĩnh hội, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đợi sau này từ từ thúc đẩy và nghiên cứu. Bởi vì Thái Nam Hội sẽ kết thúc, những người tu tiên tuổi trẻ tới tham gia giao dịch, rốt cuộc tại Thái Nam Hội hai ngày cuối cùng đạt tới đỉnh điểm. Lúc này, trong sân rộng giao dịch tại vị trí Hàn Lập, đã đầy hơn 2.000 người tu tiên, số người bán hàng càng nhiều hơn trước gấp mấy lần, bọn họ đa số đều muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này, đem những vật phẩm đưa đổi được, tất cả đều đưa ra ngoài. Mà rất nhiều người tu tiên cấp cao, cũng đều xuất hiện, bọn họ cũng muốn thừa dịp này, quan sát các đồng đạo có thể trở thành kinh địch. Hàn lập nở nụ cười khổ, hắn phát hiện cho dù mình đã tiến vào tầng thứ 9, nhưng trong số người tu tiên nhiều như vậy, cũng chỉ có thể xếp hạng trung lưu, người trên tầng thứ 9 vẫn rất nhiều. Hàn lập hiện tại không có linh thạch, Đan dược cũng không còn mấy, cho nên không có ý niệm kiếm bảo vật trong đầu, chỉ là theo dòng người đi xem qua các quầy hàng. Đi đến đâu, cũng chỉ nghe tiếng người tu tiên bàn luận cùng giải thích về việc mua bán vật phẩm để tăng thêm kiến thức. Đừng nói chỉ là một đoạn đường nghe ngóng, thật đúng là làm cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt, đối với một vài pháp khí cùng vật liệu hiểu rõ hơn không ít. Ví dụ như nói, pháp khí phi tiêu có thể tự động truy theo địch, hồ lô có thể phun lửa ra ngoài, trường đao có thể chém vào người làm cho người ta đông kết trứng của kiến cánh bạc có thể chế thuốc, sẩy của thiết tuyến xả trăm năm có thể đúc đồ, vân vân. Hàn Lập càng nghe càng cảm thấy thú vị, bất chi bất giác đã đi tới giữa sân. Không được, vật này của ngươi ta không cần, đưa ra vật khác mà đổi. Đây chính là pháp bảo tàn phiến, dựa vào vật liệu cũng dư sức đổi với ngươi. Ta lấy tàn phiến này có ích lợi gì, còn có thể tìm được tu sĩ kết đan kỳ đem nó luyện hóa không được. Mơ tưởng đến lượt ta kiếm ăn, một trận cải và kịch liệt, truyền đến từ quầy hàng phía trước pháp bảo tàn phiến thanh âm này làm cho mọi người thất kinh lập tức làm cho người tu tiên ở phụ cận ồn ào vậy lại đến giọt nước cũng không thông phải biết rằng pháp bảo là thứ người tu tiên cấp thấp nằm mơ ban ngày cũng không dám tưởng tượng hôm nay lại xuất hiện tại thái nam cốc này cho dù chỉ là tàn phiến cũng tính là kỳ thích làm cho những người tu tiên này giống như mèo người thấy mùi cá rán khó mà nhịn được ở nơi nào để ta xem đây là pháp bảo sao hắc hắc thật đẹp cái miếng ghẻ này sao Hàn lập bởi vì cách quầy hàng này tương đối gần, hơn nữa thân thủ vốn so với người tu tiên bình thường nhanh nhẹn hơn nhiều, cho nên hắn nhanh chóng đã đoạt được vị trí tốt, tất cả những gì xảy ra trước mặt đều thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy ở quầy hàng phía trước, một vị hán tử cỡ 27-28 tuổi đang đứng, hán tử này ra tay ngăm đen, tay chân thô to, to, vừa nhìn cứ tưởng một nông phu nào vừa mới vào Thái Nam Cốc, nhưng phàm là người chỉ dùng thiên nhãn thuật xem qua pháp lực của hán tử này đều không khỏi hít vào một hơi. Hán tử đen đúa này, lại là đại cao thủ tầng thứ 10. Cạnh tranh cùng người này, không phải là tìm chết sao. Có vài người tu tiên âm thầm lấy làm kỳ, đem ánh mắt rơi vào trên người chủ quầy kia. Người áo xanh chủ quầy trông rất bình thường, pháp lực bộ dáng chỉ có 7-8 tầng, nhưng đối mặt với hắn tử trước mắt, trên mặt vẫn không chút sợ sệt. Có người chú ý tới trên áo của chủ quầy có gắn một đồ án hình lá cây, lúc này các người tu tiên môn mới chợt hiểu ra. Thì ra vị này là đệ tử của gia tộc tu tiên Diệp gia tần Diệp Lĩnh, trách không được không chút sợ hãi. Ở tại quầy hàng của hai người này, có một cái bát màu vàng có hoa văn kỳ quái cùng một vật phẩm như là tấm vải có vẻ trong suốt. Vật phẩm như tấm vải này, đầy nếp nhăn, xung quanh lại còn rát nát, cứ như là bị chó gặm. Điểm duy nhất làm người ta chú ý, chính mặt trên thỉnh thoảng lại lóe ra ánh sáng trắng, có chút kỳ lạ. Đây là pháp bảo tàn phiến. Sau khi thấy vật này, đám người vây xem thất vọng không ít, vật trước mắt họ hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Tàn phiến này rất kỳ diệu, chỉ cần dùng nó bao quanh vật thể, sẽ lập tức ẩn hình, hơn nữa một tia linh khí cũng không thể tiết ra ngoài, cũng không sợ linh khí từ bên ngoài tiến vào người da đen nghiêm mặt, lớn tiếng giải thích. Nói xong hắn đột nhiên rũ tay áo xuống, từ bên trong lấy ra một con chuột màu bạc. Yêu thú bậc một cật kim thử, đám người tu tiên vây xem, có người kêu lên tên của con chuột này, lại khiến cho một trận sao động nhỏ. Thật không hỗ là cao thủ 10 tầng, ngay cả yêu thú bậc một cũng chế ngự được, rất nhiều người không nhịn được âm thầm nghĩ. Lúc này, hán tử da đen cầm lấy miếng vải kia trùm lên người của con chuột. Kết quả, kỳ tích xuất hiện, con chuột cùng miếng vải lập tức biến mất không thấy. Cho dù rất nhiều người dùng thiên nhãn để xem, cũng khôn thấy đâu cả. Hán tử chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, có chút hài lòng. Sau đó đột nhiên vung tay lên, trong tay lại xuất hiện mảnh vải, mà con chuột nọ cũng lập tức hiện ra. Hơn nữa không chỉ có vật còn sống, ngay cả vật chết cũng có hiệu quả như vậy. Nói xong, hán tử lại vung tay lên, một ngọn tiểu đao linh khí bước người phóng trên mặt đất, cũng lần nữa đem mảnh cải trùm lên trên, kết quả cũng là biến mất không tung tích, hơn nữa một tia linh khí cũng không lộ ra ngoài. Thật kỳ diệu, có thể ẩn hình, hắc hắc, không thể nói gì, đám người vây xem đều xôn xao bàn luận, thế nào, đổi lấy cái bát của ngươi cũng là tương xứng chứ. hắn tử lần nữa gỡ xuống miếng vải, sau khi đem ngọn tiểu đao thu lại, hướng tới chủ quầy nói. Không đổi, muốn ẩn hình, mua độn hình phù sơ cấp bậc chung là được, hơn nữa nhỏ như vậy, có thể để ta ẩn đầu cái chân của ta sao? Chủ quầy lắc đầu, chào phúng nói, không phải nói cho ngươi sao, đây là pháp bảo tàn phiến, không phải tu sĩ kết đan kỳ hoặc là tu sĩ nguyên anh kỳ luyện chế ra, không phải tu sĩ ngang cấp, ai có thể xem hoặc phá công hiệu ẩn giấu của nó. Độn hình phù làm sao có thể so với nó, người da đen tức giận nói, người có nói thế nào, ta căn bản cũng không cần vật ấy, muốn có nó. Người cứ đưa ra 30 khối linh thạch, hoặc vật phẩm khác trao đổi. Quầy chủ lạnh lùng nói, chương 140, thế tại tất đắc, ngươi, hán tử xem ra cực kỳ căm tức, hai tay nắm chặt, tiến lên một bước. Thì sao, ngươi còn muốn ép bán sao, người của Diệp ra chúng ta cũng không phải là là dễ bị khi dễ. Chủ quầy con mắt xoay chuyển, không chút khách khí nói. Hừ, Diệp ra được lắm, người da đen mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng vẫn đem nắm tay buông lỏng ra, hiển nhiên đối với Diệp ra rất là kiêng kỵ Hắn tử đối với quầy chủ dùng diệp ra đàn áp mình, trong lòng tức giận dị thường. Hắn thân là cao thủ 10 tầng, vốn được người khác trọng vọng, bây giờ lại chịu nhục, bổn ý sớm đã muốn phất tay đi, nhưng trong lòng lại không nỡ đối với hồi phong bát. Phải biết rằng pháp khí này cùng với công pháp của hắn cực kỳ xứng đôi, nếu có thể hoán đổi được, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng lúc này trên người hắn trừ pháp bảo tàn phiến ra, các vật phẩm khác đều hữu dụng, linh thạch mấy ngày trước toàn bộ đã tiêu hết, làm cho hắn hôm nay tiến thối lưỡng nan. Vị huynh đài, tàn phiến này bán cho tại hạ đi. Ta suốt 10 khối linh thạch từ trong đám người đang xem, đi một người mập mạp mặc áo bảo màu cho, hắn đi tới trước óc mặt hắn tử liền ôm quyền, rất thành khẩn nói. Không bán, muốn mua bỏ ra 30 khối linh thạch, người da đen lắc đầu, cái giá tiền này hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Khổ, pháp bảo tàn phiến này của các hạ nếu lớn hơn vài phần, cũng đáng giá tiền. Đáng tiếc nó thật sự là nhỏ có thể bao phủ quá ít vật phẩm. Người áo xám thấy hán tử không chịu đáp ứng, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, cũng không dây dưa nữa quay về trong đám người. 12 khối, bán không, ta suốt 13, người tu tiên đang xem bốn phía đối với pháp bảo tàn phiến này động tâm cũng rất nhiều. Cho dù đem về không dùng được, nhưng cứ từ từ nghiên cứu cũng tốt. Nói không chừng có thể giúp bọn họ tìm hiểu ra cái gì đó. Cứ như vậy, một hồi sau giá đã lên tới 20, người ra giá là một thanh niên mặt tròn, Đối mặt với sự ra giá cao như vậy, những người khác cũng không lên tiếng nữa, bọn họ cũng cảm giác được giá tiền này đã rất cao, nếu như ra giá cao hơn nữa, thì cũng có chút trở thành bại gia tử. Dù sao trên người tu tiên cấp thấp như bọn họ, có thể có hơn 10 khối linh thạch, đã tính là không tệ rồi. Mà vừa rồi người vừa hô giá, cũng là đệ tử của các gia tộc, chỉ có bọn họ mới có thể giàu có hơn. 20. Người da đen thần sắc trở động, cái giá tiền này đã chạm đến giới hạn của hắn. Nếu như hắn thêm vào một món đồ trên người hắn nữa, có lẽ có thể từ chủ quầy này đổi lấy hồi phong bát. Người nguyện ý xuất ra hai mươi khối linh thạch, hắn tử hướng về phía thanh niên mặt tròn, ôn hòa hỏi. Mà thanh niên mặt tròn này không biết vì sao, trên mặt một hồi hồng, một lát lại trắng, cực kỳ bối rối. Ta, không, có nhiều linh thạch như vậy. Một câu lắp bắp nói ra, từ trong miệng thanh niên mặt tròn nói ra, làm cho toàn bộ người vây xem đều ngạc nhiên. Không có, vậy ngươi vừa rồi hô cái gì? chẳng lẽ có chủ tâm chơi ta hắn tử da đen nghe vậy giận dữ nguyên một bụng tức giận nãy giờ lập tức bạo phát ra từ trên người thoát ra khí thế cường đại áp lên thanh niên nọ ta chỉ là thấy người xem hô tên có cảm giác như là đùa chơi nên bản thân cũng thuận miệng hô một tiếng như vậy xin huynh đài thứ thanh niên mặt tròn vội vàng giải vây cho mình hắn đầu đầy mồ hôi từng giọt mồ hôi hột bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống hắn chỉ là một người tu tiên tầng 5 làm sao có thể chống cự được loại linh áp này vừa rồi hô 19 khối là vị nào, ta nguyện ý tặng một khối linh thạch, để cho các hạ mua vật ấy. Thanh niên sáng ý, vội vàng hô, đáng tiếc, bốn phía tĩnh lặng, không người nào trả lời. Xem ra vị kia cũng đã đổi ý không muốn mua nữa. Vậy huynh đài nào hô 18 khối, thanh niên nhìn khuôn mặt người da đen càng ngày càng bất thiện, cơ hồ muốn khóc lên. Hắn chỉ là một tiểu tán tu, trên người cũng chỉ có hai khối linh thạch mà thôi, cái này cũng là khổ cực cả năm mới đổi lấy được. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ sẽ có màn hay để xem, chậm đã. Một thanh âm không nhanh không chậm đột nhiên vang lên, từ bên ngoài đi vào một người, gọi người da đen lại. Người muốn làm gì, người da đen âm trầm nghiêm mặt, nhìn người đang tới. Tính tình cậu hắn đang rất tệ, nếu là người này cũng chơi hắn, hắn cũng không ngại đem người này đồng thời thu thập luôn, mặc dù người này cũng không kém, cảnh giới cũng đến tầng thứ 9. Tại hạ đối với vật này rất có hứng thú, muốn mua nó. Người này chỉ chỉ vào mảnh vải, mỉm cười nói với hắn. Người tu tiên bị người da đen hiểu lầm là muốn chơi hắn, không phải là người bên ngoài, mà là Hàn Lập. Vốn Hàn Lập ngay từ đầu nghe người này nói, pháp bảo tàn phiến này có thể ẩn hình cùng giấu đi linh khí, trong lòng liền chợt động, một ý nghĩ mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong đầu hắn. Đợi đến khi người da đen biểu diễn ẩn giấu ngọn tiểu đao, Hàn Lập ý nghĩ trong đầu càng rõ ràng, đối với pháp bảo tàn phiến này lập tức trở nên tình thế bắt buộc. Bởi vậy cho dù thanh niên mặt tròn thật sự có 20 khối linh thạch, mua lấy vật này, Hàn Lập cũng sẽ tìm cách lấy cho được vật này. Người xuất bao nhiêu để mua? Người da đen sửng sốt, nhưng ánh mắt đã hòa hoãn xuống, mở miệng hỏi. Tại hạ không định mua, mà chỉ dùng vật để đổi Hàn Lập thong rong lấy từ trong tay áo ra một tờ phù, đặt ở trên quầy hàng, để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Phi hành phù, có người biết, lập tức kinh hô lên, là linh phù sơ cấp bậc cao, người tu tiên nào cũng đều kinh ngạc. Dù sao linh phù sơ cấp bậc cao, từ khi Thái Nam hội bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ xuất hiện 5-6 cái mà thôi, hơn nữa mỗi cái đều bán ra với giá tiền kinh người. chương 141, Thăng Tiên Lệnh, vừa thấy phi hành phù người da đen cùng vị quầy chủ kia đều đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập cũng trịnh trọng rất nhiều, dù sao người có phù chú cấp cao như vậy cũng không phải là hạng người bình thường. Được, ta đổi, người da đen rất sức khoát, loại mua bán rõ ràng chiếm tiện nghi này, làm sao có thể không làm được chứ? Bất quá trước đó, ta muốn thử một chút lời các hạ từng nói, tàn phiến này không ngại bất cứ vật gì bên ngoài đều thu hút tất cả linh khí phải không? Nếu là thật, tại hạ lập tức trao đổi, nếu có điều không thật, tại hạ sẽ không thể bỏ vốn đổi lấy vật này." Hàn Lập bình tĩnh nói. Người da đen mới đầu nghe Hàn Lập nói như vậy thì sửng sốt, nhưng khi nghe rõ ràng nội dung lời nói, liền nở nụ cười. "Ta nói về công hiệu của vật ấy đều là thật. Các hạ cứ việc thử một lần." Người da đen mười phần tin tưởng nói hàn lập nghe vậy cũng không khách khí từ trên người lấy ra một vật như cái chén rượu để ra trên mặt đất sau đó cầm lấy mảnh vải kia phủ lên trên sau khi cái chén rượu biến mất hàn lập vươn một ngón tay trên đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh khí màu trắng cũng hướng về phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái kết quả điểm linh khí màu trắng kia cũng biến mất không thấy tựa hồ như là bị thôn vệ mất hàn lập thấy tình cảnh này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn nhẹ nhàng vun tay đem mảnh vải về lại trong tay chén rượu lại xuất hiện, bên trong cũng xuất hiện luồng linh khí màu trắng vừa mới biến mất đang phiêu đáng. Không sai, lời huynh đài nói đích xác không giả, pháp bảo tàn phiến này ta mua, phi hành phù kia thuộc về các hạ. Hàn lập đem mảnh vải bỏ vào trong tay áo, đứng lên, hướng tới người da đen ôm quyền, nói. Tốt, các hạ thật sảng khoái người da đen vừa nghe mừng rỡ, cúi người đem phi hành phù nọ cầm vào trong tay, vội vàng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, sau khi xác định không phải đồ giả, mới cười nói hàn lập mỉm cười không nói cái gì nữa quay người lại ra khỏi đám người nhưng chưa đi được vài bước chợt nghe trong đám người phía sau truyền đến đông đảo thanh âm nghị luận người này thật ngốc lại dùng phù bậc cao đổi lấy một thứ không có tác dụng như vậy đúng vậy tàn phiến này nhỏ như vậy có thể có tác dụng gì lớn đổi như thế căn bản là không đáng giá cũng đừng nói như vậy người ta nói không chừng có diệu dụng gì khác hàn lập nghe như vậy âm thầm cười lạnh vài tiếng những người tu tiên này làm sao biết Vật ấy đối với mình có tầm quan trọng như thế nào? Vị huynh đài này, thông thả một chút, chờ tại hạ một chút, Hàn Lập chưa đi được bao xa, một thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, ngay sau đó có tiếng bước chân chạy vội đến. Hàn Lập có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là gọi mình? Hắn không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người, đầu đầy mồ hôi đang chạy tới bên này, vừa chạy vừa hô, đúng là thanh niên mặt tròn khi nãy thiếu chút nữa bị vạ miệng. Hàn Lập chừng mắt nhìn, tốt nhất là dừng ở tại chỗ hắn muốn biết cái tên giống như là làm hề này rốt cuộc có chuyện gì mà phải liều mạng đuổi theo mình như vậy huynh đài cuối cùng đuổi theo được người thanh niên đuổi theo tới thở hốn hển nói vị huynh đệ này có việc gì không hàn lập liếc mắt xem xét đối phương nghi hoặc nói vật này tặng người xem như cảm ơn đại ca giải vây thanh niên không nói hai lời một tay đưa một quyển sách nhỏ tới tay hàn lập sau đó có chút ngượng ngùng chạy đi hàn lập có chút sửng sốt nhưng lập tức cười cười trong số người tu tiên còn có người thuần phát như thế thật là ngoài ý nghĩ của hắn hắn cũng không đuổi theo mà là cúi đầu nhìn vật trong tay tên quyển sách là thanh khê bút lục thoạt nhìn không giống pháp quyết gì hàn lập cũng hứng thú lật xem vài trang thì ra tiền bối tu tiên thanh khê chân nhân của việt quốc không thích tu luyện nữa chỉ thích xong chơi khắp nơi đem các loại truyền thuyết bí mật mà mình từng nghe thấy ghi rõ chi tiết trong một quyển tạp ký còn có chút hình vẽ liên quan rất sống động hàn lập mặc dù xem qua không nhiều lắm nhưng cũng có hứng thú với vật ấy, đem sách này bỏ vào trong áo. Kế tiếp, Hàn Lập cũng không muốn gặp chuyện gì đặc biệt nữa, không còn gì hứng thú, liền đi về chỗ ở. Trong phòng mình, Hàn Lập nằm ở trên giường, lật xem Thanh Khê bút lục. Chuyện kể trong sách này, có chút là của Thanh Khê thượng nhân tự thân trải qua, có cái thì chỉ nghe thấy, nhưng không có cái nào là không cổ quái, chuyện hiếm thấy. Thậm chí có chút chuyện bí mật không truyền ra ngoài của các gia tộc tu tiên, cũng không biết Thanh Khê thượng nhân này làm thế nào biết được hàn lập thấy thú vị nhưng khi lật cuốn sách tới vài tờ cuối cùng thì trước mắt xuất hiện bảy loại lệnh bài có đồ họa giống nhau mà phía dưới đồ họa đều có khác mấy chữ thăng tiên lệnh là do bảy đại tiên phái việt quốc chế ra là các phái tu tiên cấp cho gia tộc tu tiên lập được công lớn chỉ cần có người cầm lệnh bài tìm tới môn phái tu tiên phát ra lệnh bài hiệu quả cũng như là người thắng trận cuối cùng lại thăng tiên hội cũng được đãi ngộ như vậy được ban cho trúc cơ đan cùng tư cách nhập môn chỉ là vật ấy vẫn chỉ truyền lưu bên trong các gia tộc tu tiên, người tu tiên bình thường cũng là vô duyên thấy được, bởi vậy chỉ dựa theo hình dáng nghe đồn mới đưa ra các hình dạng này. Cuối cùng, Thanh Khê thượng nhân còn dùng vài chữ, viết ra một câu nói, lệnh này cũng được các gia tộc tu tiên dùng để chuyển nhượng và giao dịch, hơn nữa thời hạn phát lệnh xí chung được duy trì rất lâu, cho nên phái tu tiên phát lệnh, nhận lệnh chứ không nhận người. Chỉ cần có người cầm lệnh tới, cũng là một bước thăng thiên, có thể nói là vật nghịch thiên đối với người tu tiên cấp thấp. Hàn Lập nhìn các văn tự phía dưới nói rằng, lại nhìn một chút bảy đồ hình nọ, cảm thấy trong miệng khô khốc, tim đập thình thịch. Lúc đầu Hàn Lập vừa nghe đến mấy chữ thăng tiên đại hội này, đã mơ hồ nghĩ tới lệnh bài kỳ quái lấy được từ chỗ chu nho, lệnh bài nó có một mặt khác hai chữ thăng tiên, làm cho Hàn Lập cảm giác được hai chữ này có chút gì ẩn ý trong đó. Nhưng sau lại nghe người khác nói rõ về thăng tiên đại hội, cũng không có chút gì nhắc tới chữ thăng tiên lệnh, cũng nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không có nghĩ đến nữa. Nhưng không nghĩ tới, trong lúc vội ý được cuốn sách nhỏ này lại hiểu được lai lịch của vật này cùng ý nghĩa chân chính của nó hơn nữa thăng tiên lệnh này lại có tác dụng to lớn như thế hàn lập càng nghĩ càng kích động vội vàng từ trên người lấy ra cái lệnh bài đen đen kia sau đó vội vàng so sánh với đồ họa tìm ra được một bức không sai biệt lắm với nó hoàng phong cốc đúng là hoàng phong cốc phát ra thăng tiên lệnh này hàn lập tay cầm lệnh bài thì thào lẩm bẩm bất quá vật quý trọng như thế tại sao lại lạc đến tay kim quang thượng nhân một người tu tiên thấp kém như thế? Hàn lập sau khi tỉnh táo lại, nghi hoặc khó hiểu. Nhưng thật ra nhắc tới, chu nho kia thật đúng là chủ nhân của lệnh bài đó. Nguyên lúc đầu tần diệp lĩnh nổi danh hiển hách nhất hiện nay, năm đó ngoài trừ diệp ra ra, còn có gia tộc tu tiên tần gia uy danh cũng không kém cũng ở nơi này, hai nhà bởi vì có quan hệ nhân thân, cho nên ở chung cũng không tệ lắm. Thăng tiên lệnh này chính là vật tần gia tổ thượng thay mặt truyền xuống. Sở dĩ không có đem nó dùng, chỉ là bởi vì tần gia vẫn tìm không ra kỳ tại tu tiên có thể xứng với lệnh này cho nên tình nguyện đem nó tiếp tục truyền xuống cũng không muốn làm hỏng vật này nhưng trải qua nhiều đời tần gia bởi vì nam ngày càng thưa thớt dần dần suy bại xuống mà diệp gia ngược lại ngày càng hưng vượng càng thêm phát đạt làm cho người của tu tiên giới chỉ biết là tần diệp lính có diệp gia mà đối với tần gia không hề hay biết tới đời của kim quang thượng nhân tần gia chỉ còn lại có hắn là nam mà tư chất của hắn lại thấp vô cùng căn bản vô vọng có thể có chút cơ. Cứ như vậy, Tần Diệp hai nhà thực lực cách xa như thế, hơn nữa quan hệ nhân thân của hai bên sớm đã là chuyện của quá khứ. Vì vậy, người của Diệp ra rốt cuộc đem chủ ý đánh chiếm Tần ra để kiếm vài món kỳ bảo gia truyền, mà thăng tiên lệnh nọ là vật bọn họ càng muốn được. Mà Kim Quang Thượng nhân tư chất tu tiên không ra sao, nhưng bản lĩnh quan sát cũng không nhỏ, hơn nữa hắn nhát gan như chuột, bởi vậy Diệp ra vừa muốn có hành động, Chu Nho vừa nghe phong phanh tiếng gió đã vội vàng đem thăng tiên lệnh cùng phù lục hỏa tiểu kiếm, mà trốn đi. Về phần vài món bảo bối còn lại, bởi vì có kết giới phong cấm trụ, Kim Quang Thượng Nhân nhất thời lấy không được, cũng chỉ đau lòng để lại cho Diệp ra. Kết quả Kim Quang Thượng Nhân, chạy trốn đã mười mấy năm, vẫn ẩn cư tại một đạo quan trong thế giới người thường, dựa vào pháp lực thấp kém hết ăn lại uống, cũng tiêu diêu tự tại. Lúc sau này, tâm tư muốn sử dụng thăng tiên lệnh của hắn, cũng dần dần phai nhạt hắn tự hỏi cho dù uống trúc cơ đan, cũng không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Nếu như vậy, cần gì phải đến đại phái tu tiên đó làm đệ tử chịu khổ chứ? Cứ như vậy, sau lại phát sinh chuyện vây công thất huyền môn, thăng tiên lệnh này lại tiện nghi cho Hàn Lập. chương 142, Tập sát, Hàn Lập đối với việc của tân gia đều không hay biết, nhưng việc này cũng ảnh hưởng tới tâm tình mừng muốn điên lên của hắn. Hắn hưng phấn vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa cầm cái thăng tiên lệnh kia ở trong tay không ngừng hí hoáy, đồng thời càng nhìn cái lệnh bài này càng đặc biệt cảm thấy thuận mắt. Sau thời gian một nén nhang, Hàn Lập cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, hắn bình ổn lại sự kích động trong lòng, bắt đầu suy tính những an bài sau này và tính khả thi của việc đi tới Hoàng Phong Cốc Bái Sư. Hàn Lập trải qua một đêm trần trọc không ngủ, Thái Nam Tiểu Hội cuối cùng đã tới lúc kết thúc, bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều tu tiên giả bắt đầu ùn ùn rời cốc mà đi, người trong cốc bỗng chốc ít đi một nửa. Tới buổi chiều, có mấy vị tiền bối cao nhân tuổi đã cao xuất hiện trên quảng trường, sau khi nói vài lời khen ngợi khích lệ, liền tuyên bố Thái Nam tiểu hội chính thức kết thúc, mà thanh nhan chân nhân kia cũng ở trong đó. Nhất thời, nhưng người tu tiên còn lại hoặc túm năm tụng ba, hoặc phiêu nhiên mà bay đi. Mà lúc này, Tùng Văn Đạo Sĩ và mấy người khác lại tìm tới Hàn Lập, liền một lần nữa mời Hàn Lập cùng đi. Sau khi Hàn Lập trầm mặc một lúc, vẫn cứ lắc đầu cự tuyệt lời mời của đám người Tùng Văn, dẫn tới Ngô Cửu Chỉ và huynh đệ mặc thì cực kỳ bất mãn đối với Hàn Lập, ngay cả sắc mặt của Tùng Vân đạo sĩ cũng có chút khó coi. Nếu Hàn Huynh không muốn cùng chúng ta đồng hành, Tùng Vân cũng không miễn cưỡng nữa. Huynh đài lên đường một mình phải bảo trọng đấy. Cuối cùng, Tùng Vân than một tiếng, dùng ngữ khi tiếc nuối nói. Sau đó, hắn vỗ vỗ vai Hàn Lập, rồi cùng với những người còn lại rời khỏi sơn cốc. Hàn Lập chưa phát hiện, trong nháy mắt khi Tùng Vân đạo sĩ vỗ vai, dùng một loại phấn không màu không sắc giấu trong tay áo rác trên áo hắn, mà những nơi bị rác vào cũng không nhìn ra chút khác thường nào khi đám người ngô cửu chỉ vừa mới ra khỏi đám sương mù trước cửa cốc tùng văn đạo sĩ không biết từ khi nào rót lại phía sau hắn thừa lúc mọi người không chú ý lộ ra một vẻ hung ác đột nhiên giơ cao tay áo một đảo hỏa quang bay nghiêng ra biến mất trong bụi cây bên cạnh sau đó vẻ mặt lại khôi phục lại bình thường chiếu theo chính khí lẫm nhiên như vậy tựa hồ vừa rồi hết thảy đều như chưa từng phát sinh hàn lập cũng không biết những việc tùng văn đạo sĩ vừa làm nhưng khi đi ra lại theo tập quán cẩn thận hắn không lập tức từ Thái Nam Cốc xuất phát, mà lại nghỉ lại trong cốc một đêm, đợi tới khi trời hưởng sáng, mới thần không biết quỷ không hay lặng lẽ ra khỏi sơn cốc. Đợi tới khi vừa ra khỏi Thái Nam Cốc, Hàn Lập liền nhận rõ phương hướng, thi triển ngự phong quyết khẽ nhún chân, người liền bay xa mấy trượng. Cứ như vậy, quần áo tung bay dần dần đi xa. Khi Hàn Lập rời đi chưa lâu, lại có hai người vội vã chạy tới. Trước bọn có một viên ngọc màu xanh to bằng ngón cái dẫn đường, dừng ngay tại nơi Hàn Lập vừa mới dừng lại chuyển phương hướng, nhằm theo hướng mà Hàn Lập vừa bay đi, hai người kia cũng đuổi theo sát phía sau. Hàn Lập đi đường không hề ngừng lại, đi liên tiếp hơn trăm dặm mà không hề nghỉ ngơi, tới khi tới được một ngọn núi nhỏ, mới chịu ngừng chân, ngồi lại ăn chút gì đó, khôi phục lại thể lực và pháp lực. Hàn Lập không hề biết, chuỗi hành động không bình thường của hắn, khiến cho hai tên truy đuổi phía sau mắng chửi không ngừng. Việc này cũng khó trách, có người trời còn chưa sáng đã lên đường, nếu không phải là trước đó động thủ cước trên người Hàn Lập, bọn chúng nói không chừng đã để người chạy thoát rồi. Nhưng cứ như vậy, kế hoạch của bọn chúng trước đó, đầu tiên là kế hoạch đặt bẫy ở phía trước, chuẩn bị mai phục Hàn Lập, cũng phá sản. Càng làm cho hai bọn chúng tức giận vô cùng chính là, Hàn Lập vừa nhấc chân là đi hơn trăm dặm, khiến cho bọn chúng ở phía sau hít khói, mệt không chịu nổi. Dù sao hai người bọn chúng là người tu tiên cũng chưa lâu, xem ra việc dựa vào hai chân đi đường dài như vậy, hai bọn chúng đã lâu chưa có trải qua không biết đã bao lâu hàn lập khoanh chân ngồi tại một cái ao dưới gò núi nhắm hai mắt không hề động đậy tựa hồ đã chìm đắm vào cảnh giới vong ngã mà xung quanh trừ tiếng kêu của sâu bọ ra cũng không có âm thanh nào khác đúng lúc này ở trong vũng bùn gần đấy đột nhiên hơn chục đạo bạch quang phá đất chui lên đâm thẳng hướng hàn lập hàn lập vốn không nhúc nhích bỗng nhiên mở to mắt lộ ra hàn quang cơ thể đột nhiên tự dưng bay lên trời sau đó hai chân khẽ chạm đất đáp xuống một chỗ đất trống bên cạnh cứ như vậy, những vầng bạch quang đó tự nhiên bị hắng, phập phập. Từ trong vũng bùn mà bạch quang tới tấp chém hướng hàn lập, lộ ra nửa mặt lóng lánh trong suốt, chính là hơn 10 cây băng chùy sắc bén vô cùng. Hàn lập thấy vậy, thần sắc trở nên âm trầm, hắn duỗi tay phải, năm ngón xòe ra, một tiếng vang lắc sắc bùng lên, trên năm ngón tay xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ, chỉ là quả cầu lửa này so với cầu lửa của hỏa đạn thuật thông thường thì nhỏ hơn một nửa. Các hạ mời nếm thử ngũ đạn liên phát của tại hạ. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào nơi lộ ra băng chùy, nói một cách huy nghi đáng sợ. Sau đó, nắm năm ngón tay lại, lại bỗng nhiên búng ra, năm quả hỏa cầu giàn thành một đường thẳng, bắn ra ngoài. Mắt thấy hỏa cầu sắp đánh tới mặt đất, một nhân ảnh màu vàng đột nhiên vô cớ xuất hiện, sau đó thân hình lóe lên, nhân ảnh liền tới một chỗ khác, vừa đúng vượt qua phạm vi công kích của hỏa cầu. Buông một tiếng, địa phương đó bị mấy quả hỏa cầu của Hàn Lập bắn thủng một hố, trong cái hố toàn là hơi nóng và khói, có mấy nơi còn lộ ra dấu vết bị nung chảy, khiến cho tên ra hỏa tí nữa thăng thiên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hàn lập lúc này cũng không để ý tới cái hố đó, mà là dán mắt vào tên áo vàng vừa mới nhảy ra, một hạn tử gầy gò vẻ mặt rảo trá khoảng hơn 30 tuổi. Sao lại đánh lén ta? Hàn lập lạnh giọng hỏi, tên áo vàng vừa nghe lời này, chuyển mắt, cười gian mấy tiếng, nói. Muốn biết hả, chờ kiếp sau đi. Sau đó, hắn đột nhiên lớn tiếng hét, động thủ, hàn lập cả kinh, vừa định hành động, lại đột nhiên nghe thấy dưới chân có hai tiếng phá đất vang lên, sau đó là hai bàn tay lấp lóe quang mang màu vang, như chấp phân làm trái phải, liều chết nắm lấy hai chân của Hàn Lập, khiến cho Hàn Lập không thể dịch chuyển. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, hai chân không động được, xem ngươi làm sao tránh khỏi băng chùy của ta. hắn từ áo vàng đắc ý cười ra nói, tiếp đó nhấc hai tay lên, hướng tới Hàn Lập, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Kết quả, phía trước hai tay hắn hàn khí bức người, dần dần ngưng tụ lại thành một tinh thể màu trắng và dần dần hình thành một cây băng chùy sắc nhọn sắc mặt hàn lập đại biến tay hắn đặt lên eo keng một tiếng hàn quang lóe lên một thanh trường kiếm sáng trói xuất ra tiếp sau là một đường kiếm chém xuống không chút trần chờ cảng thanh kiếm này như chém vào tảng đá tiên lửa lấp lóe mà cái bàn tay màu vang kia vẫn bình yên vô sự hàn lập vừa sợ vừa giận đang muốn tìm cách khác đối diện lại vang lên tiếng cười điên cuồng của tên áo vàng ha ha tiểu tử đi chết đi tâm lý hàn lập trùng xuống vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy hai cái băng chùy sắc nhọn đã từ phía tên áo vàng đánh tới bao trùm lên thân hắn không thể trốn chạy hàn lập thấy vậy thần sắc vô cùng ngưng trọng hắn hít sâu một hơi nghiến răng một cái lắc mình thân thể lại đột nhiên như quỷ dị cong sang hai bên nhưng cái băng chùy đó không ngờ lại bị cách uốn éo này khiến cho bay sạt qua đại bộ phận chỉ có vai và chân trái là không thể tránh khỏi đều bị một cây băng chùy xuyên qua máu tươi từ trong vết thương phun ra, ướt đẫm y phục của Hàn Lập. Bốp một cái, Hàn Lập ném kiếm trong tay, mười ngón vung lên, nhanh chóng phân bế mạch máu ở phụ cận, khiến cho máu tươi ngừng chảy. Mà tên áo vàng vốn đang dương dương tự đắc, lại mở to hai mắt, không thể tin nhìn tất cả sự việc vừa mới phát sinh lúc nãy. Ánh mắt Hàn Lập nghiêm lại, hai chân dùng lực, chợt uốn lại như không xương, hai chân sau một trận rắc rắc, hai chân rõ ràng co lại một chút, tiếp đó toàn thân bỗng nhiên hướng lên trên mà chạy, hai chân trơn như cá chạch rút ra khỏi hai bàn tay, sau đó toàn thân ở lưng chừng trời bắn vọt đi, ở một nơi cách hơn 10 trượng mới ngừng lại, lạnh lùng nhìn bàn tay lớn kia. Không thể nào, sao có thể dưới sự gia cố của cự lực thuật mà vẫn có thể rút chân ra được. Từ vũng bùn bên dưới bàn tay, phát ra tiếng ông ông tức giận. Sau đó, hai bàn tay vung ra bên ngoài, một thân ảnh khôi mô toàn thân phát ra hoàng quang, từ trong bùn đất chui ra. chương 143, chảm sát. Đại hán mới từ dưới đất chui lên và tên áo vàng lúc nãy, chính là hai tên truy đuổi sau lưng Hàn Lập. Bọn chúng đuổi theo phía sau, sợ Hàn Lập lại chuẩn bị lên đường, sau khi khôi phục lại pháp lực, lập tức lén lút tìm tới, sập đặt lần tập kích này. Lúc này, Hàn Lập cảm thấy chân thụ thương đau rát, xem ra cử động vừa rồi, khiến cho vết thương ở đó nghiêm trọng thêm một chút. Bất quá, hiện tại không phải là lúc để lo lắng về vấn đề này. Bởi vì tên đại hán vừa dối trốn trong đất kia, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao hắc khí vây quanh, hung hăng hướng Hàn Lập chém tới. Hàn Lập nhìn thân hình đối phương, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng động tác lại cứng nhắc, rõ ràng tên này chỉ ỉ vào pháp thuật gia trì mà thôi. Tâm lý không khỏi nhẹ nhõm một chút, phải biết rằng nói riêng về sự linh động quỷ dị của thân thể, Hàn Lập tự hỏi đối phương có cưới ngựa cũng không đuổi kịp mình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không thèm để mắt tới tên đại hán khí thế to lớn ở trước mặt nữa, mà chú tới tên áo vàng, bởi vì tên này lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen, đang hướng miệng hồ lô vào mình, tựa hồ muốn thi pháp. Ngươi nhìn đi đâu đây? Đi chết đi, đại hán đã tới gần Hàn Lập, hoàng quang trên thân đại thịnh, vung thanh đao quái dị lên, hướng Hàn Lập hung hăng bổ tới. Hàn Lập hừ một tiếng, toàn thân chói lòa, thân hình đã ra khỏi phạm vi của thế đao. "Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi." Đại hán đột nhiên cười điên cuồng nói, hắc quang từ thanh trường đao trong tay lóe lên, hóa thành một sợi roi màu đen như thể một con rắt lớn đuổi theo quấn lấy thân hàn lập thế như thể không trói được thì không ngừng hàn lập lấy làm kinh hãi thân hình lập tức trở nên mơ hồ quỷ dị lúc thì sang trái lúc lại sang phải lúc thì ở phía trước lúc lại ở phía sau phảng phất như đồng thời có mấy hàn lập vây quanh đại hán đại hán thấy vậy bắt đầu sợ hãi kêu to nhưng lập tức lại ỉ vào toàn thân có thổ giáp thuật bảo vệ liền không thèm để ý tới mà tiếp tục thúc giục sợi roi màu đen liều mạng truy đuổi chân thân của hàn lập ầm 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 hàn lập từ bên cạnh đại hán vút tới nhưng trong chớp mắt này tay hắn lại mang theo hỏa cầu liên tục bắn lên thân tên đại hán đánh tới hoàng quang trên người hắn trói trang nhưng đáng tiếc lập tức lại khôi phục lại bình thường đại gia ta có thuật hộ thể trên người mấy viên hỏa đạn bé tí này há có thể phá được khuôn mặt đại hán điên cuồng ngang ngược pháp quyết trên tay càng thêm nhanh chóng không chút buông lỏng khu động sợi roi màu đen tâm lý hàn lập có chút nóng vội mặc dù sợi roi của đại hán so với mình thì chậm hơn một chút không làm gì được bản thân nhưng thân pháp của hắn cũng không dám chậm lại chút nào bằng không nhất định sẽ bị trói lại mặc dù không biết cái sợi roi này rốt cuộc là pháp khí gì tránh né khó khăn như vậy nhưng cũng không dám tùy tiện để nó quấn lại hắn trong lúc đang bận bịu nhìn tên áo vàng một cái liền nhìn thấy đối phương thần tình nghiêm túc pháp khí hồ lô trong tay cũng bắt đầu từ miệng hồ lô mà bắn ra ngoài mấy đạo thanh quang không biết sắp có vật gì từ trong đó xuất ra không ổn tiếp tục như vậy mạng nhỏ của mình khẳng định không xong không mạo hiểm một chút thì không được hàn lập mắt thấy tình huống nguy cấp thầm nghĩ vì vậy hàn lập trong lúc đang bay với tốc độ cao tay mở ra kim cương phù lấy được từ kim quang thượng nhân kim cương phù này cũng là một loại phù thuật mà khẩu quyết thì hàn lập từ miệng khẩu tang hòa thường đã biết được cuối cùng hôm nay cũng có công dụng hàn lập hạ giọng niêm vài câu chú quyết bởi vì đang lắc lư cho nên nghe thì có chút hàm hồ không rõ, nhưng chữ viết màu vàng trên lá bùa lại phát sáng. Đợi tới khi chữ hoàn toàn sáng lên, Hàn Lập bỗng nhiên cầm lá bùa đó vỗ lên trên mình, lập tức kim quang trói lòa trên thân, một tầng kim cháo bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thân hình hắn cũng đột ngột ngừng lại, bị sợi roi đuổi tới từ phía sau trói lại. Sử dụng kim cương phù sẽ khiến cho thân pháp trở nên chậm chạp, Hàn Lập sớm đã thử qua, lòng biết rõ. Đợi thấy sợi roi mặc dù đã quấn được mấy vòng, nhưng hoàn toàn đều bị chặn ở bên ngoài kim cương tâm lý lại càng không hoảng hốt biết bản thân đã thắng cược kim cháo quả nhiên có thể phòng vệ khỏi sự tấn công của pháp khí đối phương mà đại hán thấy vậy lại gào to một tiếng bước nhanh nắm chặt hai tay lại đám tới hoàng quang trên tay trói mắt giống như là thật vậy cũng không biết là ra chỉ công pháp gì trải qua lần giáo huấn trước hàn lập không để đại hán tới gần nữa hắn đột nhiên ngồi xuống hai tay đặt lên đất sau đó vang lên tiếng chú ngữ từ miệng hàn lập phát ra tiếp đó hai tay cũng tỏa ra hoàng quang. Đại hán thấy vậy, hơi kinh hãi, vội vàng muốn dừng bước, ngừng đã muội rồi. Mặt đất bên dưới, toàn bộ biến thành cát, khiến hai chân hắn chìm vào, tới tận đùi, toàn thân luống cuống. Đánh, một đạo âm thanh sắc bén vang bên tai hàn lập, lòng hàn lập trùng xuống, nhìn sang tên áo vàng, chỉ thấy, từ trong miệng cái hổ lô xanh đen đó, liên tục phun ra 18 quả cầu tròn màu đen, to cỡ trứng gà, bay thẳng hướng hàn lập. Sắc mặt hàn lập rất khó coi, nhưng hoàng quang trên tay bỗng nhiên tan đi, tiếp đó vung tay lung loạn trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ. Mà lúc này, mấy quả cầu đã tới gần, ra sức đánh lên quang cháo của Hàn Lập, kim cháo bị đánh không ngừng biến dạng, tựa hồ lúc nào cũng có khả năng vỡ tan. Nhìn thấy nguy cơ Hàn Lập không còn để ý gì nữa, lại xếp bằng ngồi xuống, đặt cái hộp gỗ lên trên đất, đọc chú quyết. Chát chát, chát chát, chát chát, thế công của mấy viên cầu càng lúc càng mạnh, công kích lên kim cháo không ngừng nghỉ, khiến cho kim quang trên thân Hàn Lập từ từ nhạt dần, xem ra việc cháu phá người chết ở ngay trước mắt. Lúc này, Hàn Lập gầm to một tiếng, lên, theo sau tiếng gầm, từ trong hộp gỗ của Hàn Lập bắn ra một đạo ánh sáng cho, đạo ánh sáng này như dao long xuất thủy, vần xung quanh thành một vòng, mấy viên cầu đó như thể gặp phải khắc tinh, toàn bộ đều bị trẻ làm hai, rơi xuống đất liền hóa thành bụi. Phù bảo, tên áo vàng như gặp phải quỷ kêu to lên, Hàn Lập vừa nghe, liền giật mình, bất qua cũng không nghĩ ngợi gì nhiều được, bởi vì cảm thấy tên đại hán ở gần kia đã thoát khỏi vây khốn rồi bất quá tên này sau khi nhìn thấy kiếm quang lờ mờ của hàn lập khuôn mặt trở nên trắng bệch không có hướng hàn lập mà xông đến nữa ngược lại quay đầu chạy như điên nhưng lúc này hàn lập đã động sát tâm sao có khả năng để cho hắn chạy hắn búng tay hướng tới tên đại hán kiếm quang đó lập tức theo đuôi bắn ra chớp mắt đã tới phía sau đại hán quấn lấy cổ tên đại hán cái đầu tên đại hán đó liền dễ dàng lăn trên mặt đất còn hoàng quang hộ thể trên thân thì như thể không hề tồn tại tựa như vô tác dụng tên áo vàng thấy cảnh này nào còn dám trần trừ thêm nữa từ trên thân lấy ra một đạo phù lực vỗ lên trên người tiếp đó liền biến dài thành đôi cánh màu vàng to lớn khẽ đập người liền bay lên không nhám ra xa mà bay đi mà hàn lập lại thu kiếm quang đuổi tới theo sát tên áo vàng không tha tên áo vàng càng bay càng nhanh luồng sáng cho nhất thời không đuổi theo được hắn hàn lập có chút sốt ruột tâm lý sinh ra ác độc pháp lực toàn thân không có giữ lại nữa mà lấy ra dùng bằng sạch, hôi mang đó lập tức như ăn phải đồ bổ, bông tăng tốc, xuyên qua ngực tên áo vàng, đâm thủng tim hắn mà ra. Tên áo vàng la thảm một tiếng, từ lưng chừng trời rơi xuống. Hàn lập mừng rỡ, thu lại luồng sáng, phi người bay tới, muốn tìm một tên còn sống, tra hỏi một phen. Đáng tiếc đợi tới khi Hàn lập tới, tên áo vàng đã chết rồi, y như bị té chết. Việc này khiến cho Hàn lập buồn bực không thôi, nếu không có nhân chứng, vậy chỉ có thể lục người tên này thôi, xem xem có thể tìm ra đầu mối hữu dụng nào không. Đợi sau khi Hàn Lập không khách khí lục hế đồ đạc trên người hai tên này, chả tìm thấy vật gì liên quan, ngược lại phát hiện ra một số lượng tiền bất chính đáng kể. Bởi vì linh thạch loại kém trên thân bọn chúng có hơn 50 viên, càng không thể không nói còn có một phù lục và pháp khí. Mặc dù Hàn Lập đối với việc bị người đánh lén không hiểu ra sao cả, có chút buồn bực. Nhưng cũng không biết việc tán tu mất tích có phải có liên quan tới hai tên này không, nhưng cũng không dám nán lại đây lâu, sau khi ăn một ít đan dược, liền tiếp lục lên đường. chương 144, Trúc Cơ Đan Chi Tranh Kiến Châu nằm ở phía Bắc Việt Quốc, diện tích lớn thứ hai trong 13 châu, có rất nhiều núi non, sông suối, dân cư thưa thớt, có đường biên giới với nguyên vũ quốc. Còn Thái Nhạc Sơn trải dài tới tận phía Tây Kiến Châu, phạm vi liên Nguyên ngàn dặm, chẳng những có vô vàn các loại dã thú, ác điều mà còn có cả người nguyên thủy, thậm chí thỉnh thoảng có kẻ tiểu phu hoặc thợ săn kể lại rằng đã nhìn thấy thần tiên, yêu quái xuất hiện. Điều này khiến cho nơi đây càng thêm vẻ thần bí. Người thế tục đương nhiên không thể ngờ được rằng Hoàng Phong Cốc ở giữa tòa núi non trung bộ này đã sớm bị một trong thất đại tiên phái chiếm cứ đã mấy ngàn năm. Từ trên nhìn xuống, nơi này và những dãy núi khác cũng không khác gì nhau, cũng có sơn lĩnh hiểm trở, cây cối um tùm rậm rạp, nhưng trên thực tế, nó được một tòa kỳ môn đại trận siêu lớn bao trùm, tất cả đều là ảo ảnh mà thôi phía dưới thực ra đã sớm mọc lên vô số lâu đài, đại điện, lại còn có cả một số người tu tiên chân đạp pháp khí hình lá cây bay qua bay lại không ngừng. Trưởng môn hiện tại của Hoàng Phong Cốc là Trung Linh Đạo, tuổi đã hơn trăm nhưng trông vẫn có dáng vẻ của một trung niên khoảng 30, thân mang tu vi hậu kỳ của Trúc Cơ Kỳ, trời sinh tính trầm ồn, có tài tổ chức, có uy vọng rất cao trong bổn môn, các trưởng bối và sư huynh đệ của hắn đều cực kỳ tin phục. Nhưng hôm nay, vị trưởng môn luôn thong dong tự tại, tràn ngập tự tin này lại đang mày ngồi trên chủ vị ở đại điện, nhìn cuộc cãi nhau kịch liệt giữa một vị người trung niên và một vị lão giả có vẻ thiếu nhẫn nại. Còn ở hai bên đang có hơn 10 tu sĩ khác cũng đang nhìn, những người này đều là nhân viên quản sự của Hoàng Phong Cốc. Mộ dung sư huynh, rõ ràng mấy tháng trước đã được phân chia đủ chút cơ đan để dùng, sao hôm nay lại cứ đòi không cấp cho cháu ta mà cấp cho một vị tán tu, như vậy là không công bằng. Lão giả giận tím mặt, xông tới quát lên với một trung niên điều khiến người ta kinh ngạc chính là vị lão giả rõ ràng già hơn so với người trung niên rất nhiều nhưng lại luôn mồm gọi đối phương là sư huynh diệp sư đệ việc này chỉ ngẫu nhiên xảy ra thôi cả trăm năm mới có một người cầm thăng tiên lệnh tới bổn môn làm sao chúng ta có thể mặc kệ không hỏi tới phải cấp cho người ta một viên trúc cơ đan chứ người trung niên thần tình không đổi nhẹ nhàng nói nhưng người này căn bản không phải là người của gia tộc tu tiên chỉ là một gã tán tu vậy mà cũng phải cho hắn một viên trúc cơ đan Ta thấy chỉ cần cho hắn nhập môn đã coi như hắn có phúc đức lắm rồi. Lão giả mặt đỏ tới mang tai cãi. Diệp sư đệ, không thể nói như vậy được. Làm sao người có thể biết được tổ thượng của người ta có phải người gia tộc tu tiên hay không? Nói không chừng chỉ là do gia tộc suy yếu mới trở thành tán tu. Hơn nữa, ai có thể cam đoan rằng gia tộc của mình sẽ mãi mãi không suy yếu. Nói không chừng diệp gia của diệp sư đệ một ngày nào đó cũng suy thoái. Đến lúc đó, hậu nhân của diệp gia cầm thăng tiên lệnh tìm tới người Hoàng Phong Quốc chúng ta cũng không cho hắn chúc cơ đan mà chỉ cho hắn nhập môn thì sao? Nếu sư đệ có thể phát lời thề độc trước mặt mọi người ở đây, mộ dung sam ta sẽ quay đầu, tuyệt không hề nhắc đến chuyện chúc cơ đan nữa. Người trung niên nói thẳng vào vấn đề, khiến lão giả mặt trắng bệch, không nói được tiếng nào. Lão giả làm sao dám phát ra lời thế có hậu hoạn vô cùng như vậy? Hơn nữa, nếu hắn làm thật cũng chỉ có kẻ trước mặt này bỏ qua mà thôi, ai biết liệu có kẻ nào khác tiếp tục nhảy ra phá bĩnh không đây? Nhưng tại sao lại phải lấy của cháu ta, lấy của người khác không được sao? Lão giả không cam lòng, lớn tiếng hỏi, việc này là do cháu của sư đệ đã không thực sự nỗ lực. Không ngờ lại đạt thấp như vậy khi kiểm tra, người trung niên lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Thấy bộ dạng của người đối diện như thế, lão giả căm hận cắn chặt hàm răng. Nhưng vì lợi ích quan trọng của cháu mình, vẫn cố gắng nói, cháu ta đúng là thấp thật, nhưng cũng không phải là người cuối cùng được dùng chút cơ đan, chẳng phải là còn hai người thấp hơn nữa sao? Sư đệ nói không sai, đúng là còn hai người khác đứng sau cháu của đệ, nhưng tình huống của hai người này thực sự có chút đặc thù. Cũng chỉ còn cách hủy khuất cho cháu của Diệp sư đệ mà thôi. Người trung niên nói với vẻ rất tiếc nuối, có gì đặc thù, nếu không cho ta một lý do tâm phục khẩu phục, ta sẽ không nuốt nổi giọng điệu này. Lão giả nổi nóng, nói năng một cách thô lỗ, làm loạn sao, cái gì mà không nuốt được hai người này quả thật là đặc thù nên phải chọn bọn họ mà bỏ qua cháu của sư đệ cũng là đã được ta gật đầu đồng ý còn lý do sư đệ không hỏi ta cũng sẽ giải thích cho ngươi nghe trung linh đạo thấy lão giả ăn nói không suy nghĩ liền trầm giọng mắng lão giả thấy trung linh đạo như vậy trong lòng dùng mình hắn chỉ biết là khi kiểm tra thì đứng sau cháu mình có hai người nữa nhưng đó là ai thì hắn thực sự không biết điều này làm hắn thực sự bất bình chẳng lẽ còn có ngoại lệ nào đó khiến cho trưởng môn luôn luôn công chính, nghiêm minh cũng phải thiên vị sao? Trung linh đạo phẩy tay, ý bảo trung niên thư sinh ngồi nguyên vị, rồi thở dài nói. Diệp sư đệ, lần này sợ rằng thực sự phải ủy khuất cháu của đệ một chút. Một trong hai người kia chính là hậu nhân duy nhất còn lại của Hồng Phất Sư Thúc tại thế tục. Cho nên mặc dù tiểu cô nương lúc đầu kiểm tra không hợp cách nhưng ngay từ đầu ta đã chọn để nàng dùng trúc cơ đan. Nói vậy, Diệp Sư Đệ sẽ không đòi vì trúc cơ đan của người này chứ lão giả vừa nghe thấy tên hồng phất lập tức hoảng sợ sắc mặt đại biến đứng bật dậy nếu đúng là hậu nhân của hồng phất sư thúc đương nhiên là phải nghe lời tiểu đệ làm sao mà không kính trưởng bối đối với an bài của người tiểu đệ tâm phục khẩu phục lão giả sắc mặt hơi trắng bệnh ra nói trung đại trưởng thấy ánh mắt lão giả như vậy cũng không ngạc nhiên dù sao cũng là nữ nhân duy nhất đạt tới kết đan kỳ của hoàng phong cốc vị hồng phất sư thúc này tính khí hẹp hòi ai mà chẳng biết nếu thật sự cho rằng tiểu cô nương kia không đủ tư cách, chẳng những lão giả phải gặp xui xẻo, mà sợ rằng ngay cả trưởng môn nhân sau này cũng chẳng sung sướng gì. Vẫn còn một người nữa đâu, lão giả vẫn chưa từ bỏ ý định, mặc dù biết những người như vậy thì có đầy đủ lý do nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ. Người còn lại là một kẻ thân mang dị linh căn phong thuộc tính. Lý do của người này như vậy đã đủ chưa? Trung linh đạo vuốt dâu, chậm rãi nói. Lão giả vừa nghe vậy, im lặng không nói được gì, Môn quy hoàng phong cốc đã quy định, người có thiên căn và dị linh căn được ưu tiên trúc cơ. Như vậy còn có thể phàn nàn được gì nữa. Nhưng cháu trai của hắn, mặc dù không phải là cháu ruột nhưng ngay từ khi nó nhập môn, hắn đã tận mắt nhìn thấy nó lớn lên hàng ngày, còn thân thiết hơn cả cháu ruột. Như vậy làm sao nhẫn tâm nói cho nó rằng nó bị hủy tư cách được trúc cơ. Cháu của ta thực sự vô vọng sao? Phải biết rằng sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa, cháu ta sẽ bỏ lỡ trúc cơ kỳ tốt nhất trong đời này căn bản là vô vọng tiến vào chúc cơ kỳ lần nữa giọng lão giả có vài phần thê lược khiến không ít những người ngồi đó phải trầm ngâm diệp sư đệ thật ra không phải là đã hết cách một lão giả có diện mục hơi âm trầm với chiếc mũi ưng dài đứng dậy an ủi diệp lão giả cái gì ngô sư huynh vẫn có biện pháp sao diệp lão giả vừa nghe tinh thần tươi tỉnh hẳn lên trong môn phái thì vị ngô sư huynh này vốn nổi danh túc trí đa mưu nói không chừng đúng là có biện pháp thật ngô lão giả mỉm cười vẫn không đáp mà quay ngược lại, cao giọng hỏi Trung Linh Đạo, xin hỏi trưởng môn, người mang thăng tiên lệnh có thuộc tính linh căn gì? Đã kiểm tra chưa, tư chất thế nào, hình như không tốt lắm, vương sư đệ, người đã tự mình mang người đến kiểm tra, người nói đi. Trung Linh Đạo nói với một người ở phía bên trái, vâng, trưởng môn sư huynh, một vị người trung niên dáng vẻ hơi xanh sao đứng lên, thản nhiên nói. Người này tuổi không lớn, bộ dáng khoảng 18-19 tuổi, Công pháp trụ cột là một thuộc tính sơ kỳ tầng thứ 9, thiếu mất tính kim của linh căn thuộc tính, thuộc về ngụy linh căn. Theo tổng thể phán đoán, người này tư chất tầm thường, nhưng chắc hẳn đã từng có kỳ ngộ, và cũng có thể đã chăm chỉ khổ luyện, nếu không thì căn bản không thể nào đạt tới được cảnh giới ngày hôm nay. Nếu hắn không gặp kỳ ngộ nào nữa thì cơ bản đời này nhiều lắm chỉ luyện tới tầng 11, 12 của công pháp trụ cột, không cách nào tiến tới được chút cơ kỳ cho dù có dùng một viên trúc cơ đan thì khả năng tiến nhập vào trúc cơ kỳ cũng chỉ là một phần trăm. Tốt, ngô lão giả còn chưa chờ vị vong sư đệ nói xong đã lớn tiếng cắt lời. Tốt cái gì, diệp lão giả không nhẫn nại được liền hỏi. Những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão giả họ ngô, chỉ có trung linh đạo hơi nhíu mày, trong lòng đoán được vài phần. Xin hỏi trưởng môn sư huynh, nếu là người ta chủ động không dùng trúc cơ đan thì có tính là chúng ta vi phạm lời hứa không? Lão giả họ ngô hỏi, đương nhiên, nhưng bất luận kẻ nào cũng đều không được phép dùng thủ đoạn uy hiếp và bắt buộc, nếu không thì danh tiếng của Hoàng Phong Quốc chúng ta sẽ bị hủy. Trung trưởng môn nhẹ nhàng nhắc nhở, ha ha, xin trưởng môn yên tâm, việc này là đương nhiên, lão giả họ ngô mỉm cười, sau đó quay đầu nói với Diệp lão giả. Diệp sư đệ, người không ngại hao tốn một ít đồ, mua chút cơ đan của hắn chứ. Phải biết rằng tư chất hắn thấp như vậy, xác suất sử dụng trúc cơ thành công thấp đến đáng thương, Hẳn là sẽ muốn đổi trúc cơ đan lấy thứ gì đó hữu dụng hơn. Ngô lão giả bộ dạng tràn đầy tự tin, "Chương 145, bất tốc chi khách, đúng vậy, Ngô sư huynh, thật sự là ý kiến hay." Diệp lão giả hai mắt sáng ngời, hưng phấn hẳn lên. Sau đó hắn quay đầu, giọng đầy hy vọng nói với trung linh đạo, "Trưởng môn sư huynh, có thể cho ta gặp người mang thăng tiên lệnh được không? Ta muốn giao dịch cùng hắn, tiến hành trao đổi để hắn chủ động buông trúc cơ đan." Trung linh đạo nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng. Nhưng lại dặn dò lão giả thêm lần nữa, không được dùng các thủ đoạn mua bán cường hành, rồi mới cho vị vương sư đệ kia đưa hắn đi gặp vị khách không mời đó. Lão giả và vương sư đệ ra khỏi đại điện, lập tức dùng pháp khí hình chiếc lá bay lên trời, hướng thẳng tới nghênh tân lâu của Hoàng Phong Cốc. Còn trong một căn phòng của nghênh tân lâu Hoàng Phong Cốc, một thanh niên đang nằm trên giường, nhìn nóc nhà đến xuất thần, hắn đúng là hàn lập theo những người thắng ở thăng tiên đại hội cùng tới Hoàng Phong Cốc. Lúc đầu, sau khi Hàn Lập giết chết hai người tu tiên đánh lén hắn, rồi vô tình đi thẳng tới Lam Châu Mỗ Sơn Lĩnh Bí Ẩn, tham gia thăng tiên đại hội, chính mắt thấy lôi đài tranh đấu so với lời của Hồ Bình cô còn thảm thiết hơn ba phần. Sau khi trải qua một phen sinh tử, các lôi đài đều có được người chiến thắng, lúc này người dẫn đường của bảy đại tiên phái rốt cuộc cũng hiện thân, mà người dẫn đường của Hoàng Phong Cốc chính là vị vương sư đệ kia. Hàn Lập sau khi thấy người dẫn đường của Hoàng Phong Cốc, cũng đã suy nghĩ rất kỹ xem có nên quyết tâm mạo hiểm thử một lần, cầm thăng tiên lệnh nộp cho vị dẫn đường này xem, khiến cho đối phương rất cực kỳ kinh ngạc. Đối phương lúc đó tỏ vẻ có thể đưa được Hàn Lập về môn phái, nhưng cụ thể sẽ xử lý hắn và thăng tiên lệnh thế nào thì phải do trưởng môn của bọn họ quyết định. Dù sao việc thu hồi thăng tiên lệnh cũng là việc đã xảy ra từ 4-500 năm trước. Hàn Lập đương nhiên sẽ không phản đối nếu không cứ để hắn tự mình đi tìm Hoàng Phong Cốc Sơn môn thì quả là khổ cực. Cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của các người thu tiên, Hàn Lập và 10 tên thắng trận ngồi trên một pháp khí to lớn hình một chiếc thuyền, cùng được vị dẫn đường Vương sư đệ này mang trở về Hoàng Phong Cốc, an bài hắn ở đây để hắn chờ đợi câu trả lời. Về phần 10 người bọn hắn cũng bị tách nhau ra, chẳng biết đã được đưa tới những đâu. Hàn Lập đợi ở đây cũng đã 3, 4 ngày, chẳng hề bước ra khỏi cửa phòng, chỉ có một gã sai vặt khoảng 11, 12 tuổi mỗi ngày đưa cơm tới, còn lại thì không hề gặp ai khác. Đó không phải vì sợ Hàn Lập không thành thật mà chỉ là do người dẫn đường họ vương kia an bài hắn tại đây để kiểm tra xác định thuộc tính của hắn cho chính xác. Bởi vì hắn không phải đệ tử Hoàng Phong Cốc cho nên cũng phải chịu một chút cấm pháp, tạm thời không thể ra khỏi phòng, nếu xúc động cấm pháp sẽ bị cấm pháp vây khốn. Nghe người dẫn đường họ vương nói như vậy, Hàn Lập tự nhiên không khỏi hồi hộp về trường hợp của mình. Hơn nữa, sau khi biết mình là tứ trúc thuộc tính ngụy Linh Căn thì tâm tình của hắn lập tức cũng trở nên bất an. Mặc dù Hàn Lập đã sớm biết tư chất tu tiên của mình thấp kém, nhưng khi chính tay mình nghe được như vậy thì cũng buồn bã, uể oải suốt một ngày. Xem ra, nếu hắn muốn có thu hoạch trên con đường tu tiên thì chỉ có cách lợi dụng các loại đan dược từ bên ngoài trợ giúp. Chỉ là sau khi trường xuân công của hắn tới tầng thứ 9, cảm thấy hiệu quả của Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàn giảm bớt rất nhiều, tác dụng trợ giúp giảm bớt rất nhiều so với trước kia. Xem ra phải tìm những loại kỳ hoa, dị thảo, điều chế những loại linh dược khác phù hợp với người tu tiên chân chính, lúc đó mới không làm chậm tiến độ tu hành của mình được. Hàn Lập đang có những suy nghĩ kỳ quái thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại không phải là của một người. Hàn Lập chấn chỉnh tinh thần, xem ra chờ đợi khổ sở đã nhiều ngày, rốt cuộc tin tức cũng tới. Tiểu Hữu ở chỗ này đã quen chưa? Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếp theo truyền đến thanh âm của người dẫn đường họ Vương, theo sau người này từ bên ngoài phòng đi vào còn có một vị lão giả mặt đỏ vương tiên sư khỏe chứ hàn lập bật người nhảy từ trên giường xuống cung kính thi lễ nói hắn hiểu rõ nhiều người dù không trách nhưng có thái độ cung kính một chút cũng chỉ tốt thêm cho hắn mà thôi vị này là hàn lập nhìn lão giả có chút nghi hoặc hỏi đây là sư huynh ta họ diệp vương sư để cười cười giải thích họ diệp hàn lập lấy làm kinh hãi chẳng lẽ việc hắn theo kim quang thượng nhân giết người đoạt lệnh đã bị bại lộ nên người diệp ra tìm tới sao nhìn sắc mặt lão giả này dù không được tốt nhưng cũng không có dáng vẻ nghiến răng hàn lập âm thầm suy tính nhưng ngoài mặt lại không hề lộ ra vẻ gì khác thường lập tức nghiêm giọng nói thì ra là diệp tiên sư lão giả đánh giá hàn lập từ trên xuống dưới một lần thấy hàn lập cực kỳ bình thường không có chỗ nào bất phàm càng cảm thấy khả năng thành công của cuộc gặp gỡ này tăng thêm vài phần vì vậy nghe hàn lập ân cần thăm hỏi thì cũng tươi cười nói ha ha hàn tiểu hữu không nên đa lễ nếu Tiểu Hữu đã cầm thăng tiên lệnh tới Hoàng Phong quốc chúng ta, vậy Tiểu Hữu chính là đệ tử bổn môn rồi. Cho nên cứ gọi ta là Diệp sư thúc, không nên khách khí như vậy. Hàn Lập vừa nghe lão giả nói xong, tâm tư trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, nhưng lại nổi lên vài phần nghi hoặc. Đối phương nói chuyện khách khí như vậy, xem ra không phải là muốn trả thù. Nhưng khách khí tới mức đó thì đúng là có chút quá đáng. Cái gì mà nói không phải là người ngoài? Hàn Lập cảm thấy đau cả đầu. Hàn Tiểu Hữu Diệp Sư Huynh nói không sai, trưởng môn bổn phái đã đồng ý cho tiểu hữu gia nhập bổn cốc, trở thành bổn môn đệ tử, cũng sắp cấp trúc cơ đan cho tiểu hữu sử dụng rồi. Vương Sư Đệ cười hì hì nói, thật chứ, cho dù Hàn Lập luôn trầm ổn, tỉnh táo nhưng nghe được tin này cũng không khỏi hưng phấn hẳn lên, hận không thể hoa tay múa chân vài cái để phát tiết kích động trong lòng. Thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, Vương Sư Đệ mỉm cười, cũng không thể hiện gì, tựa hồ như đã sớm đoán trước được biểu hiện của Hàn Lập. Vương Sư Đệ, ta muốn cùng Hàn Sư Điệt nói chuyện riêng một chút, người đi nghỉ một chút được không? Lão giả có chút không thể bình tĩnh được nữa, rốt cuộc cũng nói ra điều mà lão muốn nói ngay từ khi vừa bước vào trong phòng. Đương nhiên có thể, vậy Sư Đệ về trước, Sư Huynh và Hàn Sư Điệt nói chuyện xong thì cũng về nhé. Vương Sư Đệ âm thầm thở dài một hơi, liếc Hàn Lập một cái rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người là lão giả họ Diệp và Hàn Lập. Hàn Lập ngạc nhiên nhìn sự việc phát sinh trước mắt, tại sao vị họ vương đó nói đi là đi lại còn có một vị tự xưng là sư thúc muốn nói chuyện với mình mặc dù không biết vị diệp sư thúc này muốn gì nhưng hàn lập vẫn mơ hồ dự cảm thấy một tia bất ổn lão giả cũng thấy hàn lập bất an nhưng hắn không quan tâm hắn tin tưởng rằng mình có thể đề xuất ra cái gì đó chắc chắn là sẽ làm cho người trẻ tuổi còn chưa mấy kinh nghiệm đời này mở rộng tầm mắt khiến cho giao dịch của mình được hoàn thành thuận lợi hàn sư điệt sư thúc ta tính tình thẳng thắn cũng không muốn quanh co, ta nói thẳng luôn. Ta muốn mua chút cơ đan của sư điệt, chẳng biết ý sư điệt thế nào. Lão giả nói thẳng vào vấn đề, không ngờ lại muốn mua chút cơ đan của mình, mình không nghe nhầm đấy chứ. Ai lại đem chút cơ đan cho người khác bao giờ cơ chứ? Hàn Lập vừa nghe thấy vậy, bắt đầu sửng sốt nhưng tiếp đó thì sắc mặt đại biến, trở nên rất khó coi. Hàn Sư Điệt cứ yên tâm, ta sẽ không để chút cơ đan của Sư Điệt phải thiệt thòi đâu. Ta đang có 7, 8 khối linh thạch bậc trung, một ít sơ cấp linh phù bậc trung và vài pháp khí thượng hảo hạng. Sư thúc còn có một ít đan dược tinh tiến pháp lực, mặc dù không thể so sánh được với trúc cơ đan nhưng cũng là linh dược khó kiếm trong môn phái. Chỉ cần Hàn sư điệt đồng ý, tất cả đều có thể dùng để đổi lấy trúc cơ đan. Lão giả đương nhiên thấy ánh mắt Hàn Lập biến hóa, vội vàng giải thích. Hàn Lập nghe nói vậy, sắc mặt khá lên rất nhiều. Hắn cảm thấy trong lời nói đối phương có thành ý, tựa hồ như vị sư thúc này cũng không có ý định dùng sức mạnh chiếm đoạt mà thực sự muốn mua trúc cơ đan của mình. Chương 146, thành giao. Bất quá, trúc cơ đan tuy chưa chính mắt gặp qua nhưng giá trị và tầm quan trọng của nó thì Hàn Lập cũng đã được biết tới. Ngẫm lại trong Thăng Tiên Đại hội, có gần ngàn người tu tiên tại Lôi Đài tranh đấu đến sống chết cũng là vì cái gì? Chẳng phải là hơn phân nửa đều do sự hấp dẫn của trúc cơ đan sao? Mà lúc này vị Diệp sư thúc lại định dùng một chút linh thạch và pháp khí để hoán đổi, chẳng lẽ còn tưởng mình là một đứa trẻ vừa xuất sơn sao? Hàn lập âm thầm cười lạnh thầm nghĩ tất cả, nhưng ánh mắt lại mang vẻ cung kính tựa hồ đang chăm chú nghe đối phương nói chuyện. Diệp lão giả đối với biểu hiện của Hàn lập rất hài lòng, dù sao thì vái vị sư chất tương lai này khi nghe tới việc hoán đổi trúc cơ đan thì cũng không có cực tuyệt ra mặt xem ra thật sự còn có hy vọng trao đổi được. Ngay từ đầu, hắn cũng không định nói ngay việc trao đổi trúc cơ đan, bởi chỉ cần là người có chút tâm cơ cũng sẽ không thể đem vật chân quý như thế ra trao đổi được, hắn cũng chỉ là mới ném đá giỏ đường thôi nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương cũng không hẳn là không có thể thương lượng được làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần đối phương có ý định hoán đổi, lão tuyệt đối tự tin có thể thỏa mãn các yêu cầu của đối phương để đổi lấy viên trúc cơ đan, nghĩ tới đây nét cười trên mặt diệp lão giả lại càng đậm, lại như thấy bộ dáng của Hàn Lập trông thuận mắt hơn rất nhiều. Hàn Sư Điệt, nói vậy Sư Điệt chắc cũng biết bản thân Linh Căn là tứ Linh Căn trúc tính như vậy bằng tư chất của Sư Điệt dù có phục dụng trúc cơ đan thì hy vọng trúc cơ thành công cũng rất nhỏ nếu thật sự phục dụng trúc cơ đan thì tối đa sư chất cũng chỉ có thể làm pháp lực tinh tiến, công pháp tăng lên 2, 3 tầng mà thôi, như vậy thật quá lãng phí. Sư điệt không bằng ngươi đem vật ấy đổi lấy thật nhiều các thứ hữu dụng cho người đó chẳng phải là tuyệt vời sao, hơn nữa. Diệp lão giả bắt đầu nói thao thao bất tuyệt để dụ dỗ Hàn Lập. Mà Hàn Lập mặt ngoài tựa như đang chăm chú nghe vị Diệp sư thúc trường thiên đại luận nhưng trong lòng bắt đầu có sự tính toán không ngừng so sánh sự lợi hại trong vấn đề này. Nói thật ra, hắn cũng biết đối phương nói là sự thật, nếu chỉ là phục dụng một viên chúc cơ đan thì tỷ lệ thành công của mình thật sự là vô cùng nhỏ, nhưng là bắt Hàn Lập đem một viên chúc cơ đan này đi cho thì thật khiến hắn có chút không cam lòng, dù sao cơ hội không đến lần nữa, bất quá vẫn còn có thể có một chút hy vọng chúc cơ thành công hay không. Nhưng nếu không cấp chúc cơ đan cho vị diệp sư thúc này thì cuộc sống sau này sau này tại Hoàng Phong Cốc khẳng định sẽ không có kết quả tốt, 9 phần 10 sẽ vô cớ kết đoán với người này, hơn nữa nhìn đối phương dường như trong Hoàng Phong Cốc cũng có một ít thực quyền, như vậy nếu đắc tội sẽ càng khó khăn hơn. Diệp Sư Thúc, tại hạ có thể hỏi người muốn đổi viên trúc cơ đan này làm gì không? Với tu vi của Sư Thúc thì cũng không cần dùng vật ấy nữa mà. Hàn Lập suy nghĩ hồi lâu vẫn còn không hiểu được tại sao đối phương lại muốn trao đổi. Diệp Lão Giả tuy bị Hàn Lập cắt đứt chuyện đang nói nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn, nghe Hàn Lập hỏi tuy có chủ trừ một chút nhưng vẫn còn trả lời Hàn Lập. Nếu Hàn Sư Điệt đã hỏi, Sư Thúc cũng không muốn giấu giếm, viên trúc cơ đan này là để cho cháu của Diệp Mỗ phục dụng, mong sư chất có thể thành toàn cho hắn được không? Hàn Lập vừa nghe trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ. Cháu, vậy là quan hệ vô cùng thân cận, hơn nữa có thể làm cho vị sư thúc này hao tổn khí lực, không tiếc danh mà cúi đầu hướng một vị vãn bối mà xin hoán đổi trúc cơ đan, khẳng định là một vị chất tôn rất được sủng ái. Xem ra nếu không đổi thì chắc chắn sẽ chọc giận vị sư thúc này, vậy mình sống tại Hoàng Phong Cốc cũng đừng nghĩ tới việc an ổn mà sống, chỉ đành nhẫn nhịn đáp ứng đối phương, về phần phục dụng trúc cơ đan đành để về sau nghĩ biện pháp khác, hơn nữa bản thân còn sở hữu cái bình nhỏ thần kỳ chỉ cần có thời gian thì đan dược gì mà không thể phối chế ra được. Hàn Lập hiểu rõ lợi hại trong lòng liền có chủ ý, bất quá lại muốn làm cho đối phương phải xuất ra một cái giá lớn để trao đổi bởi vậy liền trên mặt liền làm ra vẻ u sầu, chán nản. Sư thúc không phải là vãn bối bất kính với trưởng bối, nhưng trúc cơ đan đối với sư chất cũng là trọng yếu vô cùng cho dù vãn bối tư chất kém một chút nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công sao. Nếu lần này buôn bỏ cơ hội trúc cơ thì vãn bối cả đời chắc sẽ khó lòng tiến thêm trên con đường tu chân. Lão giả nghe Hàn Lập nói xong, tâm lý không nhịn được có chút khinh thường thầm nghĩ, chỉ bằng tư chất của ngươi mà cũng muốn lo lắng về con đường tu chân, thật là không biết tự lượng sức. Nhưng ngoài mặt lão giả vẫn nhớ tới việc chính nên vừa khuyên giải lại vừa hứa hẹn rất nhiều, nhằm làm cho Hàn Lập hạ quyết tâm trao đổi trúc cơ đan với hắn. Hàn Lập nghe xong trong lòng không ngừng cười lớn, nhưng ngoài miệng lại lại nói ra những lời mềm yếu, làm cho lão giả càng thêm hưng phấn không ngừng đưa ra ngày càng nhiều các điều kiện. Sư Điệt, nếu ngươi có thể trao đổi chút cơ đan với với ta, thì các công việc tạp vụ của đệ tử làm trong cốc sư thúc có thể cho người tùy ý lựa chọn. Lão giả mắt thấy Hàn Lập sắp sửa đáp ứng liền tung ra một chiêu sát thủ cuối cùng. Tạp vụ, Hàn Lập ngây người nhìn hắn. Đúng vậy, phải biết rằng đệ tử cấp thấp của Hoàng Phong Cốc mỗi tháng đều phải hoàn thành nhất định một loại công tác được giao, ví dụ như đi giam đốc quán công tại quán tràng ở phường thị của Bổn Môn, nếu làm tốt sẽ được làm chấp sự đệ tử trong cốc trông coi một ít linh cầm dị thú, hay một ít linh căn kỳ dược bảy tám loại công tác khác nhau. Sau đó khi hoàn thành công tác cụ thể sẽ được môn nội cấp cho một ít linh thạch để thưởng công. Sư thúc ta chính là quản sự phụ trách các loại công tác trong cốc, cho nên nếu sư điệt thích loại công tác nào có thể nói với ta một câu ta sẽ thành toàn cho Diệp lão giả tại nơi này cũng là có vài phần đại quyền. Mà Hàn Lập nghe được nhưng lời này thì không thể thốt lên được nữa, xem ra vô luận tại nơi đâu đều sẽ có những người có quyền có chức mưu lợi tư, dù là một tu tiên đại phái như Hoàng Phong Quốc cũng không ngoại lệ. Bất quá đối phương vừa rồi đã nhắc tới công tác kỳ dược đã làm cho Hàn Lập rung động không thôi, cái công tác này chẳng phải đã cấp cho mình một cơ hội sao, hơn nữa đối phương lại cho mình không ít chỗ tốt, nếu như vẫn tiếp tục trì hoãn không đáp ứng sẽ làm đối phương có cảm giác mình quá tham lam, cũng chính là làm mất hình tượng tốt về mình trong mắt hắn. Nghĩ thông suốt, Hàn Lập làm bộ cuối cùng cũng đã chấp nhận, liền ủy khuất nói với lão giả. Nếu Diệp Sư Thúc đã nói thế nếu vãn bối vẫn không đáp ứng thì có vẻ không cho Sư Thúc chút thể diện nào, chỉ cần Sư Thúc thật sự có thể tín thủ điều kiện vừa nói vậy Sư Điệp liền đem chúc cơ đan được cấp dâng tặng cho vị cháu kia của Sư Thúc, hy vọng có thể chúc cơ thành công. Lão giả vừa nghe lời ấy vô cùng mừng rỡ, luôn miệng không ngừng nói. Sư điệt cứ yên tâm, sư thúc đã nói qua tuyệt đối sẽ giữ lời, nhưng chốc lát nữa khi gặp trưởng môn sư thúc thì những vật phẩm đã giao dịch có thể nói nhưng chuyện ta ngầm giúp ngươi làm việc thì tuyệt đối không nên đề cập tới. Hàn Lập nghe xong, liền cười cười, thích thú hồi đáp, về điểm ấy xin sư thúc yên tâm, vãn bối hiểu rõ sẽ không làm việc gì ngu ngốc. Lão giả nghe xong, mặt mày vô cùng hớn hở, rất hài lòng với thái độ nhu thuận của Hàn Lập. Chương 147, cốc nội tường tình. Diệp tính lão giả cùng Hàn Lập sau khi giao dịch xong, liền dùng pháp khí đưa hắn về nghị sự đại điện, hồi báo lại với trưởng môn trung linh đạo của Hoàng Phong Cốc. Không lâu sau, Hàn Lập đã đứng trước một thạch điện lớn cao mấy chục thước, tò mò đánh giá mấy đệ tử Hoàng Phong Cốc canh giữ ở trước cửa. Những người này pháp lực đều thâm hậu hơn Hàn Lập nhiều, thấp nhất cũng đã có công pháp cơ sở tầng thứ 10. Làm cho Hàn Lập không khỏi âm thầm than thở, đối với thực lực của môn phái tu tiên này càng có cái nhìn cao hơn hẳn. Diệp tính lão giả cùng hắn đến đó thì để Hàn Lập đứng ở ngoài điện, đợi trung trưởng môn triệu kiến, mà bản thân hắn thì đi vào trong. Điều này tạo nên tình cảnh xấu hổ Hàn Lập đứng đơn độc ở ngoài điện, làm cho Hàn Lập chửi thầm trong bụng một trận. May mà một lát sau, từ bên trong đi ra một người trung niên áo trắng, người này trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Lập, lạnh lùng nói theo ta vào, trưởng môn triệu kiến ngươi. Sau đó, tựa như không để ý tới phản ứng của Hàn Lập, liền quay người trở về. Hàn Lập âm thầm cười khổ một chút, Xem ra người tu tiên luyện khí kỳ tầng 9, căn bản đối phương không xem ra gì, ngay cả nó cũng không nói thêm một câu. Mặc dù trong lòng đối với người này rất là bất mãn, nhưng bản thân Hàn Lập rất rõ ràng cân lượng của mình tại đây, cho nên lập tức đi theo sát phía sau, đi vào đại điện. Liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn đều có đệ tử thủ vệ, Hàn Lập mới tới chỗ của trưởng môn Trung Linh Đạo Hoàng Phong Cốc, một vị trung niên trông như mới hơn 30 tuổi. Mà hai bên đại sảnh còn có hơn 10 người phục sức khác nhau đang ngồi. Khi Hàn Lập tiến vào, những người này hơi đánh giá Hàn Lập một chút, nhưng thấy Hàn Lập tướng mạo bình thường cũng không có chỗ nào hấp dẫn, cũng không có hứng thú đều rời tầm mắt đi chỗ khác. Mà Diệp Tính lão giả cùng vị vương sư đệ kia cũng ngồi ở trong đó. Tiểu Hữu gọi là Hàn Lập phải không? Trung trưởng môn nhàn nhã mở miệng hỏi, đúng vậy, đệ tử Hàn Lập, ra mắt trưởng môn. Hàn Lập thoạt nhìn rất thành khẩn tiến lên làm đại lễ tham bái. Không cần đa lễ, nếu tiểu hữu có thể đưa thăng tiên lệnh tới đây, Vậy bổn trưởng môn nhất định sẽ tuân thủ quy củ trước đây, đem tiểu hữu thu nhập môn hạ trung linh nói, nụ cười hòa ái như luồng gió xuân, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái. Mà Hàn Lập lại cảm thấy thân hình đang muốn cúi xuống, bị một luồng lực nhu hòa vô hình, nhẹ nhàng nâng lên, không cách nào tiếp tục tham bái nữa. Làm cho trong lòng hắn cả kinh, đối với vị trưởng môn này càng có thêm vài phần kính sợ. Theo lý thuyết, tiểu hữu ngoại trừ gia nhập bổn môn ra, còn có tư cách uống trúc cơ đan. Bất quá trước đó ta nghe diệp sư đệ nói tiểu hữu bỏ qua viên trúc cơ đan này mà để lại nó cho người khác có thật vậy chăng trung trưởng môn cũng không có nhiều lời thừa mà nói thẳng ra mục đích triệu hắn lên điện đúng vậy trưởng môn đệ tử cảm thấy tư chất thấp kém có uống trúc cơ đan này thật sự là quá xa xỉ vật chân quý như thế nên để cho vị sư huynh khác cần thiết hơn hàn lập sau khi nói xong những lời này trong lòng vẫn cảm thấy đau như cắt đây chính là trúc cơ đan không phải là loại đan dược mà mình vẫn hay uống thay ăn cơm. Nếu như một viên trúc cơ đan này lạc ra ngoài đáo tu tiên giới, không tạo nên một phen huyết phố tinh phong mới là lạ. Mà hắn mặc dù ỉ vào có cái bình thần bí, nhưng linh đan giống như trúc cơ đan, hàn lập đúng là không có bao nhiêu tin tưởng có thể hoàn toàn chế ra được. Làm cho những lời này của hắn hết sức không thật lòng. Hàn lập trong lòng rất là không nỡ, nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện ra bộ dáng hết sức cung kính nghe lời, làm cho đại đa số người trong điện đều có chút hài lòng. Tốt, Hàn Tiểu Hữu có thể nghĩ được như thế, bổn trưởng môn cũng cảm thấy vui mừng. Bất quá Tiểu Hữu cứ yên tâm, bổn trưởng môn cũng sẽ không để cho Tiểu Hữu hy sinh như vậy. Sau khi nói xong, Trung Linh Đạo quay đầu về phía Diệp Tính Lão giả nói. Diệp Sư Đệ, Hàn Tiểu Hữu đã nhượng lại chút cơ đan, sẽ cho cháu của Sư Đệ dùng, nhưng Sư Đệ cũng phải bồi thường tổn thất cho Tiểu Hữu cho tốt, nhất định phải làm cho người ta hài lòng mới được. Trung Linh Đạo nghiêm nghị nói, ha ha, trưởng môn xin cứ yên tâm, ta nhất định làm cho Hàn Sư Điệt hài lòng. Lão giả thấy chuyện này thật sự thuận lợi thành công như trong tưởng tượng, không khỏi vui mừng, luôn miệng đáp lại. Trung Linh đạo thấy bộ dáng của lão giả như vậy, trong lòng khẽ cười thầm. Khó xử lần này, có thể dễ dàng giải quyết lưỡng toàn kỳ Mỹ như thế, cũng làm cho Trung Đại trưởng môn thở ra một hơi. Chuyện trúc cơ đan cứ như vậy mà định, mà Hàn Tiểu Hữu từ hôm nay trở đi, chính là đệ tử bổn môn. Vương Sư Đệ, người hãy hàn bài cho ô ở của Hàn Sư Điệt, Thuận tiện nói một chút môn quy của bổn cốc, để cho hắn làm đệ tử truyền công tu hành trước, nếu có biểu hiện kiệt xuất sẽ có đề bạt. Trung linh đạo phân phó cho Vương sư đệ, Tuân Mệnh, trưởng môn. Vương sư đệ đứng lên, nghe lệnh nói. Vị Vương sư thúc này lập tức dẫn Hàn Lập hướng ra ngoài điện, cũng bắt đầu nói cho hắn biết quy củ trên dưới tại Hoàng Phong cốc cùng giới thiệu một vài thường thức. Hàn Lập dọc theo đường đi tập trung tinh thần lắng nghe, đối với hoàn cảnh tại Hoàng Phong cốc cũng đã có ít nhiều sơ bộ hiểu rõ. Hoàng Phong Cốc từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn một vạn đệ tử, trong đó đệ tử luyện khí kỳ chiếm hơn 90%, đệ tử trúc cơ kỳ chỉ có mấy trăm người mà thôi, những người này mới là lực lượng trung kiên của Hoàng Phong Cốc. Mà các đại cao thủ kết đan kỳ, cũng chỉ có mấy người, bọn họ cơ bản đều là bế quan trường niên, không hề hỏi đến chuyện trong cốc. Trừ phi có đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng Phong Cốc, nếu không ngay cả bản thân trung trưởng môn, bình thường cũng không thấy mặt những người này. Về phần tu sĩ cấp nguyên anh duy nhất trong cốc, chỉ có một vị sư thúc tổ của mấy người trung trưởng môn, nghe nói tuổi đã hơn 900, chẳng những một thân pháp lực sâu không lường được, đạo thuật thông huyền, lại có thể nguyên anh xuất khiếu, thần du vạn lý, quả thực là một vị thần tiên sống. Bất quá, lão đã sớm không có mặt ở trong cốc, mà cũng không có ở trong nước, mà là chu du các nước khác, ai cũng không biết khi nào mới có thể hồi cốc. Mà đệ tử luyện khí kỳ trong cốc đông đảo như thế, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều có cơ hội uống trúc cơ đan. Chỉ có đệ tử ưu tú nhất tư chất tốt nhất mới có thể có được vinh dự này. Cho nên cứ mỗi 10 năm, đệ tử trong cốc dưới 30 tuổi đều sẽ tiến hành một lần chọn lựa, độ cạnh tranh kịch liệt cũng không dưới thăng tiên đại hội ở bên ngoài. Trên cơ bản chỉ có kỳ tài tu tiên đạt tới công pháp cơ bản luyện đến tầng 11 thậm chí là tầng 12 mới có thể nổi trội lên trên cả, đạt được tư cách uống chúc cơ đan. Cứ như vậy nghiêm khắc tuyển ra mấy trăm đệ tử tốt nhất, sau khi uống chúc cơ đan, có thể thông qua chúc cơ tiến vào chúc cơ kỳ, cũng chỉ có hai ba chục người mà thôi. Còn số khác pháp lực chỉ tiến thêm một bước, đạt được công pháp cơ sở tinh tiến đến tột đỉnh mà thôi, cũng vẫn dừng lại tại luyện khí kỳ. Vì vậy rất tự nhiên, đệ tử trong cốc được phân ra làm ba tầng. Cấp thấp nhất chính là các đệ tử chưa từng được uống qua trúc cơ đan, những người này trong cốc là nhiều nhất, cũng là nhóm người có pháp lực thấp nhất. Những người này chẳng những bình thường phải làm tạp vụ nhiều nhất, thời gian tu luyện là ít nhất, hơn nữa là người có địa vị thấp nhất ở trong cốc, mặc dù bọn họ cũng có một cái tên gọi rất là khí thế, chấp sự đệ tử Địa vị so với bọn họ tốt hơn một chút là những đệ tử đã được dùng trúc cơ đan nhưng chưa tiến vào trúc cơ kỳ. Những người này công pháp cơ sở cơ bản đã tiến tới đỉnh điểm, pháp lực so với các chấp sự đệ tử mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có một vài công pháp trung cấp đơn giản bọn họ cũng có thể sử dụng, có chức trách trông coi các chấp sự đệ tử, bình thường được gọi là lĩnh sự đệ tử. Mà địa vị tối cao nhất, được đãi ngộ tốt nhất chính là các đệ tử có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Bọn họ được trời phú, mới có thể tính là người tu tiên chân chính là tu sĩ chân chính bước trên con đường tu tiên. Những người này sau khi trúc cơ thành công, sẽ được cho phép tìm nơi linh khí sung túc tại Thái Nhạc Sơn Mạch, để một mình tu luyện, có thể không cần chịu bất cứ tạp vụ gì, chỉ chuyên tâm tu luyện, hơn nữa hàng năm còn có thể được phát cho các loại vật liệu hy hi hữu cùng một lượng lớn linh thạch, để trợ giúp tốc độ tu luyện của bọn họ. Nghĩa vụ duy nhất của bọn họ chính là khi bổn môn gặp đại địch thì mới ra tay, không được kháng lệnh. Hoàng Phong cốc ngoại trừ những đệ tử này ra, còn có các quản sự có thực quyền chân chính thao túng trong phái. Các quản sự này đều sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, trải qua một thời gian tu luyện, tự biết vô vọng tiến vào kết đan kỳ. Bọn họ tự nguyện không tiếp tục tu luyện, mà nguyện ý phụ trách các sự việc trong cốc. Diệp tính lão giả cùng mười mấy người trong đại điện kia đều là quản sự như vậy. Nhưng thật ra nghiêm khắc mà nói, trung linh đạo vị trưởng môn này cũng là một gã quản sự cao cấp, chỉ là hắn phụ trách tổng thể các việc trong môn phái, là quản sự của các quản sự khác mà thôi chân chính quyết định đến sinh tử tồn vong của môn phái chính là các tu sĩ kết đan kỳ không để ý tới các sự việc bên ngoài chính là có sự tồn tại của bọn hắn mà tà ma ngoại đạo mới không dám tới tận cửa nhà hoàng phong cốc mới có thể trở thành một trong thất đại tiên phái cho đến nay nếu không hoàng phong cốc ở trong thất đại tiên phái sớm đã bị các yêu nhân pháp lực cao thâm diệt môn vô số lần rồi đương nhiên ngoài những nội dung đã nói cũng không phải là nguyên từ lời của vị vương sư thúc nói ra mà là Hàn Lập từ lời kể của đối phương cũng những suy đoán mà tổng kết ra. Điều này làm cho Hàn Lập đối với hoàn cảnh vị trí cùng địa vị của bản thân càng có nhận thức rõ ràng hơn, đối với cuộc sống của hắn sau này cùng với các đồng môn khác cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Chương 148, hội y lão giả. Vương sư thúc dẫn Hàn Lập đạp pháp khí hình lá, sau khi bay một thời gian thì tới một dạng núi xanh tốt rậm rạp, tới trước một quần thể phòng ốc đông đúc. Các căn phòng này được xây dựng bằng đá trông rất đơn sơ. Hơn nữa bên trong lại không có một bóng người, tựa hồ tất cả đều là phòng trống, điều này làm cho Hàn Lập có chút buồn bực. Không cần giật mình, các phòng này đích xác đều bỏ không. Nơi này lúc đầu vốn dành cho các đệ tử mới nhập môn ở, đợi khi pháp lực của bọn họ đã có thành tựu mới có thể ra ngoài tìm nơi khác ở. Mà hiện tại đung vào thời kỳ 10 năm luân chuyển, đệ tử mới cũng còn chưa nhập môn, cho nên tạm thời bỏ không Vương sư thúc thấy sự nghi hoặc của Hàn Lập, thản nhiên nói. Lúc này Hàn Lập mới hiểu ra, Vương sư thúc dẫn Hàn Lập đi lòng vòng một hồi làm cho Hàn Lập cảm thấy muốn choáng váng lên, thì mới dừng lại trước một căn nhà đá lớn hơn bình thường, rồi ngừng lại. Sau đó không cần giải thích gì với Hàn Lập, cao giọng hô lên. Lâm sư đệ, mở cửa phòng, ta đưa đệ tử mới tới, ra mà nhận đi. Vị vương sư thúc này vừa dứt lời, cửa phòng kéo kẹt một chút, tự động mở ra. Vương sư thúc thấy vậy, không chút do dự dẫn đầu đi vào, Hàn Lập sau khi hơi trù trừ một chút, thì cũng đi theo vào phòng chỉ thấy bên trong phòng khá rộng, so với hắn thấy từ bên ngoài, tựa hồ còn muốn lớn hơn vài phần, điều này làm cho Hàn Lập ngầm lấy làm kỳ, không biết là cái phòng này có động tay động chân gì vào hay không. Mà tình hình cụ thể bên trong phòng, chỉ cho Hàn Lập một cảm giác, đó chính là một chữ loạn. Đồ đạc tùm lum, đông một cái tây một cái, được quăng mỗi nơi một chút. Có chút quần áo, có chút binh khí đao kiếm, bất quá theo linh lực dao động ở trên binh khí xem ra, bọn chúng thật ra đều là các pháp khí được chế tác cũng không tệ. Trừ những vật này ra, bên trong phòng còn có một vài cái búa, sẻng công cụ thường ngày, trên đó cũng ánh lên linh khí, cũng là một loại pháp khí được luyện thành, làm cho Hàn Lập được một phen mở rộng tầm mắt, không biết những công cụ này khi sử dụng thì có công dụng thần kỳ gì. Chính giữa phòng, có một cái bàn bát tiên, mặt quay ra cửa phòng có một lão giả áo xám nhào nát đang ngồi. Lão giả này không để ý tới hai người Hàn Lập bước vào, mà đang chuyên tâm sử dụng một thanh tiểu đao tinh quang lập lè, đang điêu khắc một khối hoàng mộc lớn. Vương sư thúc thấy như vậy, hơi cao mày, nhưng lập tức sắc mặt khôi phục lại bình thường, cũng không có tiến lên quấy giày công việc của lão giả, mà trong phòng lấy ra một cái ghế, ngồi xuống đối diện lão giả, im lặng ngồi xem lão giả điêu khắc khối gỗ. Hàn lập thấy tình hình như vậy, trợn mắt mà nhìn, cũng không nói lời nào mà đến đứng sau lưng vương sư thúc mà chờ đợi. Lão giả áo xám tay động như bay, vụn gỗ từ ngón tay của hắn mà bay tung lên. Sau thời gian gần một chén trà, một con khỉ nhỏ trông rất sống động, đã xuất hiện trong tay của hắn. Lâm sư đệ điêu công mấy ngày không gặp, lại tăng tiến không ít. Vương sư thúc lúc này mới mỉm cười tán dương, không có gì, chỉ là nhàn rỗi vô sự, dùng để giết thời gian mà thôi. Nhưng thật ra vương sư huynh sao lại đến hàn xã, lão giả áo xám không thèm để ý nói, nhưng hai mắt cũng đã hướng về hàn lập, xem ra đã đoán ra ý định của hai người. Cũng không có đại sự gì, chỉ là dẫn đệ tử mới nhập cốc đến gặp sư đệ để nhận vật phẩm tùy thân, chính là vị hàn sư điệt này mà thôi hắn cười dài nói. Đệ tử mới của thăng tiên hội lần này không phải đã đến nhận rồi sao? Tại sao lại thêm một người nữa? Hơn nữa tư chất cũng quá kém. Chẳng lẽ trung trưởng môn của chúng ta tầm mắt lại trở nên thấp kém như thế, ngay cả những người soàng xính như vậy cũng nhận vào cốc. Lão giả áo xám không chút khách khí hàn lập đang đứng trước mặt mà nói thẳng ra, hơn nữa nghe ra khẩu khí đối với vị trung trưởng môn kia cũng không có cung kính. Hàn lập nghe nói thế, tự nhiên xấu hổ vô cùng, mà vương sư thúc cũng cười khổ không thôi hắn biết bởi vì chuyện năm đó vị lâm sư đệ này đối với đương kim trưởng môn sư huynh không mấy thiện cảm nhưng trước mặt vãn bối như hàn lập hắn sẽ ý chung không tiện nói qua lại với vị sư đệ này vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ho khan vài tiếng rồi chuyển vấn đề sư đệ vị hàn sư điệt này đã mang thăng tiên lệnh đến bái nhập hoàng phong cốc chúng ta xem như phá lệ thu nhập môn hạ cho nên về vấn đề tư chất cũng không quan trọng mấu chốt là bổn môn phải giữ lời hứa thăng tiên lệnh lão giả áo xám cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc đánh giá một lần nữa hàn lập hắc hắc nói như vậy tiểu tử này có cơ duyên lớn còn có thể uống trúc cơ đan lão giả lộ ra bộ dáng tiểu tử ngươi vận khí thật sự là quá tốt ha ha theo lý thuyết là như vậy nhưng hàn sư điệt cùng diệp sư huynh có giao dịch tự động bỏ qua trúc cơ đan vương sư thúc mỉm cười nói bỏ qua trúc cơ đan lão giả bắt đầu sửng sốt nhưng không biết vì sao thần sắc lập tức trở nên buồn bã, trầm mặc một hồi, sau đó lại mở miệng nói ra một câu làm cho Hàn Lập hết sức bất ngờ. Có thể bỏ qua cũng tốt, làm người nặng nhất chính là tự hiểu rõ bản thân, tuổi còn nhỏ đã có thể hiểu được đạo lý này, về điểm này có thể hơn ta nhiều. Ánh mắt lão giả áo xám vô cùng tịch liêu, ánh mắt lúc đầu nhìn Hàn Lập rất lạnh lùng, nay cũng thân thiết hơn một chút. Nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong lão giả nói những lời này, có chút khó hiểu, trong lòng hết sức phản đối. Cái gì bảo là phải tự hiểu rõ bản thân, đó là mình bị bức bất đắc dĩ, mới nhỏ máu trong lòng mà đem chút cơ đan nhường cho người khác. Nếu không như thế, ai mà chịu buông bỏ, Hàn Lập không nói gì trong nội tâm thì ôm oán, lão giả nọ đột nhiên nghiêm mặt lại đứng lên. Lão dùng hai tay, hướng ra bốn phái mà chộp mấy cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy vật phẩm, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cả quá trình làm cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Hoàng ti sa một cái, thanh diệp pháp khí một cái, công cụ tinh luyện thường ngày một bộ, liệt dương kiếm lãnh nguyệt đao mỗi thứ một cái, thập bội chữ vật lớn một cái lão giả lạnh lùng đem các món đồ trong tay niệm qua một lần, rồi đem tất cả để lên trên bàn. Vật đều ở đây, tiểu tử kia nhận đi, về phần vương sư huynh, nếu ngươi vội ta cũng không giữ lại. Thứ không thể tiến xa, nói xong, lão giả lại từ trong lòng lấy ra một khối gỗ, lại tiếp tục điêu khắc, không thèm để ý tới hai người. Vương sư thúc thấy vậy thở dài, không nói gì nữa, để cho hàn lập ôm lấy vật phẩm lui ra khỏi phòng khi hai người mới vừa ra khỏi nhà cánh cửa đã lập tức dầm một tiếng tự động đóng lại vương sư thúc nhìn cửa phòng đóng chặt khe khẽ lắc đầu chuẩn bị dẫn hàn lập rời khỏi nơi này ồ ngươi không cần đem nhiều đồ như vậy ôm vào trong lòng đưa chúng thu vào trong chữ vật lớn đi vương sư thúc mới vừa quay người lại thấy hàn lập ôm một đống lớn đồ vật ngơ ngác đứng ở bên cạnh mình bộ dáng ngây ngốc làm cho hắn không nhịn được có chút buồn cười liền lên tiếng nhắc nhỏ hàn lập sau khi nghe đối phương nói xong mới ngơ ngơ ngác ngác đem mớ đồ trong lòng để xuống đất, từ trong đó tìm ra một cái túi lớn màu đen. Cái này chính là thập bội chữ vật lớn hay sao? Hàn lập trong lòng có chút nghi hoặc, hắn cầm lấy túi này, nhìn cái miệng nhỏ hẹp, lại nhìn so sánh với một đống vật phẩm ở bên dưới, trong lúc nhất thời chủ trừ không biết làm sao đem những thứ này nhét vào trong túi. Người lần đầu tiên sử dụng túi chữ vật, ta sẽ làm trước một lần cho xem. Vương sư thúc cũng rất thân thiện, xem thấy hàn lập gãi đầu gãi tai, liền đưa tay cầm lấy cái túi chỉ cần miệng túi hướng về phía vật phẩm mà muốn thu vào sau đó nhập linh lực vào bên trong khóa vào vật phẩm có thể tự động hút vào vương sư thúc vừa nói vừa làm thử một lần chỉ thấy hắn đem cái miệng túi hướng xuống phía dưới bạch quang trong tay lóe lên một chút kết quả từ bên trong túi phun ra một luồng bạch quang lờ mờ đem tất cả vật phẩm nằm trên mặt đất thu vào bên trong cái độ vật này khi lọt vào trong bạch quang liền cấp tốc thu nhỏ lại đến một độ nhất định liền bị hút vào trong túi làm cho hàn lập ở một bên xem vừa mừng vừa sợ phương pháp muốn lấy vật phẩm ra cũng giống nhau quan trọng chỉ là tập trung linh lực muốn lấy vật phẩm ra là được vương sư thúc nói rồi đem cái túi trả lại cho hàn lập nhưng khi sử dụng túi chữ vật có mấy điều kiêng kỵ hàn sư điển nhất định phải nhớ kỹ vương sư thúc khoanh tay lại trịnh trọng nói hàn lập vừa nghe tự nhiên gật đầu lia lịa giống như gà con mốt thóc thứ nhất túi chữ vật đều có dung lượng cùng tần số thu nhỏ vật phẩm nhất định vật phẩm quá lớn hoặc thu vào trong túi quá nhiều vật phẩm, túi chữ vật sẽ mất đi hiệu lực, không cách nào có thể bỏ đồ vào nữa. Thứ hai, túi chữ vật không thể thu vật còn sống, nếu như đem sinh linh còn sống bỏ vào, thì chúng nó phải chết không thể nghi ngờ. Còn một điều nhỏ cần phải nhớ, đó là túi chữ vật cấp thấp không có công hiệu nhận chủ, ai cướp được túi chữ vật của ngươi, người đó sẽ có thể chiếm hữu tất cả những thứ ở trong đó. Cho nên không nên đem túi chữ vật theo bên người, trước mặt người tu tiên khác mà hiển lộ ra, mà bản thân phải cất giấu cho tốt, nếu không sẽ gánh lấy họa sát thân. Chương 149, Tạp vụ. Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Đồ vật nếu đã lĩnh xong, thì theo ta đi gặp truyền công đệ tử. Vương sư thúc sau khi nói xong, lại lần nữa dẫn Hàn Lập bay đi. Lần này khoảng cách bay đi gần hơn, trong chớp mắt đã hạ xuống chân núi phụ cận. Nơi này có một tòa lầu bằng đá lớn dựa vào núi, phía trước có tấm bảng đá viết ba chữ vàng truyền công Các mà ở phụ cận có mấy đệ tử còn trẻ ra ra vào vào có chút náo nhiệt vương sư thúc lần này không nói gì một đường đi thẳng vào hàn lập theo sát ở sau có vài đệ tử hiển nhiên biết vị vương sư thúc này không ngừng hướng tới thi lễ hỏi thăm vương sư thúc cũng mỉm cười gật đầu chào xem ra hắn tại hoàng phong cốc nhân duyên quả thật không tệ vào thạch lâu hàn lập mới có phát hiện ngoài ý muốn truyền công các này phần phía sau lại kéo dài sâu vào trong bụng núi bên trong cực kỳ rộng lớn sau khi đi vào thì thấy một loạt mấy cánh cửa đá mà đệ tử đi lại ra vào bên trong không ngớt. Hàn Lập đang muốn nhìn kỹ lại, thì Vương Sư Thúc đã đẩy cánh cửa phòng thứ ba, tự đi vào. Điều này làm cho Hàn Lập có chút do dự, không biết là có nên theo vào hay không. Tiến vào đây đi, Vương Sư Thúc không để cho Hàn Lập đợi lâu, chỉ một chốc đã xuất hiện ở cửa, gọi Hàn Lập vào. Người trong phòng cũng không nhiều lắm, chỉ có một vị đệ tử áo xanh cỡ 30 tuổi, cung kính đứng ở một bên Vương Sư Thúc sau khi nhìn thấy Hàn Lập tiến vào, thiện ý nhìn hắn cười cười. Đây là Ngô Phong chuyên phụ trách đệ tử công pháp mới. Sau này người có nghi vấn gì về công pháp, cứ thỉnh giáo hắn. Về mặt nắm giữ sơ cấp công pháp, Ngô Phong có thể nói là xếp hạng trong đồng lứa thuộc 10 người, người đứng đầu. Vương Sư Thúc trong lời nói, đối với người này cực kỳ khen ngợi. Xin Ngô Sư Huynh sau này chỉ giáo nhiều một chút, Hàn Lập cung kính nói, hắn rất rõ ràng, vị này chính là sư phụ công pháp thời gian tới trong tương lai của mình cũng không thể chậm trễ. Ha ha, sư thúc quá khen, thật ra ta cũng chỉ là hiểu chút bề ngoài của công pháp cấp thấp mà thôi, ta có thể cùng hàn sư để cùng luận bàn lĩnh ngộ là được rồi. Vị ngô sư huynh này rất khách khí nói, ngô sư điệt, công pháp của ngươi thế nào ta rất rõ ràng, không cần quá khiêm nhường. Vị hàn sư điệt về mặt công pháp cứ giao cho ngươi, ta hiện tại chỉ là dẫn hắn đến làm quen với ngươi thôi, sau đó phải dẫn hắn đi đến mấy chỗ khác nữa, cũng không thể ở đây với ngươi lâu. Vương sư thúc cũng rất dứt khoát, sau khi nói xong những lời này, liền cùng Hàn Lập chào vị Ngô sư huynh này rồi rời khỏi phòng. Trong thời gian kế tiếp, vị Vương sư thúc này làm tận chức trách đưa Hàn Lập đi tới mấy chỗ khác, cũng giới thiệu với mấy vị chấp sự đệ tử khác cho hắn biết, cũng kể cho hắn biết một số sự việc hàng ngày. Lúc này mới dẫn hắn về lại khu nhà đá của lão giả áo xám, cũng để cho hắn tùy ý chọn một căn phòng, lúc này mới để hắn lại một mình rồi trở về. Hàn Lập đứng ở trước căn nhà đá mình chọn, cười khổ đánh giá nơi đơn sơ này. Lúc này hắn biết, chỉ cần đệ tử có công pháp cơ sở luyện đến tầng thứ 10, là có thể rời khỏi nơi này, đến một nơi gọi là huyền khôn sơn. Ở nơi này, các đệ tử cũng tự do hơn nhiều. Chẳng những có thể tùy ý tự tạo chỗ ở của mình, mà đối với loại hình của phòng ở lớn bé thế nào cũng không hề hạn chế, làm cho Hàn Lập không khỏi mong mỏi. Bất quá, mặc dù công pháp còn chưa tới tầng 10, nhưng Hàn Lập cũng không có ý định ở lại nơi này lâu. Hắn đột nhiên cười nhẹ một chút, liền từ trong túi chữ vật lấy ra pháp khí thanh diệp dùng để phi hành sau đó truyền linh lực vào pháp khí hướng lên không trung mà ném lên lúc đầu hàn lập bởi vì không quen với vật này cho nên bay nghiêng bay ngửa lúc cao lúc thấp cực kỳ không ổn nhưng không sao hắn đã dễ dàng thuận tay cũng có thể giống như vị vương sư thúc kia chắp tay sau lưng tiêu sái bay tới bay lui pháp khí này tuy nói sử dụng dễ dàng điều khiển cũng đơn giản nhưng rất rõ ràng tốc độ cũng không phải là nhanh so với tuấn mã bình thường thì nhanh hơn một chút mà thôi cái này cũng khó trách đệ tử trong cốc nhiều như vậy tuy nói pháp khí thanh diệp kém một chút nhưng dù sao hàn lập cũng là lần đầu tiên phi hành trên không trung cho nên cũng rất hăng hái bừng bừng hồi lâu ha ha trong tiếng cười lớn hàn lập cuối cũng đã có thể khu động pháp khí bay đi các nơi khác dọc theo đường đi cũng gặp mấy vị đệ tử khác cũng đang phi hành có lẽ do khuôn mặt của hàn lập quá xa lạ cho nên mấy người đều tò mò nhìn hàn lập nhưng khi nhìn ra cảnh giới công pháp của hắn chỉ là tầng thứ 9, bọn họ đều khinh thường cách xa ra. Hàn Lập đều thấy cử động của những người này, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng. Xem ra đệ tử của đại phái tu tiên so với con người thế tục cũng không có gì khác nhau. Hàn Lập đang nghĩ ngợi thì đã tới trước một quần thể kiến trúc khá lớn, sau đó tới trước đại điện Bách Kỳ Đường mà hạ xuống đi vào. Trong điện một vị trung niên chấp sự sau khi nhìn thấy Hàn Lập tiến vào có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi hàn sư đệ người sao lại quay trở lại nhanh như vậy vương sư thúc đâu rồi đó là nơi mà khi nãy vị vương sư thúc đã dẫn hàn lập tới ra mắt vị chấp sự này cũng là mới vừa gặp mặt hàn lập cho nên khi thấy hắn quay lại nơi đây cũng rất kinh ngạc phu sư huynh vừa rồi ta tới nơi đây nghe nói nơi này là là nơi nhận công tác tạp vụ phải không hàn lập không trả lời ngay câu hỏi của đối phương mà cười hỏi ngược lại không sai đúng vậy chẳng lẽ sư đệ muốn nhận nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Hàn sư đệ là đệ tử mới nhập môn, theo quy định có thể có một tháng để làm quen với nội tình trong cốc, sau đó mới nhận công tác cũng không muộn. Không cần phải gấp như thế, chấp sự kinh ngạc nói, ha ha, không sao đâu, ta hiện tại cũng muốn tìm việc để làm, không biết công tác trồng trọt có thiếu người hay không. Hàn lập mỉm cười, cái này cũng khó, các đệ tử khi nhận nhiệm vụ, đều được phân phối công tác, muốn làm cái gì, cũng không đơn giản, trừ khi có thể chứng minh bản thân có kinh nghiệm về mặt đó, mới có thể được chiếu cố. Người chấp sự này hơi khó khăn nói, Hàn Lập vừa nghe, đã cau mày xuống, chẳng lẽ thật phải đi tìm vị diệp sư thúc kia mới được sao? Không sao, công tác trồng trọt kia, cứ để cho vị Hàn sư điệt này tùy ý chọn lựa là được. Một thanh âm Hàn Lập có chút quen tai từ phía sau truyền tới, làm cho Hàn Lập giật mình quay đầu lại nhìn, là vị diệp tính lão giả kia không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau. Đang mỉm cười nhìn Hàn Lập, Đường chủ đã trở về, Trung niên chấp sự vừa thấy lão giả, lập tức cung kính thi lễ. "Ừm, đã trở về." Lão giả nói, "Diệp sư thúc." Hàn Lập cũng vội vàng cung kính thi lễ. "Ha ha, Hàn sư điệt tới cũng thật mau, ta cũng chuẩn bị đến nơi đây để giao phó cho người dưới tay để cho sư điệt tùy ý chọn lựa công tác." Vị Diệp sư thúc này thoạt nhìn tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói, "Làm phiền sư thúc quá, ta cũng là tùy ý chạy đến đây xem qua một chút mà thôi." xem thử có thể không phiền tới sư thúc mà có thể tìm được một nhiệm vụ thích hợp hay không. Hàn lập tựa hồ rất xấu hổ nói, nơi này chính là do ta định đoạt, có cái gì phiền đâu. Vu chấp sự, đưa các loại công tác trồng trọt ra, để cho Hàn sư điệt chọn cho hài lòng mới thôi. Lão giả rất hào phóng vung tay lên, ý bảo vị thuộc hạ này cứ theo lệnh mà làm việc. Vị vu chấp sự này bị những lời này làm cho trợn mắt há hốc mồm, sau khi nhìn thật kỹ hàn lập, mới vội vàng đi tìm trúc giản ghi lại các loại công tác tạp vụ trong lòng không khỏi thầm đoán hàn lập cùng cấp trên của mình có quan hệ gì. Từ trên xuống dưới là các loại công tác trồng trọt, đều ở chỗ này. Hàn sư để cứ xem qua đi, vu chấp sự một tỷ khối trúc giản màu xanh rất nhanh đã trở lại. Hàn lập sau khi cảm tạ, tiếp nhận lấy trúc giản mà chăm chú xem. Chăm sóc ngũ hoa thụ 13 cây, hàng năm giao nộp 200 quả. Chăm sóc một gốc hỏa vân sâm 300 năm, cam đoan không mất linh tính. Chăm sóc thực nguyệt mai thảo một mẫu, mỗi kỳ giao nộp 100 cân chăm sóc rừng Hoàng Ngọc Trúc, công tác trồng trò trên Trúc Giản rất nhiều, quả thật không ít. Nhưng hầu hết đều không lọt vào mắt của Hàn Lập, đến khoảng giữa Trúc Giản, một công tác làm cho Hàn Lập rất hài lòng mới xuất hiện. chương 150, Hối Nặc, tiếp quản một tòa bách dược viên tại Thanh Thạch Lĩnh, hàng năm giao đủ số lượng dược thảo quy định. Vừa thấy mấy chữ trên Trúc Giản, Hàn Lập trong lòng mừng rỡ. Vì vậy đưa tay chỉ lên Trúc Giản, ngẩng đầu nói với chấp sự, công tác này khá đúng ý ta, vu sư huynh có thể giao cho ta không? Sau khi nghe Hàn Lập nói xong, vu chấp sự cười nhìn lại. Nhưng sau khi thấy rõ công việc mà Hàn Lập lựa chọn, vẻ vui vẻ trên mặt lập tức biến thành vẻ cười khổ. Sư đệ, nên đổi hạng mục công việc khác đi, nhiệm vụ tiếp quản vườn thú ốc này rất là khó, không thích hợp cho sư đệ làm đâu. vu chấp sự rất thành khẩn nói, nhưng thấy Hàn Lập bộ dáng có chút khó hiểu, liền giải thích. Nhiệm vụ này từ mấy năm trước đã nằm ở chỗ này, cũng đã có rất nhiều người tiếp nhận nhưng cuối cùng đều phải trả lại. Bọn họ chẳng những không được thưởng, ngược lại còn bị phạt không ít linh thạch, có thể nói là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Mặt khác không sợ Hàn sư đệ chê cười, hàng năm ta cũng phải hỗ trợ cho sư huynh đệ rất nhiều, mới có thể tạm hoàn thành công tác này. Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là thầm trong bụng. Cũng không định bỏ qua, cho nên rất quan tâm mở miệng thỉnh giáo sư huynh có thể nói công tác này rốt cuộc là khó ở chỗ nào, làm sao mà nhiều sư huynh như vậy cũng không thể hoàn thành hay không? Không phải chỉ là quản lý vườn dược thảo thôi sao, có gì khó khăn đâu, chẳng lẽ sư điệt chọn chính là nhiệm vụ dược viên của mã sư huynh? Diệp tính lão giả ở một bên, sau khi nghe hai người nói chuyện với nhau, không đợi trung niên chấp sự trả lời, đã nhíu mày thốt lên nói. Cũng không hẳn, Hàn sư đệ đang muốn tìm hiểu cái nhiệm vụ siêu khó của mã sư bá trung niên chấp sự bộ dáng cười mà không phải là cười. Lão giả sau khi nghe vậy ánh mắt cũng biến thành như cười mà không phải cười. Ha ha, Hàn sư đệ thật sự có thể chọn, dĩ nhiên xem qua thì cũng là công tác phiền phức nhất ở đây. Bất quá, công tác thật sự là rất đau đầu, đã có mấy người bị bức tiếp nhận nhiệm vụ này, đã gặp ta mà kêu khổ. Nhưng bởi vì mã sư huynh không chịu dễ dàng sửa đổi điều kiện thưởng phạt, ta cũng không có biện pháp. Nếu như Hàn Sư điệp muốn biết rõ chi tiết tình huống của công việc này, có thể theo ta vào bên trong điện để xem số ghi chép, cái này tốt hơn là dùng miệng để nói nhiều. Vị diệp đường chủ bách ghi đường này không biết tại sao, đối với Hàn Lập bộ dáng rất hào sảng, mở cửa dẫn hắn vào điện. Hàn Lập âm thầm hơi cau mày lại, vị diệp sư thúc này cũng có chút quá nhiệt tình. Tuy nói mình đem chút cơ đan nhượng cho đối phương, nhưng bề ngoài xem ra cũng là giao dịch ngang hàng, không thể vì vậy mà đối với mình thân thiết như vậy. Trong lòng đè nén sự nghi hoặc lại, Hàn Lập làm ra bộ dáng ngơ ngác, đi theo lão giả mà vào một căn phòng ở trong điện, bên trong phòng này chứa đầy các hình các dạng quyển trục. Lão giả ở bên trong phòng lấy trúc giản khe khẽ vung lên, sau đó thanh quang chợt lóe, một quyển trục tự động bay đến trong tay, tiếp theo lão chuyển tay đưa quyển trục này cho Hàn Lập. Nếu chuyện cũng đã đến bước này, Hàn Lập cũng không khách khí tiếp nhận lấy quyển trục, dở ra mà xem. Nội dung của quyển trục cũng không nhiều, chỉ ghi lại kinh nghiệm của các đệ tử đã từng trông coi dược viên, cùng giải thích nguyên nhân thất bại với bọn họ. Cho nên Hàn Lập xem qua rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đem nội dung cùng sự khó khăn của hạng mục này hiểu rõ 7, 8 phần. Thế nào, có muốn đổi nhiệm vụ khác không? Công việc này tuy là thường rất nhiều, nhưng đích xác là không phải đệ tử bình thường có thể hoàn thành được, vị Diệp sư thúc này ra vẻ rất quan tâm nói. Hàn Lập sau khi nghe xong trầm ngâm hồi lâu, rồi quyết đoán lắc đầu nói, "Đa tạ Diệp sư thúc. Bất quá công tác rất đúng với khẩu vị của ta, không cần đổi nhiệm vụ nào khác nữa." Cứ chọn nó đi. Lão giả sau khi nghe Hàn Lập nói rất kiên quyết, cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn cũng không lập tức đưa Hàn Lập rời khỏi phòng, mà sau khi do dự một hồi, có chút mất tự nhiên nói ra một câu. "Hàn sư điệt, lần trước chúng ta giao dịch trúc cơ đan, một phần vật phẩm giao dịch có thể tạm hoãn lại hay không? Sư thúc ta gần đây đang muốn luyện một lô hợp khí đan, nên thật sự có chút thiếu thốn, sợ rằng không đủ." "Bất quá sư điệt cứ yên tâm." chỉ cần trong vòng một năm sư thúc sẽ giao đủ toàn bộ các vật phẩm hàn lập vừa nghe lời ấy mới đầu sửng sốt một chút nhưng lập tức nở nụ cười diệp sư thúc nói làm gì đâu nếu sư thúc không tiện như vậy có thể đưa bao nhiêu thì đưa cần gì phải nói chuyện sau này trả lại cái này coi như là vãn bố hiếu kính đối với sư thúc hàn lập cảm giác mình hiện tại thật sự là dối trá tới cực điểm rõ ràng trong lòng rất buồn bực vạn phần thống hận đối phương hủy ước nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười, cười nói để cho đối phương cao hứng. Cái này thật sự là bi ai cho thân phân của kẻ yếu. Hắn khổ sở thầm nghĩ, sư điệt nói lời này có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ tưởng rằng lão phu là cái loại hối ước không thủ tín đó sao? Lão phu đã đáp ứng cái gì vói sư điệt tuyệt sẽ không thiếu một chút diệp tính lão giả sau khi nghe xong hàn lập nói, chẳng những không cao hứng, ngược lại nghiêm mặt lại, lộ ra bộ dáng ta là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không phải loại người tiểu nhân. Hàn lập vốn lúc đầu miễn cưỡng duy trì sự tươi cười, nay nghe đến đó tức giận cơ hồ sẽ bùng nổ ra. Vị trưởng bối này ra mặt thật quá dày, rõ ràng bổn ý chính là muốn đổi ý bất lại vật phẩm, nhưng lại làm ra vẻ mặt thủ tín giả dối, thật sự là ngụy quân tử điển hình. Hàn lập trong lòng không ngừng nhẫn nại, không ngừng thầm mắng chửi. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt sau một thoáng kềm hãm, đã trở lại ánh mắt tự nhiên thành khẩn, dùng một kiểu nói mà chính bản thân mình nghe tớm tiếp tục nói. Diệp sư thúc hiểu lầm vãn bối rồi, thật ra sư điệt cũng cảm giác được, bản thân mới vào bổn môn, có nhiều đồ như vậy đối với vãn bối là quá xa xỉ. Cho nên đại đa số các vật phẩm này, cứ tạm để ở chỗ của sư thúc là được rồi, vãn bối căn bản tạm thời không cần dùng. Sau khi nghe được Hàn Lập nói ra những lời khẩu thị tâm phi này, Diệp tính lão giả thần sắc mới hòa hoãn xuống, khẽ vuốt cầm nói, Hàn Sư Điệt những lời này cũng có chút đạo lý. Đệ tử mới nếu như quá nhờ vả vào, vào vật ngoài thân, đích xác đối với việc tu hành của ngươi sẽ không hay. Cứ làm theo như lời ngươi nói đi, đem một phần vật phẩm để ở nơi ta nếu sau này cần thì cứ việc tới lấy vậy thì cực cho diệp sư thúc rồi hàn lập cố gắng cười trong lòng lại một lần nữa cố gắng an ủi bản thân đây chỉ là vật ngoài thân hiện tại không nên đắc tội với lão giả trước mặt đợi sau này có cơ hội sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời ha ha cái này không tính là gì chúng ta cũng nên ra ngoài thôi lão giả tâm tình tựa hồ đã tốt hơn nhiều mà chuyện kế tiếp cũng dễ dàng xử lý dưới sự hỗ trợ của vị Diệp Sư Thúc, Hàn Lập cực kỳ thuận lợi hoàn tất thủ tục, nhận lấy ngọc bài tượng trưng cho công tác đã tiếp nhận. Sau đó dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của chấp sự, đã đi tới Bách Dược Viên tại Kim Phù lính Diệp tính lão giả đứng ở trước điện Bách Kỳ Đường, nhìn thân ảnh Hàn Lập dần dần bay đi xa, sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Diệp sư đệ tâm địa hình như có chút mềm yếu, một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, không phải vấn đề tâm địa mềm hay không mềm, mà là cảm giác thấy dùng thủ đoạn như vậy để đối phó một đệ tử mới nhập môn, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa vị hàn sư điệt này có nói ra ngoài hay không, hay là ngầm tố cáo với trưởng môn. Lão giả cũng không quay đầu lại nói, nhưng trong lời nói mơ hồ có ý lo lắng. Hắc hắc, tố cáo, người phía sau nở nụ cười lạnh, thì sao, ngô sư huynh không lo lắng sao? Diệp tính lão giả rốt cục cũng xoay người lại, nói với vị ngô sư huynh mặt mày âm trầm ở phía sau. Có cái gì mà phải lo lắng? Tiểu tử này không phải rất tự giác làm theo những gì chúng ta an bài sao, còn nói đem những vật phẩm đó gửi ở chỗ ngươi nữa. Cũng không phải đã nói là không trả cho hắn, mà chỉ là tạm thời giữ cho hắn mà thôi. Hắn có gì để đi tố cáo? Ngô sư huynh điềm nhiên nói. Bất quá, đối với tiểu tử này ta cũng có chút thích thú. Tuổi còn trẻ mà đã hiểu được đạo tiến thối như thế, thật không đơn giản. Nếu không phải tư chất ngụy linh căn thân quá kém, ta còn thật có ý nghĩ muốn thu hắn làm môn hạ. Ngô sư huynh nói tiếp, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Cũng may là người này không phải là người có đầu óc thiền cận, nếu không phải dùng thủ pháp khác, như vậy thì phiền phức hơn nhiều. Diệp tính lão giả chậm rãi nói, được rồi, tiểu tử này cũng không có gì phải lo lắng. Người và ta có muốn bóp chết hắn cũng chỉ như là bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng thật ra Diệp sư đệ lần này không cần đại phá tiền tài, cũng đừng quên việc đã nói trước đây nhé ngô sư huynh đột nhiên chuyển sang đề tài khác ta sẽ không quên đâu hợp khí đan này khi xuất lò sẽ phân cho ngươi một nửa khụ nói thật nếu không phải để hỗ trợ cho quá trình trúc cơ của cháu ta cũng cần phải có một lượng đan dược chân quý để hỗ trợ ta còn thật sẽ không làm mặt dày đi làm trò đó với hậu bối như vậy đâu diệp tính lão giả khẽ lắc lắc đầu bộ dáng khó giữ được sự chính trực ngô tính lão giả nghe nói thế lại mỉm cười không nói trong lòng vạn phần đắc ý thầm nghĩ Vị Diệp sư đệ này nếu đã làm ra chuyện này, vậy coi như là đã rơi vào sự khống chế của mình, sau này trong khi nghị sự, không phải là phải nghiêng về phía mình sao. chương 151, Bách Dược Viên, Hàn Lập mặc dù không biết khi mình vừa đi, vị Diệp sư thúc kia cùng mô tính lão giả nói chuyện với nhau như vậy, nhưng cũng cảm thấy bực mình vô cùng. Từ khi hắn trải qua chuyện mặc đại phu, giống như biết rõ phía trước là một cái hố to mà bản thân không thể nhảy qua được, thật đúng là đi đâu cũng gặp, Điều này làm cho Hàn Lập ảo não vô cùng, bất quá hắn càng khẳng định thêm quan điểm tu tiên giới là nơi cá lớn nuốt cá bé. Sau này cần phải quay lại nơi này, nghĩ tới đây, Hàn Lập cười lạnh một chút, hắn sau này nhất định sẽ làm cho vị Diệp Sư Thúc biết, bản thân mình không dễ dàng bị nuốt trôi như vậy. Hắn đứng trên mặt đất nhìn ra xa xa, lúc này vu chấp sự đã quay trở về Bách Kỳ Đường, bởi vì phía trước cách đó không xa chính là Bách Dược Viên, đó là một khu vựa nằm giữa hai ngọn núi, còn bị chủ nhân Dược Viên hạ một vài cấm chế, để ngừa người ngoài xông vào. Hàn lập đi một đoạn ngắn, liền đụng vào một cấm chế, bị một mảng bạch quang ngăn trở. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, dơ lên một khối ngọc bài, nhất thời từ trên ngọc bài phóng ra một đạo lục quang, phóng vào cấm chế, sau đó hàn lập kiên nhẫn chờ đợi. Tiến vào đây đi, một thanh âm khô khan từ bên trong chuyển đến, vang lên như là ngay ở bên tai hàn lập. Tiếp theo đó cấm chế trước mắt, như băng tuyết tan giã tất cả đều biến mất. Thấy như vậy, hàn lập không dám chậm trễ bước nhanh vào đi theo một lối đi nhỏ hàn lập ngừng lại trước một khu nhà khá lớn trên có có tấm biển bách dược viên người còn chưa tiến vào bên trong một mùi thuốc nồng đậm đã từ bên trong truyền ra làm cho hàn lập tinh thần phấn chấn đứng ngốc ra ở bên ngoài để làm chi nhanh nhanh tiến vào đây ta còn có việc phải ra ngoài hàn lập ngẩn ra nhưng lập tức nghe theo lời mà đi vào vào bên trong hàn lập mới chính thức thấy rõ tình hình bên trong vườn có một ngôi nhà cỏ được dựng bằng cây trúc cùng cỏ khô nằm ở giữa vườn, bốn phía được phân chia thành từng khối vuông vắn bố trí chỉnh tề. Mỗi khối bên trong đều trồng đủ loại, rất nhiều loại thảo dược Hàn Lập quen thuộc hoặc xa lạ, cũng có một ít thực vật cực kỳ quái lạ, làm cho cả bên trong vườn linh khí lan tỏa, cho dù Hàn Lập là người tu tiên khi hít sâu một hơi cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. "Vào trong phòng đi." Chủ nhân của thanh âm nọ thấy hắn cứ đứng ở ngoài đó, có chút không nhẫn nại. Hàn Lập thản nhiên cười, không thèm để ý đi vào bên trong phòng. Trong phòng có một lão đầu gầy gò đang đứng, bất mãn nhìn hàn lập mới vừa vào, lão nhân này từ bề ngoài xem ra ước chừng cỡ 50 tuổi, để hai tròm dâu nhỏ, đôi mắt nhỏ có chút mờ mờ đang xoay chuyển. Thoạt nhìn đã thấy đây là người linh hoạt, nhanh nhẹn. Người chính là đệ tử trông coi vườn mới do Becky đường phái tới sao. Cũng có chút hơi trẻ, công lực lại kém như vậy. Tên họ Diệp có phải muốn chọc tức ta sao? Sao lại lần nào phái người tới cũng như vậy? Lão đầu gầy gò vừa thấy bộ dáng của hàn lập, Sắc mặt trầm xuống, muốn phát hỏa. Đệ tử Hàn Lập, ra mắt mã sư bá, Hàn Lập sớm đã từ trong quyển trục biết rõ tính tình cổ quái của lão đầu, bởi vậy cũng không có giật mình, tiến lên thi lễ. "Hừ, người biết hoàn thành không được nhiệm vụ sẽ bị phạt nặng không? Người bây giờ trở về, bảo vị Diệp sư đệ kia phái người khác tới, vẫn còn kịp." Lão đầu có vẻ xem thường, hầm hừ nói, "Có phải là quy mô của dược viên phải duy trì không đổi?" không thể để dược thảo chết mỗi tháng phải giao nộp một số lượng thảo dược nhất định nếu là như vậy vãn bối cũng có chút tin tưởng hàn lập bình tĩnh nói nghe xong hàn lập nói lão đầu có chút ngoài ý muốn xem ra hàn lập nói tràn đầy sự tự tin hắn cũng là lần đầu gặp được hắn không khỏi đánh giá lại hàn lập nhưng trong mắt vẻ hoài nghi vẫn không có giảm bớt ngươi theo ta tới đây lão đầu đột nhiên lạnh lùng nói sau đó đi ra khỏi phòng hàn lập điềm nhiên đi theo phía sau số thảo dược này ngươi có thể nhận ra bao nhiêu? Lão đầu chỉ vào khu vườn đầy hoa cỏ, liếc nhìn Hàn Lập nói. Một phần mười Hàn Lập sau khi nhìn lướt qua, nhẹ nhàng nói. Sau khi nghe xong những lời này của Hàn Lập, lão đầu sửng sốt một chút, nhưng lập tức cười lạnh nói. Tiểu tử kia, ngươi thật có thể nhận biết một phần mười số dược thảo này, ta sẽ đem vườn giao cho ngươi quản lý, không nói gì nữa. Sau khi nghe đối phương nói những lời này, Hàn Lập mỉm cười, bước tới bên cạnh lão đầu. Tử dạ hoa, hoàng cầu thảo bạch hạc chi vọng nguyệt thảo hàn lập vừa bước từ từ trong vườn vừa tùy ý đem những dược thảo mà mình biết gọi tên ra lão đầu lúc đầu ánh mắt còn có vẻ cười cợt nhưng sau khi nghe trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hàn lập kể ra được rất nhiều tên dược thảo phi thường hiếm có số thậm chí bản thân hắn cũng mất rất nhiều công sức mới có thể hiểu rõ ràng công hiệu điều này làm cho hắn càng cảm thấy ngoài ý muốn đủ rồi sau khi hàn lập vừa mới nói được một số nhỏ lão đầu đã lên tiếng quá tốt xem ra cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc dược phiên này tạm thời giao cho ngươi quản lý đây là lệnh bài cấm chế nơi này cẩn thận nhận lấy trên nét mặt già nua lộ ra vẻ hài lòng từ trên người lấy ra một khối mục bài màu xanh biếc ném cho hàn lập bên trong phòng có thảo dược năm rồi ta tâm đắc bồi dưỡng ngươi cũng phải chăm sóc cho tốt dù sao đại đa số dược thảo ngươi cũng chưa dành lắm đừng để cho chúng nó chết lão giả sờ sờ tròm dâu dặn dò đa tạ sư bá nhắc nhở đệ tử sẽ nhớ rõ hàn lập cung kính nói khổ hy vọng năng lực của ngươi có thể tốt như là miệng của ngươi như vậy ta cũng có thể được giải thoát khỏi các dược viên này không cần làm chậm chế việc tu hành của lão phu nữa dược viên này là khu vực riêng của lão phu cho nên thật có thể đảm nhiệm công tác này mà nói lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi nhưng cũng phải nói trước nếu như không không làm được như lời vừa nói thì sớm lo mà cút đi để đổi người khác hiểu chưa lão đầu nghiêm khắc nói hàn lập nghe xong lời nói không khách khí của đối phương chẳng những không tức giận, ngược lại còn thấy hào cảm. Cảm giác được lão đầu này so với vị diệp sư thúc kia mạnh hơn nhiều, tối thiểu đối phương cũng không phải là loại tiểu nhân ngụy quân tử. Vì vậy, vội vàng gật đầu, sau khi giao phó một số điều cần chú ý trong khi quản lý vườn, lão đầu mới trở lại bên trong phòng vội vã thu thập một chút, rồi không quay đầu lại mà rời khỏi dược viên, bay thẳng lên trời mà đi. Hàn lập sau khi nhìn vị mã sư bá này đi xa, rồi vào trong phòng sắp xếp lại, biến nó thành nơi ở của mình bởi vì lục đục cả ngày không nghỉ cho nên cho dù hàn lập là người tu tiên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi liền bò lên trên giường mà lăn ra ngủ đối với hắn mà nói cho dù bên ngoài có chuyện gì sắp phát sinh cũng phải chờ hắn sau khi tinh thần đầy đủ rồi mới đi giải quyết cũng không muộn mà lúc này sắc trời cũng đã tối rồi ngày đầu tiên hàn lập làm đệ tử mới tại hoàng phong cốc cứ như vậy mà trôi qua vào ngày thứ hai hàn lập tinh thần tỉnh táo tỉnh giấc sự tính toán mới trên con đường tu tiên sắp tới mới chính thức bắt đầu trong cuộc sống kế tiếp, Hàn Lập ban ngày nghiên cứu kinh nghiệm và bút ký lão giả lưu lại, ban đêm len lén đem cái bình thần bí kia chôn ở trong một góc của dược viên, mặt trên còn lấy pháp bảo tàn phiến đã mua với giá khá cao che lên trên để che giấu những dấu hiệu thu nạp linh khí kinh người của nó. Cứ như vậy, linh khí ở đây ngoại từ đậm đặc hơn các nơi khác một chút, quả nhiên cũng không có ảnh hưởng gì đến người khác, làm cho Hàn Lập âm thầm thở phào cũng yên tâm về chuyện này. Mà vị diệp sư thúc kia, mấy ngày sau mang theo vật trao đổi lấy chút cơ đan, tìm đến Hàn Lập. Cũng chỉ đưa có một phần năm số linh thạch cùng pháp khí đã hứa hẹn giao cho Hàn Lập, về phần việc đan dược đã hứa, vị diệp đường chủ này tựa hồ sớm đã quên rồi, mà Hàn Lập làm bộ như không biết. Bất quá cho dù như thế, Hàn Lập vẫn là qua một đêm đã trở thành người diều. Được hai khối linh thạch bậc trung, hơn 10 khối linh thạch bậc thấp, còn có ba món pháp khí luyện chế tinh xảo, cùng một số phù lục khác. chương 152, Lưỡng Niên Hậu, linh thạch bậc trung Hàn Lập lần đầu tiên nhìn thấy, một khối linh thạch hỏa thuộc tính hồng quang lập lè, một khối linh thạch khác thuộc tính thổ có màu vàng sập đều là linh thạch bậc trung thường hay thấy nhất những linh thạch này xem ra hoàn toàn khác với linh thạch cấp thấp sắc thái thuộc tính chỉ nhàn nhạt, nhạt độ sáng bóng của chúng không cần phải nói sự khác biệt chính là sóng linh lực cường đại ở bên trong chúng cũng sẽ không phát sinh ra điều gì làm người ta xáo trộn mà ba món pháp khí kia cũng không tệ cũng phải là do cao thủ trúc cơ kỳ luyện chế ra so với mấy thứ mà hàn lập thấy ở thái nam hội thì khác nhau rất nhiều một chiếc nhẫn nhìn như bằng tinh cương chế thành khi thi pháp khu động liền có thể tự động bay ra khóa địch có khả năng tự nhiên biến hóa to nhỏ trong phạm vi nhất định hàn lập nhất thời hưng phấn đem pháp lực toàn thân rót vào kết quả chiếc nhẫn kia tản ra hoàng quang nhàn nhạt mở rộng tới mức có thể bao trọn cả căn nhà hắn đang ở làm hàn lập không khỏi kinh ngạc một món đồ khác là một ngọn cờ nhỏ hình tam giác màu đen pháp khí này sử dụng rất đơn giản chỉ cần rót linh lực vào bên trong sau đó vung lên thì khu vực xung quanh sẽ huyễn hóa ra tầng tầng hắc vụ, che mắt khỏi sự công kích của kẻ địch, có khả năng che giấu tung tích bản thân, là pháp khí phòng ngự khá tốt. Hai món pháp khí này đều là thượng phẩm bên ngoài khó gặp, nhưng ngay từ đầu làm cho Hàn Lập hoan hỉ chính là món pháp khí Hoàng Đồng Bình, có khả năng cất giữ vật phẩm mà không để cho linh lực phát tán ra ngoài. Cầm cái bình pháp khí này lên tay, Hàn Lập liền lập tức nghĩ tới phương pháp có thể cất giữ được lục dịch thần bí mà hắn suy nghĩ lâu nay chưa ra. Phải biết rằng, từ khi Hàn Lập biết sự tồn tại của linh lực, hắn đã sớm hoài nghi cái bình nhỏ kia, hàng đêm vẫn hấp nạp ngưng kết chính là linh khí tự nhiên trong thiên địa, chỉ là lâu nay hắn không có điều kiện chứng thực, cho nên ý tưởng này cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng mà thôi. Hôm nay hoàng bình pháp khí xuất hiện, làm cho hắn có phương pháp có thể chứng thực suy nghĩ này. Vì thế, hắn đêm đó liền đem lục dịch ngưng kết được kia bỏ vào trong hoàng đồng bình, để xem thử pháp khí này có thể giữ lại lục dịch hay không. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn làm cho hắn thất vọng hoàng đồng bình kia cũng chỉ có thể bảo tồn được lục dịch một thời gian cùng lắm là chỉ được một ngày quá thời hạn này lục dịch kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung như vậy xem ra chất lỏng này thực không chỉ đơn giản là thiên địa linh khí ngưng tụ khẳng định còn có nhiều điều phức tạp khác bên trong sau khi hoàn thành thí nghiệm này hàn lập cũng hiểu rất rõ vấn đề này trong giai đoạn hiện tại hắn không thể dễ dàng giải đáp được vì thế hắn rõ ràng không thể phí tâm vào vấn đề này nữa mà để sau hãy tính thuận theo tự nhiên dù sao cái bình này công dụng hiện tại cũng đã giúp cho hàn lập rất nhiều rồi hàn lập sau khi cởi bỏ được khúc mắc lại bắt đầu lợi dụng công hiệu của lục dịch chế xuất ra thêm một lô hoàng long đan cùng kim tủy hoàn nữa chuẩn bị trước khi đan dược này có công hiệu giảm đi thì tìm hiểu trong cốc xem có phương pháp điều chế đan dược nào khác linh diệu hơn không chẳng qua hàn lập rất rõ ràng chuyện này không thể gấp rút được bởi vì là một gã đệ tử mới nhập môn hắn lại đi hỏi cái vấn đề điều chế đan dược lớn như vậy còn không phải là nói rõ cho người khác biết, ở đây có cái gì hay sao. Không thể khiến cho người khác hoài nghi cùng suy đoán, từ đó mà rước lấy họa sát thân. Cho nên Hàn Lập chuẩn bị tiềm tu vài năm tại dược viên này, đợi khi hoàn toàn thăm dò rõ hết sự tình trong bổn môn, bản thân cũng đã trở thành ma cố tại Hoàng Phong Cốc, sau khi không còn khiến cho người khác chú ý nữa, thì mới thực hiện vấn đề đó. Cho nên mỗi khi tới kỳ Hàn Lập phải giao dược liệu, hắn cũng không có gì lo lắng. Có sự trợ giúp của lục dịch, có loại dược thảo nào mà hắn không thể trong một đêm khiến nó phát triển đâu tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ hắn đã chuẩn bị để ở tại dược viên này trong thời gian dài nghĩ rằng vị mã sư bá kia sẽ không có ý kiến gì vì thế hàn lập mỗi ngày đều thực hiện công việc của mình rất có quy luật ban ngày sau khi xem xong những ghi chép của lão nhân hắn lại bắt đầu không ngừng tới gặp vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia ở đó học không ít sơ cấp pháp thuật cùng khẩu quyết sử dụng sau đó trở về lại dược viên tự mình nghiên cứu lĩnh ngộ. Hơn nữa Hàn Lập mỗi ngày đem Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàn như là đường đậu mà dùng, dựa theo ý tưởng của Hàn Lập, một khi về mặt chất lượng không được, thì hắn có thể dùng số lượng để bù đắp. Số đan dược này hiện quả tích tiểu thành đại, cũng sẽ có hiệu quả như nhau. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác, Hàn Lập gia nhập Hoàng Phong Quốc thuộc thất đại tiên phái, đã hơn 2 năm. Trong 2 năm này, đã xảy ra khá nhiều chuyện, không lâu sau khi Hàn Lập tiềm tu, lại có một cuộc sơn môn mở cửa chiêu mộ đệ tử mới 10 năm một lần, từ trong các gia tộc tu tiên lớn nhỏ, lại có hơn 1.000 thiếu niên từ tất cả các thuộc tính, bái nhập làm môn hạ hoàng phong cốc. Thậm chí trong đó còn xuất hiện hai huynh đệ sinh đôi thuộc tính dị linh căn, hơn nữa từ dị linh căn, lấy lực phá hoại mà trở thành lôi linh căn. Hai huynh đệ này xuất hiện, hoàn toàn hấp dẫn các ánh mắt cao cấp của cốc. Thậm chí ngay cả một vị trưởng lão kết đan kỳ bế quan đã lâu, cũng vì thế mà phá lệ xuất quan một chuyến, sau khi quan sát căn cốt của hai người, công khai nói rõ, chỉ cần hai người này có thể chúc cơ thành công, lão sẽ thu bọn họ thành môn hạ, tự mình chỉ dạy hai huynh đệ này. Lời này vừa ra, tự nhiên là dập tắt sự mong mỏi của các sư huynh đệ khác. Nhưng ngoại trừ hai huynh đệ này ra, trong hàng đệ tử cũng xuất hiện vài nhân vật thiên tài tư chất bất phàm. Ví dụ như, một thiếu niên lý tính thuộc một gia tộc nhỏ, thế nhưng mới 11 tuổi, công pháp sơ sở đã luyện đến đỉnh điểm của tầng thứ 9, mà vẫn chưa từng phục dùng đan dược gì, có thể gọi là tiến bộ thần tốc, tựa hồ có chút không thua kém gì người có dị linh căn. Một đồng tử khác chỉ mới 7-8 tuổi, lại càng thêm đặc biệt, hắn chẳng những là trực hệ huyết mạch tu tiên đại tộc phương gia, mà còn có huyền âm chi nhãn trời sinh, có thể tu luyện sất mục thần quang sớm đã thất truyền mấy trăm năm, có thể khắc chế âm hồn quỷ quái trong thiên hạ. Đương nhiên ngoại trừ hai người này ra, còn có một số lớn nhân tài kiệt xuất khác. So với các đệ tử thu nhập vào lần trước, lần này có thể nói là một mùa thu hoạch lớn, làm cho trung trưởng môn vui cười mấy ngày không dứt thậm chí còn có một lần nghĩ đến có phải là trời cao mở mắt có ý đồ để cho hoàng phong cốc vượt lên trên các phía khác nhưng từ ngoài cốc ngoại đã truyền đến yếm nguyệt tông có thực lực cực mạnh trong thất đại phái trong hàng đệ tử mới thu vào phát hiện một tiểu cô nương có thiên linh căn thì vị trung đại trưởng môn đang hùng tâm tráng chỉ bừng bừng mới im lặng hồi lâu không nói nên lời nhưng mặc kệ nói như thế nào số đệ tử mới này hoàn toàn thu hút ánh mắt trên dưới của hoàng phong cốc ngay cả các đệ tử đệ tử cấp thấp nhập môn sớm hơn cũng mỗi ngày đều nghị luận về vị sư đệ thiên tài này hôm nay công pháp cơ sở lại tiến bộ nhiều ít hoặc là lại làm ra hành động kinh người gì vì thế giới hào quang trói mắt của các vì sao mới này vị đệ tử phải cần có thăng tiên lệnh mới được nhập môn như hàn lập hoàn toàn bị trung trưởng môn cùng các quản sự trong cốc có thể nói là hoàn toàn quên mất